Tần Lam vẫn mặc đồ ngủ nằm trên giường, đến giờ vẫn chưa ra khỏi chiếc giường. Bối Bối đi ra ngoài rồi, nhưng Tần Lạc tất nhiên sẽ không thể nằm bên cạnh Tần Lam để nói chuyện với nàng được, liền kéo một chiếc ghế đến ngồi bên đầu giường. Những nạn nhân bị hại đã tìm thấy hết cả chưa? Tần Lam ngồi dậy, Tần Lạc lấy một cái gối lót dưới lưng nàng, để nàng dựa vào được thoải mái hơn một chút. Đã tìm thấy hết rồi, có 40 người bị hại trong danh sách thì đều đã được tìm thấy. Tất cả các bệnh nhân và người nhà của họ đều đã được sắp xếp vào ở trong phòng bệnh của mẹ cháu. Tổ chuyên gia đang nghiên cứu phương pháp điều chế sản phẩm thân tâm, chắc là sẽ tìm ra được nguyên nhân phát bệnh trong thời gian tới thôi. Tần Lạc rất hiểu tâm tình của Tần Lam lúc này, liền nói, hôm nay là 30 Tết, cháu đã nói khách sạn chuẩn bị vài bàn tiệc rượu. Buổi tối nếu cô có thời gian thì có thể đến cùng ăn tất niên với bọn họ. Thôi, cô không đi đâu, Tần Lam lắc đầu nói. Tần Lạc, cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu làm rất tốt, cháu đang phải vất vả để chuộc tội thay cho cô. Cô đừng nói vậy, việc này không thể trách cô được, đó là do Lý Quốc Tân lòng tham vô đáy nên đã lừa cô. Không phải là cô cũng vừa mới biết thôi sao? Nếu cô biết từ sớm thì cũng không thể để mặc cho tình trạng lại biến chuyển xấu đến mức này. Tần Lạc nhìn vào hốc mắt sâu đờ đẫn, khuôn mặt tiều tụy đến độ khó tả của cô, hắn thấy thương cô vô cùng. Tần Lạc, thôi cháu đừng an ủi cô nữa. Trong chuyện này, cô không thoát được đâu. Cô cũng là một người mẹ. Khi chứng kiến những đứa trẻ chỉ lớn hơn Bối Bối một chút mà đã phải chịu cực khổ như thế, thì cô cũng đã nghĩ đến cả cái chết. Tần Lam không thể chịu đựng hơn được nữa, nước mắt giàn giụa, nàng che miệng khóc nức nở. Tần Lạc vội vàng ngồi lên giường, từ trong hộp giấy bên trong chiếc tủ ở đầu giường rút ra vài tờ giấy giúp nàng lau đi những hàng nước mắt đang đầm đìa trên mặt. Từ trước đến giờ ở trước mặt người khác, Tần Lam luôn thể hiện ra mình là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây cũng không thể chịu nổi sự áy náy và công kích này, nàng úp vào lòng Tần Lạc kêu khóc đến thất thanh. Một lúc lâu, khi không thể khóc thêm được nữa thì những uất ức trong lòng nàng cũng được vơi đi phân nửa. Được rồi, cô đỡ hơn nhiều rồi. Tần Lam rời khỏi lòng Tần Lạc, rút khăn giấy ra lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Ông nội bảo cháu nói với cô là ông không trách cô đâu. Tần Lạc cười nói. Chính vì như thế nên cô mới càng thấy có lỗi với ông. Ngày trước, cô lúc nào cũng muốn có được kim hạp dược phương của ông. Cháu nói đi, trên đời này còn có người con gái nào bất hiếu như cô không? Tần Lam buồn bã cười nói. Cô, tất cả đều đã qua rồi. Tần Lạc khuyên nhủ, nếu Tần Lam vẫn mãi sống với những áy náy như vậy, luôn tránh né sự gần gũi của mọi người, thì ngày sau sẽ không bao giờ còn có thể tìm thấy những tình thân ấm áp hòa hợp nữa. Tần Lam như vừa hạ quyết tâm vậy, nàng nói, Tần Lạc, cô có chuyện muốn bàn với cháu. Cô có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, cùng là người trong nhà cả, không cần phải khách khí như vậy. Tần Lạc nói, những người bị hại đó, cô xin cháu bất luận thế nào cũng phải chữa khỏi cho họ. Cô không còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa, nên việc này chỉ có thể trông cậy vào cháu mà thôi. Còn nữa, doanh nghiệp thân tâm tạm thời ngưng sản xuất lại, nghe giám đốc Trương nói thì trong tài khoản cũng còn khá nhiều tiền. Cháu có thể lấy chỗ tiền đó phân phát cho bọn họ. Cô cũng không biết nên bù đắp cho họ thế nào nữa, chỉ hy vọng là sau khi họ có được số tiền này, thì cuộc sống sau này của họ sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Về phần công ty, thì chuyện đóng cửa nó hay tìm người khác lo liệu đều do cháu quyết định đi. Cô, cho dù cô có không nói, thì những việc này cũng là việc cháu phải làm mà. Tần Lạc gật đầu cười nói. Còn việc này nữa, Bội Bội rất quý cháu có đồng ý giúp cô chăm sóc nó một thời gian không? Tần Lam hỏi. Tần Lạc nhìn Tần Lam với ánh mắt đầy kinh ngạc, nói, cháu và Hoán Khê đều rất thích Bối Bối. Chăm sóc cô nhóc đó một thời gian thì tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Ý của cô là, cô muốn rời khỏi đây sao? Tần Lam gật đầu, hai năm gần đây, dịch vụ của công ty cô hầu hết đều ở nước ngoài. Cô cũng đã sớm cho người thành lập một phân nhánh công ty phụ trách phân phối dược phẩm bên Mỹ rồi. Chỉ có điều, người phụ trách đang mang bầu nên muốn về nước sinh em bé. Nên tạm thời chưa tìm được người thích hợp nào thay thế. Cô muốn đích thân qua bên đó một thời gian, mở rộng thị trường lớn hơn một chút. Tần Lạc tò mò hỏi, dịch vụ chủ yếu của cô là ở Mỹ sao? Những người bên đó tin vào Trung Y sao? Tần Lam lắc đầu nói, họ tin vào châm cứu và xoa bóp huyệt vị thôi, còn thuốc Trung Y thì không tin cho lắm. Khách hàng chủ yếu của cô vẫn là người Trung Quốc, mua thuốc Đông Y cũng hầu hết đều là người Trung Quốc. Thỉnh thoảng cũng có người ngoại quốc tìm đến tận nơi, nhưng số lượng họ mua lại vô cùng ít.
không thể hình thành lên được quy mô. Tần Lạc thở dài, nói, rồi sẽ có một ngày, cháu sẽ làm cho họ tin vào nó. Tần Lam đưa tay ra ôm vào cổ Tần Lạc, nói, có chí khí. Người đàn ông của Tần gia đúng là nên dùng khẩu khí này để nói chuyện. Cháu làm gì ở Yến Kinh cô đều biết cả, thực sự cô cảm thấy rất tự hào về cháu. Nếu cô vì sự nghiệp mà đi Mỹ, thì cháu sẽ ủng hộ cô hết mình. Cháu cũng sẽ giúp cô chăm sóc bối bối. Nhưng nếu cô vì muốn né tránh mọi người thì, đây là thứ mà mọi người đều không muốn nhìn thấy. Bất luận thế nào thì cô vẫn là cô của cháu. Con gái của ông nội, người thân của gia đình, Tần Lạc nói. Cô hiểu, Tần Lam cắn môi nói, hốc mắt lại bắt đầu rơm rớm mắt. Tập tục ăn Tết của người phía Nam nhiều vô kể, Tần ra ngoài những hạng mục truyền thống như lau chùi, dán tranh ở cửa, câu đối xuân, pháo, tế lễ tổ tiên ra, thì còn phải lễ bái y thuật ra như hoa đà, lý thời chân. Bất luận trong ngành nghề gì, những người có thể đứng nơi cao nhất trong ngành nghề đó thì đều đáng để người ta sùng bái. Hiện giờ Tần Lạc đang trong những bước khởi đầu, hắn vẫn đang nỗ lực bước từng bước một leo lên vị trí của ông Hoàng Trung Y. Có trở ngại, có khó khăn, có lời đồn đại thị phi, và còn có cả những lời ca ngợi và cảm kích nữa. Gạch dưới nhưng, những thứ này không thể ảnh hưởng đến việc tiến bước của hắn. Lâm Hoán Khê cũng có tư cách được vào đền thờ tổ tông của Tần gia, như thế cũng có nghĩa là, nàng đã chính thức được người của Tần gia chọn làm vợ tương lai của Tần Lạc. Mặc dù Lâm Thanh Nguyên không được vào, nhưng khuôn mặt già nua của ông cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Hạnh phúc của cháu gái cũng chính là hạnh phúc của ông. Đợi đến khi toàn thể mọi người đều quây quần vào bàn ăn thì đã là hơn 8 giờ tối rồi. Kênh CCAV đã bắt đầu chiếu chương trình lễ mừng xuân hàng năm rồi. Không khí ngày hôm nay thật khác thường, mọi người ngồi kín bàn mà không ai nói một lời, đến cả bối bối bình thường đều hay nói linh tinh, vậy mà hôm nay cũng không bắn nhắn gì cả. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn lướt đi lướt lại khuôn mặt của mọi người xung quanh. Tần Tranh giơ ly rượu trước mặt mình lên, nói, vì sức khỏe cạn ly. Mọi người cũng bắt đầu nhấc ly rượu của mình lên, có rượu trắng, rượu vang, cũng có cả nước hoa quả, liền sau đó là những chiếc ly sáng ánh lên đụng vào nhau, phát ra những âm thanh choang choang vui tai. Tần Tranh làm một hơi uống hết chỗ rượu trong ly, rồi lại rót cho mình thêm một ly nữa, sau đó nhìn Lâm Hoán Khê nói. Năm nay, có một vị khách đến nhà chúng ta. Hoán Khê không phải là khách, mà là người trong nhà. Người cháu dâu này, ta nhận rồi đấy. Hy vọng năm sau Tần gia của chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Ly rượu thứ hai này, ta chúc Hoán Khê. Thấy Tần Tranh trước giờ cổ hủ, nghiêm túc mà lại nói ra được những lời như vậy, đùa với cháu trai cháu dâu ngay trước mặt mọi người làm cho mọi người đều phải cười theo, không khí lại trở nên ồn ào. Ai cũng kêu Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nhanh nhanh cho thêm một thành viên nữa vào năm sau. Bội Bội cũng nghe mẹ nói thì biết thêm một thành viên nữa có nghĩa là gì, thì cũng ầm ĩ đòi Lâm Hoán Khê sinh cho bé một em trai. Lâm Hoán Khê mặt đỏ lựng, vội vàng đỡ chiếc ly trước mặt mình lên, nói, chúc ông ngày càng khỏe mạnh. Sau khi đụng chén với Tần lão gia đụng chén, liền ngẩng đầu lên uống liền một hơi cạn ly. Rượu trắng nồng độ cao. Sau khi Lâm Hoán Khê cạn liền hai ly thì mặt đỏ như hoa đào, đẹp như nắng sớm mùa xuân đẹp. Tần Lạc ngồi bên cạnh động đậy ngón tay trỏ, cọ sát chiếc vòng màu tía đeo trên cổ tay mình, hắn đang suy nghĩ xem tối nay có cần đi tắm nước lạnh thêm một lần nữa hay không. Vừa mới ăn cơm tất niên xong thì điện thoại của Tần Lạc lại kêu lên. Người đầu tiên gọi điện thoại đến chúc Tết là Vương Cửu Cửu, không chỉ chúc Tần Lạc năm mới vui vẻ, mà còn rất lễ phép hỏi thăm toàn thể sức khỏe gia đình hắn. Tần Lạc cũng chúc Tết mẹ nàng là Trương Nghi Y và cha nàng qua điện thoại. Tất nhiên là do Vương Cửu Cửu truyền đạt lại. Liên tiếp đó, thì điện thoại cùng tin nhắn chúc Tết của những học sinh khác cứ dồn dập không dứt. Tần Lạc là một giáo viên rất có sức thu hút riêng, học sinh nào cũng biết số điện thoại của hắn. Chỉ cần có trong tay số điện thoại của hắn thì đều không thể quên được trong những ngày đặc biệt như thế này gửi lời chúc phúc của mình tới hắn. Tần Lạc bận bịu tiếp điện thoại cùng gửi lại tin nhắn đến tận 11 giờ. Điện thoại vừa được nghỉ một lát, Tần Lạc cũng vừa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đột ngột vang lên. Tần Lạc vừa nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, liền không kìm nổi liếc nhìn Lâm Hoán Khê một cái, nàng đang bị ông bà nội kéo đến ngồi bên ghế salon nói chuyện. Thấy nàng không để ý đến chỗ mình đứng, bèn cầm điện thoại đi ra giữa vườn nghe. Alo, xin chào, cô khỏe không? Tần Lạc bắt điện thoại, nói. Tôi không khỏe chút nào. Giọng nói dịu dàng tùy mị ở đầu dây bên kia của Lệ Khuynh Thành không khỏi làm cho người ta cảm thấy thương hại nàng vô cùng.
Mặc dù cách xa hàng ngàn dặm, nhưng Tần Lạc vẫn có thể cảm nhận được sức cuốn hút của sự lẳng lơ đã ăn sâu vào máu của nàng. Cô làm sao thế? Tần Lạc cười hỏi, hắn biết Lệ Khuynh Thành lại định làm trò gì đó. Mỗi lần nghe điện thoại của nàng, hắn vừa lo lắng không yên, vừa thấy kích thích vô cùng. Anh làm tổn thương tôi, Lệ Khuynh Thành nói, tôi gọi cho anh, chuông đổ một hồi đúng 1 phút 23 phân anh mới chịu nhấn nút nghe. Nếu tôi đoán không nhầm thì khi anh nhìn thấy màn hình hiện ra số của tôi, việc đầu tiên anh làm là xem xét vị trí của Lâm Hoán Khê, sau đó tìm chỗ nào đó mà cô ấy không nghe được chúng ta nói chuyện điện thoại. Có phải vậy không? Tần Lạc không thể không thừa nhận, người phụ nữ này đã tu luyện thành yêu tinh rồi. Tôi biết ngay là tôi đã đoán đúng mà, Lệ Khuynh Thành bất mãn nói. Cô đang ở đâu thế? Tần Lạc không dám tiếp tục lời của nàng, vội vàng hướng sang chuyện khác. Tất nhiên là ở Yến Kinh rồi, Lệ Khuynh Thành nói, làm thuộc hạ của người ta, cũng phải biết hết lòng hết sức mới đúng chứ. Đón năm mới một mình sao? Tần Lạc hỏi. Chứ sao nữa, anh có ý kiến gì hay không? Lệ Khuynh Thành cười rộ lên, lát nữa đi dạo phố kiếm một thằng về ở cùng. Cô bằng lòng rồi chứ tôi không đồng ý đâu. Tần Lạc cũng cười phá lên. Ôi chao, một tên nhóc con còn chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà đã dám quản việc của chị rồi à? Tôi là gì của anh chứ, anh dựa vào đâu mà quản tôi? Lệ Khuynh Thành giả bộ cáu giận nói. Tôi là ông chủ của cô dám nuôi thằng nào thì tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn. Vì muốn làm cho nàng vui lên một chút, Tần Lạc cũng bắt đầu nịnh nọt nàng. Tôi mà lại phải nuôi thằng nào sao? Bà chỉ cần móc móc đầu ngón tay, thì những thằng nhóc chưa biết sự đời như anh chẳng phải sẽ trần như nhộng xếp hàng trước mặt tôi rồi sao? Lệ Khuynh Thành vừa dứt lời thì nàng đã không thể nhịn cười thêm nữa. Không đợi Tần Lạc tiếp lời, nàng liền nói, thôi được rồi. Không nói với anh nữa. Lát nữa Lâm Mỹ Nhân lại không cho anh lên giường, thì tội của tôi to rồi. Tôi gọi điện thoại cũng là để chúc anh năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài ra, còn một chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Những ngày anh không có ở đây, tôi còn thấy có chút nhớ anh đấy. Lệ Khuynh Thành nói ở đầu dây bên kia. Tần Lạc ngẩn người, thì thầm nói, tôi cũng vậy. Hai người không tiện nói thêm gì nữa, cách nhau hàng nghìn dặm, chỉ thông qua một đường dây nghe không được, nhìn không thấy để được nghe hơi thở của nhau. Bùm! Trong không trung, không biết ai đã phóng pháo hoa lên trời. Ngẩng đầu nhìn những bông pháo hoa muôn màu muôn vẻ, phảng phất nhớ về khuôn mặt tươi cười của Lệ Khuynh Thành. Chương 202, khi thần y gặp thần y. Mùng một Tết, khách khứa đến nhà Tần Lạc chúc Tết cứ nối liền không ngớt. Xe ở cổng đã xếp thành một đường dài, cũng may mà biệt thự nhà hắn nằm kế sông Châu Giang, bờ sông có vô số nơi đỗ xe miễn phí dành cho mọi người. Nếu không thì tất cả chỗ xe hơi đó đều phải đóng gói cho vào túi rồi. Tần gia là gia tộc trung y thế gia đã được cả trăm năm rồi, chịu ân huệ của Tần gia quả là đếm không xuể. Có những bệnh nhân được Tần Tranh điều trị, có những bệnh nhân được Tần Lạc điều trị, còn có rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi ở bệnh viện của mẹ Tần Lạc nữa. Thậm chí, còn có những bệnh nhân được Thái Gia Gia thuộc vào hàng cụ kỵ của Tần Lạc rồi, của Tần Lạc chữa trị khi còn sống nữa. Trong đám người này, có những người tuổi cao đã từ giã cõi đời này, nhưng con cháu của họ thì vẫn đến chúc Tết nhà Tần Lạc vào mùng một Tết hàng năm. Còn những người còn sống thì sẽ đích thân mình đến chúc Tết. Trên thế gian này, còn có việc gì to tát hơn, làm cho người ta cảm kích, biết ơn, nhớ mãi không quên bằng việc kéo người từ quỷ môn quan quay trở lại chứ. Vì thế cho nên, mùng một Tết hàng năm là ngày bận rộn nhất của Tần Lạc. Không ngừng tiễn người đi tiếp người đến, rồi uống trà hàn huyên. Cho đến tận hơn 1 giờ chiều, khách khứa mới bớt dần đi. Theo tập tục thì buổi chiều mà đến chúc Tết người ta thì không được chu đáo cho lắm, vì vậy mà, đến lúc này thì gần như là không còn mấy người khách nữa. Chúng ta đi bệnh viện một chút đi, được không? Lâm Hoán Khê nói với Tần Lạc. Không ít người biết Tần Lạc đem bạn gái về nhà ăn Tết, nên, ai cũng hỏi đến chuyện này. Vì vậy mà Lâm Hoán Khê cứ hết lần nọ đến lần kia bị kéo ra ngoài giới thiệu cho người ta biết mặt. Người không biết cách ăn nói như Lâm Hoán Khê mà cũng phải cố gắng ứng phó, Tần Lạc thấy mà thương nàng khôn xiết. Chỉ mong được treo một tấm biển trên cổ Lâm Hoán Khê, trên đó ghi mấy chữ, Lâm Hoán Khê, vợ của Tần Lạc. Như vậy thì sẽ bỏ qua được khâu giới thiệu. Bận rộn cả ngày trời, khuôn mặt nàng cũng lộ vẻ uể oải. Nhưng nàng vẫn muốn đi thăm những bệnh nhân qua năm mới rồi mà vẫn phải nằm trên giường bệnh. Được, chúng ta đi thăm San San, Tần Lạc gật đầu cười nói.
Tần Minh nghe nói Tần Lạc và Lâm Hoán Khê muốn ra ngoài liền chủ động bước tới nói, Tần Lạc không biết lái xe, em dâu lại không rảnh lắm về Dương Thành. Anh cũng chẳng có việc gì quan trọng, vừa đúng lúc có thể lái xe đưa hai em đến bệnh viện. Tần Lạc gật đầu cười nói, đại ca, phiền anh quá. Tần Minh vỗ vỗ vào vai Tần Lạc, nói, đều là anh em với nhau, khách sáo cái gì chứ? Đợi đến khi nào cậu biết lái xe thì anh sẽ không làm tài xế cho cậu nữa đâu. Khi nào quay lại Yến Kinh em sẽ học lái xe ngay. Tần Lạc cười nói, hắn cũng thấy rằng, không biết lái xe đúng là vô cùng phiền toái. Rất bất tiện khi đi ra ngoài. Nếu mà tự mình biết lái xe, thì khi đi trị bệnh cho Long Vương đã không cần Ly phải đưa đi đón về rồi. Nghĩ đến Ly, trong lòng Tần Lạc lại trở nên đau nhói. Nhiệm vụ của nàng, vẫn thuận lợi chứ. Mẹ của Tần Lạc tên Cam Vân, bệnh viện tư của bà thì tên là Bệnh viện Ái Khang, là một tòa nhà hiện đại 10 tầng nằm trên đường Phúc Manh. Quy mô của bệnh viện rất lớn, còn những thiết bị y tế ở bên trong thì vô cùng tiên tiến. Là một bệnh viện Đông Tây y kết hợp hiện đại. Xe đỗ trước cổng bệnh viện Ái Khang, Tần Lạc nói với Tần Minh, anh cứ để chúng em tự vào là được rồi. Anh cứ về trước đi, chúng em cũng không biết đến khi nào mới về, khi nào về thì em gọi xe được rồi. Thế cũng được, không chừng lát nữa ông nội cần dùng đến xe. Anh về trước đợi đây, Tần Minh đáp. Đợi đến khi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê xuống xe rồi, Tần Minh liền quay xe rời đi. Tần Lạc nắm tay Lâm Hoán Khê, đi về hướng của bệnh viện Ái Khang. Vừa mới đi đến cổng thì có một người phụ nữ trạc tuổi trung niên mặc quần áo hợp thời tiến thẳng đến chỗ bọn họ. May mà Tần Lạc phản ứng nhanh, kịp thời ôm Lâm Hoán Khê vào lòng, nên người phụ nữ đó mới không đụng phải Lâm Hoán Khê. Có điều, cánh tay của chị ta vẫn quệt vào vai của Lâm Hoán Khê. Ôi chao, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Người phụ nữ cảm thấy có lỗi nói. Chị ta mặc một chiếc quần ôm chân màu đen, bên trên mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu nâu đỏ. Trang điểm nhạt, thoạt nhìn giống như một người phụ nữ thành công mà rất có văn hóa. Không sao, Lâm Hoán Khê nhìn chị ta một cái, thản nhiên nói. Cô không làm sao chứ? Có chỗ nào cảm thấy không được tốt không? Nếu không được tốt thì chúng ta vào bệnh viện kiểm tra xem sao. Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Hoán Khê từ trên xuống dưới, vẻ mặt sốt ruột nói. Người khác khi đụng phải người ta, thì hầu hết đều mượn cớ để lừa tiền. Vậy mà chị ta thì lại chủ động quan tâm sức khỏe của người đó, lại còn muốn đưa người ta vào viện khám xem sao nữa. Vào cái thời buổi tín ngưỡng bị sói mòn này, thì những tập tục, nhân phẩm như thế này giống như là một luồng gió mát giữa cái nắng oi ả của mùa hè vậy. Làm cho người ta thư thái, thoải mái vô cùng. Tôi không sao đâu, chị cứ làm việc của chị đi. Lâm Hoán Khê nói, âm thanh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ồ, không sao là tốt rồi. Người phụ nữ trung niên thở phào nói. Tôi cũng đang vội vào đây để chuyển viện cho cha tôi. Cái bệnh viện Ái Khang này, chỉ được cái danh tiếng ở bề ngoài, trình độ của bác sĩ không ra làm sao cả. Cha tôi cũng chỉ là hen suyễn thông thường thôi, vậy mà nhập viện đã được hơn nửa tháng rồi. Tốn bao nhiêu tiền, nhưng bệnh thì không có một chút biến chuyển nào cả. Ngay cả trong ngày lễ Tết này mà cả nhà đều phải túc trực trong bệnh viện. Hôm nay có một người bạn đến nhà chúc Tết, đã giới thiệu một bác sĩ trung y cho tôi biết. Tôi cũng chỉ muốn thử xem thế nào, nên đã xin địa chỉ đi đến đó. Ha ha, thật đúng là thần kỳ. Cửa hàng của người ta không to lắm, nhưng người đến khám tấp nập như ở trên phố vậy. Tôi tận mắt trông thấy. Người nào chỉ cần được thần y bắt mạch thôi là có thể nói ra được bệnh tình của người đó. Gian nhà nhỏ bé đó, những chiếc cờ được người ta đem đến tặng, sắp không có chỗ để treo rồi. Thế nên không phải tôi đang phải gấp rút chuyển viện cho cha tôi đấy sao? Cái bệnh viện Ái Khang này nào có muốn tiền đâu, đúng ra là muốn sinh mệnh của người ta. Tôi không muốn cho cha tôi ở thêm một ngày nào nữa. Người phụ nữ trung niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Lạc và Lâm Hoán Khê một cái, rồi hỏi. Năm hết Tết đến, sao lại phải đến bệnh viện thế này? Hai người có chỗ nào trong người không được thoải mái hay sao? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê một cái, nói, là tôi cảm thấy không được khỏe. Ngực đau nhức. Đôi mắt của người phụ nữ trung niên đột nhiên lóe sáng rồi chợt tắt, nói, ai, trời đất bao la, thân thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Cảm giác đau khổ khi có bệnh, tôi biết lắm chứ. Có điều là, tôi khuyên hai người không nên đến bệnh viện này. Cúa đắt. Chỉ là bệnh đau nhức đầu gì đó thôi, nếu không chi đến hàng trăm hàng nghìn nhân dân tệ thì cũng không khỏi được đâu. Nể mặt tôi vừa đụng vào hai người, tôi có thể giới thiệu cho hai người vị thần y nọ. Có điều,
ông ấy có bằng lòng tiếp trần hay không thì còn phải xem thế nào đã. Bây giờ vừa mới qua năm mới, nhà họ cũng phải đoàn tụ chứ. Nếu không phải tôi có bạn giới thiệu đến thì họ cũng không muốn tiếp tôi đâu. Được thế thì tốt quá, cảm ơn chị nhiều lắm, Tần Lạc mừng rỡ nói. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc một cái, trầm tư không nói câu gì. Đi, tôi đưa hai người đến đó ngay bây giờ. Chỗ đó cách đây cũng không xa, ra khỏi cổng chính, rẽ trái đi khoảng 1.000 mét là tới à. Cũng chỉ vài bước chân, người phụ nữ trung niên nhiệt tình nói. Tôi biết rồi, Tần Lạc gật đầu, không phải chị phải đi chuyển viện cho thúc thúc sao? Chúng tôi có thể đợi mà. Chuyển rồi, chuyển đến đó rồi, người phụ nữ trung niên nói. Tôi đến đây để lấy những thứ còn sót lại của cha tôi. Không gấp, không gấp, bây giờ mà không đi nhanh lên, thì lát nữa thần y sẽ nghỉ làm đấy. Bệnh tật là không trì hoãn được đâu. Tần Lạc chỉ cười cười, không nói gì cả. Tần Lạc cùng Lâm Hoán Khê đi theo sau người phụ nữ đó, vừa ra đến cổng bệnh viện Ái Khang thì rẽ trái, đi được khoảng 1.000 mét thì lại ngoặt vào một con ngõ có phần hơi nhỏ. Sao lại hẻo lánh thế này? Liệu có phải là lừa người không? Tần Lạc cảnh giác hỏi. Làm gì có chuyện đó chứ? Hôm nay tôi đã đứng xem cả một ngày trời rồi, có không biết bao nhiêu là người đến để tìm ông ấy chữa bệnh. Cậu nghĩ đi. Một nơi hẻo lánh thế này mà có biết bao người đến tìm đến, thế nếu mà ông ấy mở một phòng khám ở khu phố náo nhiệt, thì một ngày phải tiếp bao nhiêu người đây? Người phụ nữ trung niên tiếp lời. Cũng phải, Tần Lạc gật đầu, y thuật của ông ấy giỏi như vậy, sao ông ấy không mở một phòng khám ở khu phố náo nhiệt chứ? Ánh mắt quyến rũ của Lâm Hoán Khê liếc nhìn Tần Lạc một cái, miệng hơi nhếch một nụ cười hiểu ý. Điều này, có thể là do ông ấy sợ không xoay sở kịp cũng nên. Tôi cũng không rõ nữa. Những người có năng lực thường đều có chút tật xấu gì đó. Người phụ nữ trung niên nói. Tần Lạc nghĩ, câu nói này của chị ta đúng là không sai chút nào. Bản thân mình chính là do rất có năng lực, nên mới mắc phải tật xấu mà không ai biết đó. Đúng là ông trời đố kỵ với người có tài. Đi thêm được vài mét nữa, thì người phụ nữ liền dừng trước cửa của một phòng khám nhỏ. Bên ngoài phòng khám có treo một tấm biển bằng gỗ. Bên trên khắc ba chữ cổ, hợp tể đường. Về mặt trang trí thì không có gì đáng chú ý lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Bề ngoài trông có vẻ rất sạch sẽ, đúng là có cái trò, mời chàng vào dò. Người phụ nữ trung niên dừng bước, nói với Tần Lạc, hai người đúng là may mắn, thần y vẫn còn làm việc. Vậy thì phiền chị giúp tôi giới thiệu nhé. Tần Lạc cảm kích nói. Ôi, khách sáo gì cơ chứ? Tôi cũng là người nhà của bệnh nhân mà, tôi biết nỗi đau của người mắc bệnh. Người phụ nữ trung niên nói. Chị ta bước nhanh hơn, rồi đẩy chiếc cửa kính ở trước mặt ra, đi vào một phòng lớn, ngồi ở chiếc bàn lớn đối mặt với một người đàn ông trung niên, rồi nói, thần y, ông có thời gian không? Tôi có một người bạn bị đau tức ngực, một người bạn rất tốt, ông có thể bỏ chút thời gian giúp cậu ấy xem thế nào được không? Thần y khoảng chừng 40-50 tuổi, tướng mặt gầy guộc, mái tóc rối bời bù xù rũ trên vai trông rất lỗi thời. Ông ta mặc trên người một bộ đồ màu trắng ngà thời đường, ngón tay thon dài, ông đang say mê đọc một quyển sách màu đã ngả vàng ở trên tay mình. Đợi đó, thần y không thèm ngẩng đầu lên nói. Diễn rất thật, ông đã diễn một đời ngạo khí của thần y một cách hoàn mỹ. Thần y, xin ông giúp cho. Anh bạn này của tôi trong người không được khỏe. Năm hết Tết đến thế này, xin ông rủ lòng thương. Người phụ nữ trung niên nói với vẻ mặt nịnh nọt. Tôi đang bận, chị không thấy sao? Thần y trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên một cái, giọng không vui nói. Vậy hôm nay ông có thời gian không? Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói. Điều đó còn phải tùy thuộc vào tâm tình của ta, thần y nói. Người phụ nữ trung niên nhìn Tần Lạc một cái, thì thầm bên tai hắn, tiểu huynh đệ, vừa bước sang năm mới, chúng ta cũng chỉ là muốn được yên lành. Câu xem, đưa cho thần y phong bì đi, ông ấy nhận phong bì rồi, không chừng tâm tình sẽ tốt hơn đấy. Cậu cũng không cần phải đợi hoài, đúng không nào? Tần Lạc gật gật đầu, hỏi, chị nghĩ nên để bao nhiêu tiền trong đó thì thích hợp đây? Người phụ nữ trung niên nghĩ một lát, nghiến răng nói, 300 đi. Gọi là có lòng là được. Còn chưa xem bệnh mà đã lấy 300 rồi, người phụ nữ này cũng hạ quyết tâm. Chị ta sợ lấy hơn nữa nhớ con cừu non này sợ quá bỏ chạy thì làm sao đây? 300 thì làm sao mà đủ được, thôi cứ 800 cho chắc, Tần Lạc nói. Cũng may trong túi vẫn còn tiền mừng tuổi của ngày hôm nay vẫn chưa cho hết, Tần Lạc rút ra 8 tờ 100 nhân dân tệ đút vào trong phong bì. Người phụ nữ trung niên cười tâu toét,
nói, được. Cậu cứ quyết định đi, đây là việc của cậu mà. Nếu cậu coi như thế là tốt thì cứ làm thế đi. Chương 203, em thích con người như vậy của anh. Thấy đôi tay Tần Lạc đưa đến một chiếc phong bao dày cộp, tâm tình của thần y liền thay đổi 180 độ. Ông ta bỏ quyển sách đã ngả màu ố vàng biển thước y lý bình chú ở trên tay xuống, lặng lẽ đưa tay lấy chiếc phong bao ở trên bàn cho vào ngăn kéo. Sau đó ông ta làm một động tác ra hiệu mời Tần Lạc vào ngồi trên chiếc ghế ở đối diện, rồi nói, hôm nay là mồng một Tết, tôi vốn định nghỉ ngơi không chữa trị gì cả. Nhưng cậu lại là người mà chị Vạn đưa đến, nên tôi cũng không thể quá tuyệt tình. Cậu nói đi, có chỗ nào không được khỏe? Tần Lạc quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên một cái, nói, vị đại tỷ này không phải nói ông rất thần kỳ sao? Chỉ cần để ông bắt mạch, thì người bệnh có vấn đề gì ông đều có thể lập tức chẩn đoán ra. Vậy ông cũng bắt mạch giúp tôi được không? Thần y nghe vậy thì có phần không vui, nói, chị ấy nói cũng không có gì sai. Nhưng, cậu không thấy làm thế mất thời gian sao? Trách nhiệm của bác sĩ là khám bệnh cứu người, còn trách nhiệm của bệnh nhân là hỗ trợ công việc của bác sĩ. Cậu nói rõ cho tôi biết cậu có chỗ nào không được khỏe, sau đó thêm vào những phán đoán của tôi, thì có thể bốc thuốc cho cậu một cách chuẩn nhất. Nếu tôi tự nói ra, thì làm sao thể hiện hết độ cao minh của thần y được cơ chứ? Lẽ nào điều chị ấy nói không phải là sự thật? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ý của cậu là gì? Thần y đập tay xuống bàn nói. Cậu phải hiểu một điều rằng, cậu tự tìm đến cầu xin tôi khám bệnh cho cậu, chứ không phải tôi chủ động mời cậu đến. Một người bệnh như cậu, thái độ không đứng đắn, không tôn trọng bác sĩ như vậy, thì tôi từ chối chữa trị cho cậu. Cậu đi đi. Tần Lạc đứng dậy, nói, tôi đi cũng được thôi, trả lại tôi phong bao đây. Phong bao? Phong bao nào? Thần y ngơ ngác hỏi. Cái phong bao mà ông vừa nãy đút vào ngăn kéo ấy. Bên trong có 800 tệ, Tần Lạc nhắc nhở nói. Đó là cậu tặng nó cho tôi mà. Bây giờ thì tiền đã là của tôi. Nếu không có phong bao thì cậu cứ ngồi đấy mà đợi nhé. Thần y cười nhạt nói. Ông đang giở trò phải không? Tần Lạc nheo mắt nhìn ông ta. Xem ra tôi phải gọi điện cho Cục An toàn Vệ sinh. Để bọn họ đến kiểm tra xem cái phòng khám nhỏ này của ông đã có giấy phép kinh doanh hay chưa nhé. Cậu thử gọi xem thế nào. Ở bên đó tôi có người quen. Người ta để ý đến lời của cậu mới lạ. Hơn nữa, năm hết Tết đến thế này, ai còn hơi sức đâu đi quản việc này cơ chứ. Thần y không chút sợ sệt nói. Xem ra ông ta đã là một lão yêu tinh rồi. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ tìm thêm vài người bạn là phóng viên đến giúp đỡ là được. Hành động lừa gạt bệnh nhân này của ông mà bị truyền thông vạch tội, thì ông nói đi như thế sẽ có hậu quả thế nào đây? Thần y tức giận mặt đỏ bừng bừng, muốn nói vài câu thô tục, nhưng người phụ nữ trung niên đó chừng mắt nhìn ông ta một cái, rồi cười ha hả đứng vào giữa làm hòa, nói, ông xem, vừa qua năm mới thế này, cần gì phải làm cho sự việc trở nên không vui như vậy chứ? Vị tiểu huynh đệ này, chỉ là do trong người không được khỏe, nên muốn tìm đến thần y mong được giúp đỡ trị bệnh. Thần y cũng không cần chấp tiểu huynh đệ như vậy, trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi dễ bị kích động. Chúng ta trị bệnh trước đi, trị cho khỏi bệnh trước đã. Trên người có bệnh, lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Phải không nào? Thần y liếc người phụ nữ trung niên bằng một ánh mắt rất chi là không bằng lòng, nhưng thái độ với Tần Lạc thì lại thân thiện hơn đôi chút, ông ta nói với Tần Lạc, ngồi đi. Đưa tay ra đây. Tần Lạc như nghe xong lời khuyên của người phụ nữ trung niên thì có phần xuôi tai. Cười cười với chị ta, lại một lần nữa quay lại chỗ ngồi vừa nãy. Thần y bắt lấy cổ tay Tần Lạc, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận mạch đập của hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Khi Tần Lạc cảm thấy hoài nghi ông ta đã thiếp ngủ từ lúc nào, thì đột nhiên ông ta dương to đôi mắt, nói, mạch đập trầm, không thông thoát, nóng trong. Mồ hôi ra nhiều không dứt, ngũ dịch mồ hôi, nước mũi, nước mắt, nước miếng, nước bọt túa ra. Lại tích tụ lại một chỗ. Lâu dần sẽ không khỏi được. Vì thế mà dẫn đến đau tức nơi vùng ngực, vấn đề này nói lớn thì cũng không phải lớn, nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Có điều, nếu không chữa trị kịp thời, cứ để nó phát triển tự nhiên. Hậu quả sẽ khó lường. Nhưng mà, cậu cũng không phải lo lắng đâu. Tôi sẽ khai cho cậu vài thang thuốc đông y về uống, anh về xác theo lời tôi dặn. Một tuần sau quay lại đây kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì càng tốt. Còn nếu vẫn chưa khỏi hẳn, thì tôi lại khám lại cho cậu xem sao. Tần Lạc gật gật đầu, nói, vậy thì xin ông kê cho tôi một đơn thuốc chữa trị trước xem sao. Thần y rút một chiếc bút máy ở trong ống bút,
bắt đầu viết ra phương thuốc trên một tờ giấy trắng, chữ như rồng bay phượng múa vậy. Cầm cái này xuống lầu dưới lấy thuốc, thần y đưa phương thuốc cho Tần Lạc rồi nói. Tần Lạc cầm lấy đơn thuốc, cẩn thận phân biệt từng tí một. Cậu nhìn không hiểu mấy cái này đâu, nhanh cầm nó đem đi lấy thuốc đi, thần y sốt ruột nói. Những chữ ông ta viết trong phương thuốc, có những lúc đến bản thân ông ta còn phải mất nửa ngày sau mới nhận ra. Huống hồ những thanh niên trẻ tuổi bây giờ, làm sao có thể nhận ra được cơ chứ? Tôi thấy rằng có một số chỗ không đúng. Tần Lạc đặt phương thuốc xuống, rồi nói với thần y. Có gì mà không đúng? Cậu có hiểu trung y không? Cậu có biết những phương thuốc này có tác dụng gì không? Không hiểu thì đừng có nói bừa. Tần Lạc cười nhạt nói, thứ nhất, ngực của tôi không hề đau nhức. Tôi chỉ vô tình thuận miệng nói ra bệnh tình, ông liền vin vào đó để kết luận như vậy. Cơ thể của tôi thuộc tính hỏa, nhưng mạch đập không hề trầm, cũng không hề không thông thoát, ngược lại, so với những người bình thường khác thì còn khỏe hơn nhiều đấy. Thứ hai, tư thế bắt mạch của ông không đúng. Khi bắt mạch phải tĩnh tâm tĩnh khí, tuy rằng bề ngoài ông giả bộ rất giống, nhưng những ngón tay bắt mạch của ông thường xuyên vô cớ rời mạch đập ra. Kết quả của quá trình bắt mạch này có thể dùng để tham khảo được không? Thứ ba, phương thuốc ông kê cho tôi có vấn đề. Tần Lạc chỉ vào vài vị thuốc trong phương thuốc nói, vừa nãy ông còn kêu tôi là nóng trong, vậy tại sao lại khai những vị thuốc mạnh như nhân sâm, đương quý chứ? Còn nữa, nhìn từ phương thuốc mà ông khai cho tôi, thì đây đích thị là một thang thuốc bổ. Nếu tôi đoán không lầm thì giá cả của nó cũng không rẻ chút nào phải không? Thần y nhìn Tần Lạc với vẻ mặt đầy kinh ngạc, không còn thấy bóng dáng của sự kiêu ngạo, tự đắc nữa, không ngừng nuốt nước miếng. Muốn nói điều gì đó để che đậy việc mình làm, nhưng lại không thốt ra được một lời. Người phụ nữ trung niên càng cảm thấy kỳ lạ hơn, hai mắt trợn tròn, miệng mở to hình chữ O, cảm giác như có thể nhét được cả một quả trứng gà vào đó. Giống như là gặp phải quỷ vậy. Chị ta đang nghĩ mình lần này kéo về đây là con quái vật gì vậy chứ? Nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Hoán Khê, vẻ mặt sùng ái nhìn Tần Lạc. Ngay từ đầu, nàng đã biết kế hoạch của Tần Lạc. Là một người phụ nữ, tự đáy lòng nàng cảm thấy vô cùng hãnh diện về người đàn ông ưu tú của mình. Cậu là, thần y nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, lắp ba lắp bắp nói. Phong thái của một thần y không biết biến đi đâu mất tự bao giờ. Tôi giống như ông vậy, cũng là một bác sĩ trung y. Tần Lạc nói, sắc mặt thần y vô cùng giận dữ, vì thấy mình đã bị lừa. Mày cũng là bác sĩ, thế còn chạy đến đây tìm tao khám bệnh làm gì? Nhưng nghĩ đến hậu quả sự việc, trước là giận dữ, giờ ông ta lại tươi cười lấy lòng Tần Lạc. Ông ta kéo ngăn kéo lấy ra cái phong bao mà khi nãy Tần Lạc đưa cho mình, rồi nói, ha ha, gặp mặt có nghĩa là có duyên. Không ngờ đầu năm mới đã gặp được người cùng nghề. Chiếc phong bao này, bất luận thế nào tôi cũng không thể nhận được. Bây giờ vật lại trở về với chủ của nó, xin cậu hãy nhận lại nó cho. Cái phong bao này, ông đúng là không có tư cách để nhận nó. Tần Lạc lấy lại phong bao, rồi nhét lại vào túi của mình. Hơn nữa, ông căn bản là không xứng đáng làm một bác sĩ. Sự giận dữ trên mặt thần y lóe lên rồi lại biến mất, nhìn Tần Lạc với vẻ mặt lấy lòng, nói, cậu cũng biết đấy, thị trường hiện nay không được lý tưởng cho lắm. Những người học trung y như chúng tôi, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác để kiếm những đồng tiền nhỏ mọn để chăm lo nuôi dưỡng gia đình. Ha ha, cậu quân tử đừng chấp kẻ tiểu nhân này. Việc này... cậu cứ coi như không nhìn thấy, không biết gì, có được không? Dường như thần y nhớ ra một điều gì đó, lại mở ngăn kéo ra một lần nữa, lấy một sấp phong bao lì xì từ bên trong đưa cho Tần Lạc, nói, chút quà mọn, không đáng kể. Bất luận thế nào, cậu cũng phải nhận lấy. Tần Lạc nhìn vào những chiếc phong bao trong tay hắn, thầm nghĩ, xem ra năm hết Tết đến, việc làm ăn của thần y giả mạo này cũng không tồi cho lắm. Một sấp phong bao này, chắc đều là do những bệnh nhân được giới thiệu đến đây biếu ông ta. Ông ta bận rộn cả ngày trời, vậy mà bây giờ lại phải chuyển hết chỗ tiền đó vào tay mình, e rằng ông ta đang thầm nguyền rủa mình cũng nên. Những đồng tiền này tôi không thể nhận được, Tần Lạc nói, việc này tôi cũng đã tận mắt trông thấy rồi. Thế bây giờ cậu muốn gì đây? Thần y sờ sờ những sợi tóc dài trên đầu mình, khó chịu nói. Thứ nhất, đóng cửa không được tiếp tục kinh doanh nữa. Trả hết lại bệnh nhân số tiền ông đã lừa của họ. Thứ hai, chủ động đến đồn công an tự thú, thừa nhận tội lỗi của mình. Thứ ba, vĩnh viễn không bao giờ được nói mình là một bác sĩ trung y. Bôi nhọ những trung y chân chính như chúng tôi. Mày nghĩ mày là ai chứ?
tao đã trả lại tiền cho mày rồi, tao làm gì thì có liên quan gì đến mày cơ chứ? Mày dựa vào cái gì mà đòi quản nhiều chuyện như vậy? Trung y không thể vực dậy nổi nữa, cũng chính là vì có đám sâu bọ các người phá hoại ở bên trong. Việc tôi đang làm, tôi không hy vọng người khác làm vướng chân tôi. Ông có thể tự mình gọi điện báo cảnh sát, còn nếu ông không đồng ý thì tôi cũng rất sẵn lòng giúp ông. Tần Lạc nói với, thần y. Mày đùa đấy à, dựa vào cái gì mà tao phải nghe theo mày chứ? Thần y từ trên ghế đứng phắt dậy, nói với người phụ nữ nọ, chúng ta đi thôi. Tần Lạc làm gì có chuyện cho hai tên lừa đảo này rời khỏi đây được, hắn đứng dậy rất nhanh, dùng thân thể của mình chắn cửa lại. Tránh ra, thần y hét lên. Lùi về chỗ cũ, Tần Lạc nói. Thần y quả thật lui về chỗ cũ, có điều ông ta lui về rồi bấm một số điện thoại. Rất nhanh, từ cầu thang truyền đến những bước chân bình bịch, có người đang nhanh chân chạy về hướng này. Vừa rồi thần y còn bảo Tần Lạc cầm phương thuốc lên lầu để lấy thuốc, như thế có nghĩa là bọn chúng còn có người ở bên trên giúp đỡ. Đi xuống dưới nhà là hai người thanh niên mặc trường bào giống nhau, chạc 20 tuổi, một người hơi béo, còn một người hơi gầy. Người gầy vừa chạy đến liền hỏi, sư phụ, có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì thế? Đứa nào có mắt như mù đến đây gây chuyện vậy? Khi tên béo nói, thì hắn ta đã dùng tay vén cổ tay áo lên, chuẩn bị hướng đến phía Tần Lạc ra tay. Chính là nó đấy, kéo hắn ra cho ta. Thần y chỉ vào Tần Lạc nói. Tần Lạc không cho chúng có cơ hội ra tay, hắn trở tay một phát, một quyền đập vào mũi của tên béo. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, sống mũi của tên béo gãy làm đôi. Tên gầy không ngờ Tần Lạc vừa ra tay đã đả thương người khác rồi. Hắn vẫn nhìn vào biến cố trước mắt chưa kịp phản ứng gì thì hai tròng mắt của hắn đã dính một trường, liền lấy tay ôm mắt quỳ luôn xuống đất gào thét thảm thiết. Hai đối thủ như thế này thì căn bản là không cần Tần Lạc phải tốn công tốn sức làm gì. Gọi điện thoại, báo cảnh sát, Tần Lạc mặt sầm lại nói với thần y. Huynh đệ, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu ra điều kiện đi, chúng ta. Báo cảnh sát, Tần Lạc lớn tiếng nói. Thần y mặt xám như cho tàn. Hung tợn chừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên một cái, rồi với tay lấy chiếc điện thoại màu sữa ở trên bàn. Nhìn thầy trò thần y cùng với người phụ nữ trung niên bị xe cảnh sát đến đưa đi, Tần Lạc thở dài một tiếng, nói với Lâm Hoán Khê, có phải anh đã quản quá nhiều chuyện không? Lâm Hoán Khê bước lên trước một bước, kéo tay Tần Lạc nói, nếu anh không quản, người khác cũng không quản, thì người bị lừa sẽ ngày một nhiều lên, bệnh tình của người bệnh sẽ ngày một tệ hơn, còn những tên lừa đảo thì lại phát tài phát lộc. Điều này không hề công bằng chút nào. Lâm Hoán Khê nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, nói, khi nhân dân cần đến một người anh hùng, thì vừa lúc anh có thể đảm nhận được một vai như thế. Em không hy vọng người đàn ông của em có thể cứu rỗi vũ trụ hay giữ gìn hòa bình thế giới, nhưng, em hy vọng người đó khi gặp phải những việc mà mình có thể làm được, thì hãy đứng ra làm như một người đàn ông chân chính. Em thích con người như vậy của anh, cũng luôn tự hào về những việc mà anh đã làm. Tần Lạc có chút ngượng ngùng. Cúi đầu nói, kỳ thực, có nhiều lúc, anh cũng thấy thật tự hào về. Chương 204, cuộc cứu trợ khẩn cấp. Kỹ năng diễn kịch của phụ nữ trung niên đó không hề cao minh chút nào, Tần Lạc vừa nhìn đã biết nghề nghiệp của bà ta là gì rồi. Hắn cũng có vô số lần nghe nói đến loại, cò mồi cho bác sĩ, này, nhưng, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với hạng người này, mà cũng tại tên cò mồi cho bác sĩ này đen đủi tìm đến đúng ngay hắn. Hắn cũng không ngờ rằng tên cò mồi này lại tự dẫn xác đến tìm hắn. Ban đầu, Tần Lạc cũng chỉ là muốn biết, rốt cuộc là ai đang đứng sau phá hoại bệnh viện Ái Khang của mẹ hắn. Theo như hắn biết thì giá cả ở bệnh viện Ái Khang không hề đắt chút nào, thu phí ít hơn một chút so với những bệnh viện tư cùng tiêu chuẩn. Vì vậy mà vừa nghe thấy người khác bêu xấu bệnh viện của mẹ hắn thì hắn tất nhiên muốn đi tìm hiểu sự tình xem thế nào, để còn đòi lại sự công bằng cho mẹ mình. Đợi đến khi hắn bắt gặp thủ đoạn lừa tiền người khác của bọn giả danh bác sĩ này, thì trong lòng hắn giận dữ và buồn bã vô cùng. Những tên lang băm này có thể là những kẻ vô công rồi nghề đóng giả mà thành. Những kẻ có trình độ cao hơn một chút thì có thể là đã học qua 2 năm trung y, hiểu được một số thuật ngữ chuyên nghiệp, biết khai một vài thang thuốc bổ giá cả đắt đỏ, tuy không trị khỏi bệnh nhưng uống vào cũng không tổn hại gì cho cơ thể cả. Còn những người trình độ thấp thì thậm chí đến cả những kiến thức chủ yếu như tướng mạch âm dương cũng không hiểu, trực tiếp khai luôn đơn thuốc, sau đó móc hết đồng tiền mồ hôi nước mắt, những đồng tiền mà bạn phải vất vả, khổ cực lắm mới dành dụng được.
Có những bệnh nhân vì bị chẩn đoán sai bệnh mà đã phải mất mạng, đợi đến khi người nhà bệnh nhân tìm đến thì những tên lừa đảo đó đã biến mất từ lúc nào, chúng lại bắt đầu đến một nơi khác hành nghề. Có một nhà doanh nghiệp nổi tiếng đã từng nói, Trung Quốc nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có thể lừa gạt được vài kẻ ngu ngốc. Chúng ta thường thấy có người bày ra cái gọi là, một chiêu có thể hạ ván cờ, bên lề đường, sau đó mê hoặc người ta cá cược, hoặc là giao bán kim sang dược thiếu lâm đại bổ hoàn cổ truyền, mọi người ai cũng biết đấy là giả, vậy tại sao mà những tên lừa gạt này vẫn thấy vui vẻ như vậy? Bởi vì vẫn có người bị lừa, bởi vì bọn chúng vẫn kiếm ra tiền. Có những người tận mắt nhìn thấy những việc như thế này, nhưng họ không quan tâm, giả bộ như không nhìn thấy. Những người như vậy, được những người xung quanh tôn sùng, gọi đó là người thông minh. Còn có những người nhìn thấy những việc như thế liền chạy đến nói với người ta rằng, anh thế này là một trò lừa gạt người khác, ván cờ này có thể giải được, hoặc sẽ nói, thuốc này của anh là giả, không có chút tác dụng nào cả. Tên lừa đảo sẽ vô cùng giận dữ, coi người này như cái đinh trong mắt vậy. Những người vây quanh thì cười chế nhạo, lại còn rất tự kiêu nói với người cùng đi với mình, mọi người đều biết việc này, nhưng chúng ta nhìn thấy thì cũng giả bộ như không nhìn thấy cho xong chuyện. Chỉ có tên ngốc này chạy đến vạch mặt người ta. Những con người lạnh lùng giả tạo kia thì lại được người ta tôn kính, còn đứa trẻ chỉ ra hoàng đế không mặc đồ trích trong tuyển ngụ ngôn hoàng đế cởi chuồng lại phải chịu lời chỉ trích của mọi người. Đây là một thế giới quan đã bị bóp méo, nguyên nhân tạo ra hiện tượng này là do đâu? Tần Lạc biết. Thân mình giống như đứa trẻ biết nói thật trong hoàng đế cởi chuồng vậy, lần lượt vạch mặt những người lương thiện một cách giả tạo cùng những tên lừa gạt. Hắn không quan tâm cũng không hề cảm thấy lo sợ trước những lời đồn đại thị phi. Hắn biết mình đang làm gì. Hắn không thể thay đổi hết tất cả mọi người, hắn chỉ là muốn thử thay đổi những người ở xung quanh mình mà thôi. Dùng lời của tên tham tiền Hạ Dương thì nó có nghĩa là, mình nghĩ rằng con người cậu ngốc thật. Nhưng để kết bạn thật lòng thì chỉ có một mình cậu mà thôi. Bởi vì trên thế gian này, tự nghĩ mình là người thông minh quả thật là có vô số người. Những nỗ lực của hắn không hề uổng phí chút nào, người nào chỉ cần tiếp xúc nhiều với hắn, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, thì cuối cùng họ cũng hiểu ra, và còn cảm thấy khâm phục hắn vô cùng. Thành công của một người không phải là ngẫu nhiên, còn Tần Lạc đi theo hướng thần tượng cũng là một kết quả tất yếu. Đợi đến khi Tần Lạc nổi tiếng, thì có rất nhiều người không thể hiểu nổi, vì sao bất kể hắn đi đến đâu. Đều có vô số những người hâm mộ cùng những tiếng reo hò, gào thét. Hắn xuống máy bay cùng với một siêu sao quốc tế, thì người đến đó nghênh đón hắn phải nhiều hơn siêu sao quốc tế đó vô số lần. Những nam sinh thì giơ cao hình tượng hoạt hình của Tần Lạc cùng với những dòng chữ phát sáng, còn những nữ sinh thì dán ảnh Tần Lạc lên mặt hoặc trên tấm ngực trắng nõn nà của mình. Đợi đến khi Tần Lạc bước ra, thì không khí sẽ bị đốt cháy trong giây lát. Họ xúc động đến khua chân múa tay, la hét, reo hò. Đôi mắt rơm rớm, khóc lóc kêu gào, nói điều gì đó mà không ai có thể nghe hiểu được. Tần Lạc, anh là người tuyệt vời nhất. Lạc, ôi, Lạc của tôi. Em yêu anh có biết không? Lạc, chúng tôi sẽ mãi mãi là những người hâm mộ của anh, sẽ mãi mãi là người thân của anh. Chúng tôi nguyện suốt đời đi theo anh, không bao giờ từ bỏ. Còn có những người sức khỏe không được tốt, vì ở trong trạng thái quá kích động thì cũng bị ngất ngay tại hiện trường. Có mấy lần liền, những đoàn người hâm mộ Tần Lạc đều xuất hiện tình trạng cảm nắng. Vì thế mà đây sẽ trở thành cái cớ để bên truyền thông công kích hắn. Nói những thứ đại loại như, người hâm mộ người khác sao không bị ngất, dựa vào đâu mà người hâm mộ của anh lại ngất vậy. Người hâm mộ của người ta một năm mới ngất đi một lần, người hâm mộ của anh thì cứ cách giam 3 ngày lại ngất. Những lúc đó, Tần Lạc muốn khóc mà không chảy ra được nước mắt, vẻ mặt vô cùng uất ức, đáng thương. Trong đám người hâm mộ của hắn thì đa phần là những người cao tuổi, còn có cả những người bị bệnh, có những người là cố ý chạy đến sân bay để chặn người, vì muốn Tần Lạc phải trị bệnh cho họ. Và cũng có những người cố ý giở trò ngất đi, để được Tần Lạc chữa trị trước cho. Cuối cùng, đội của Tần Lạc không thể không đặt ra một quy định là, ai còn giả bộ ngất ở sân bay nữa, thì Tần Lạc sẽ hủy bỏ tư cách chữa bệnh của người này. Bởi vì họ rất lo sợ rằng, nếu cứ theo cái đà này, thì đợi đến một ngày nào đó. Khi Tần Lạc bước ra cửa sân bay, thì sẽ nhìn thấy một đám người đen xì đang nằm dài trên mặt đất. Gạch dưới. Người xấu là những người phá hỏng những quy định, vì thế mà họ chẳng thèm kiêng nể gì. Còn người tốt thì là những người đề xuất ra chế độ và giữ gìn nó, vì thế, định mệnh là họ sẽ là những người gian nan hơn những người bình thường. Tần Lạc nắm lấy tay Lâm Hoán Khê,
hai người giống như một đôi tình nhân đang đi về hướng bệnh viện Ái Khang. Tần Lạc nói, nhiệm vụ của công hội trung y chúng ta còn rất nặng nề, con đường phải đi còn dài lắm. Hiện giờ mới là những bước đầu tiên, đợi đến khi bước vào quỹ đạo rồi, thì phải tiến hành hàng loạt khảo hạch đối với hội viên. Chúng ta cần có những bác sĩ thật giỏi, nhưng chúng ta càng cần những người có y đức cao thượng hơn. Không có y thuật, thì chấn hưng trung y chỉ là một câu nói trống rỗng. Còn không có y đức, thì chấn hưng trung y chỉ là hô hào cái khẩu hiệu mà thôi. Khi dân trong một nước không còn tin vào y học trong nước mình, thì chúng ta còn nói gì đến chuyện thúc đẩy trung y rút ra khỏi châu Á để hướng đến toàn thế giới được chứ? Anh có một ý kiến, công hội trung y có phải có thể tổ chức thành lập một cơ cấu chi nhánh giám sát không? Cái cơ cấu này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách đi đến các nơi, dò la truy xét, tiến hành cải tạo hoặc trừng phạt những bác sĩ không có lương tâm. Thiết lập một hòm thư tố giác và xử lý những thư gửi đến trên khắp cả nước. Nếu được như thế thì chúng ta sẽ ngăn chặn triệt để tận gốc sự tồn tại của những người giả danh thầy thuốc này. Lâm Hoán Khê gật gật đầu, nói, khi nào về em sẽ xử lý ngay việc này. Vốn dĩ trong cái khung tổ chức của công hội trung y, đã không thiết lập cơ cấu nào như thế này. Hơn nữa còn chuẩn bị để tiền bối Vương Tu Thân là người phụ trách đảm nhiệm chủ yếu của cơ cấu này. Chỉ là công hội trung y vừa mới thành lập, có rất nhiều việc mới chỉ ở trong giai đoạn đầu, vẫn chưa kịp làm một cách đầy đủ và chu đáo. Hiện giờ nàng đang là người phụ trách chủ yếu của công hội trung y, nên nàng cũng là người có tiếng nói nhất về những việc như thế này. Không vội, nóng lòng thì không ăn được đậu phụ nóng, Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói. Trong lòng thầm nghĩ, mình đã phải hao tâm tổn tứ, mất bao công sức và thời gian mới ăn được khối đậu phụ mềm như em đây. Lâm Hoán Khê dường như hiểu được hàm ý trong đôi mắt hắn, liền đưa mắt ra khỏi sự chú ý của hắn, dùng sức siết chặt bàn tay to lớn của hắn. Hai người đi đến một phòng bệnh được bảo vệ đặc biệt ở tầng 10, sau khi những người bệnh được đưa đến đây thì đều được đưa đến tầng này để tiến hành hộ lý trị liệu. Tần Lạc tươi cười bước vào một gian phòng bệnh, cười nói chào hỏi mọi người, năm mới vui vẻ. Chúng tôi đến đây để chúc Tết mọi người, chúc mọi người vạn sự như ý, sớm hồi phục sức khỏe. Lâm Hoán Khê rút ra một tập phong bao lì xì từ trong túi sách của nàng ra, chuẩn bị phát cho mọi người. Nhưng những niềm vui không xảy ra như trong dự đoán. Mọi người ai nấy đều lo âu buồn bã, vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn Tần Lạc. Mọi người làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc không khí có phần kỳ quái, liền hỏi. Bác sĩ Tần, anh cứ nói thật cho chúng tôi biết đi. Bệnh này của chúng tôi, rốt cuộc là có chữa khỏi được không? Một cụ già nằm trên giường bệnh hỏi. Đúng vậy, anh cứ nói sự thật cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi cũng già rồi. Chịu đựng bao năm nay rồi, vì vậy mà cũng có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý. Nếu không thể chữa được, thì cũng nên nói cho chúng tôi biết trước. Chúng tôi sẽ không làm khó dễ cho anh đâu, một bà lão ở bên cạnh nói. Có phải là không thể chữa khỏi phải không? Chúng tôi không trách anh đâu. Chúng tôi đều nhận ra, anh là một người tốt, nhưng, tôi muốn đưa con trai tôi về thăm ông bà nó. Mỗi lần họ gọi điện đến, tôi thường nói là công việc bận rộn quá không đem cháu về thăm ông bà được. Họ đều lo lắng lắm rồi. Một người phụ nữ trung niên mắt đỏ lưỡng rơm rớm nước nói. Nằm bên cạnh nàng là cậu con trai mới lên năm của nàng. Tinh thần của mọi người đều được khuấy động lên, mọi người lần lượt lên tiếng hỏi. Trên khuôn mặt họ có sự lo lắng, có sự sợ hãi, còn có cảm giác thất bại không thể tránh khỏi nữa. Rõ ràng là có chuyện gì đó làm cho mất đi niềm tin trị liệu vốn có của mình. Đợi cho họ hỏi hết những gì họ muốn hỏi, thì Tần Lạc mới cười nói. Ngay từ hôm đầu tiên tìm thấy mọi người, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra phân tích cách điều chế sản phẩm của doanh nghiệp thân tâm cùng máu của mọi người rồi. Kể cả vào đêm 30 ngày hôm qua, tổ chuyên gia vẫn thức trắng đêm ở phòng nghiên cứu để tiến hành nuôi cấy vi khuẩn cho con virus. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân phát bệnh là chúng tôi có thể chữa trị được. Tôi không dám bảo đảm với mọi người 100%, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể trị khỏi bệnh cho mọi người. Ít nhất thì cũng sẽ không tồi tệ hơn tình trạng của mọi người trước khi được đưa đến đây. Nhưng, chúng tôi nghe nói có một bé gái sắp chết rồi, có đúng vậy không? Tần Lạc và Lâm Hoán Khê bốn mắt nhìn nhau, hết sức kinh hãi. Nếu thật sự có người chết, thì những bệnh nhân ở đây sẽ mất hết niềm tin trị liệu. Còn những người nhà của bệnh nhân không cam tâm, chắc chắn sẽ đem chuyện này nói cho giới truyền thông biết. Trăm năm trung y thế gia. Sắp phải chịu một trận bão gột rửa chưa từng có từ trước đến nay. Dư luận giết người, trong thời buổi tin tức phát triển cự độ của ngày nay,
thì Tần gia có thể chống đỡ qua được cửa ải này không thì vẫn còn chưa biết. Có người sắp chết, là ai vậy? Tần Lạc hỏi. Một em bé gái, hình như tên là San San. Có người đáp lại. Khuôn mặt Lâm Hoán Khê đột nhiên biến sắc, trắng bệch, nàng có một tình cảm đặc biệt với bé gái đó. Còn sắc mặt Tần Lạc cũng xám xịt lại, rồi kéo tay Lâm Hoán Khê đi về hướng phòng làm việc của viện trưởng. Ở ngoài hành lang, Tần Lạc đụng phải mẹ Cam Vân của hắn đang vội vã bước tới. Bước chân của Cam Vân cấp bách, vội vàng, nhưng vẻ mặt lại rất trấn tĩnh. Kinh nghiệm bao nhiêu năm quản lý, đã tôi luyện cho bà tính cách không hoảng loạn khi đứng trước những gian nguy. Bà nói với Tần Lạc, các con đến đúng lúc lắm. Mau đi cùng mẹ đến thăm San San. Cô bé đột nhiên xuất hiện hiện tượng hô hấp khó khăn, hiện giờ chỉ có thể dựa vào bình dưỡng khí để hỗ trợ cho việc hô hấp mà thôi. Chương 205, cứu sống một mạng người. Khi Tần Lạc bước đến phòng chăm sóc điều trị bệnh nhân mắc bệnh nguy cấp, thì ngoài cửa đã tập trung đầy đủ những bác sĩ Đông Tây Y rồi. Những người này đều là những bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện Ái Khang, sau khi ký kết hợp đồng bảo mật với Cam Vân, thì mới có thể tham gia vào công việc trị liệu cho những bệnh nhân lần này. Do phải ký hiệp định bảo mật, cũng là do lo sợ sự việc này có thể bị lộ ra ngoài từ miệng của những bác sĩ này. Còn Cam Vân giải thích về việc này rằng đây là việc làm giúp đỡ doanh nghiệp khác, không liên quan gì đến lập trường của bệnh viện cả. Xét cho cùng, thì việc này là do cái nghiệt mà Lý Quốc Tân tạo ra. Mặc dù Tần gia bằng lòng chịu trách nhiệm về việc này, nhưng cũng không hề muốn đưa việc này lên đỉnh đầu mình chút nào. Nếu xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, thì việc đối phó của Tần gia sẽ trở nên vô cùng bị động. Tất nhiên, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành, thì họ đều sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá là khả quan. Vợ chồng Lý Minh Cường và Trần Bình vô cùng lo lắng, nhoài người về phía bức tường bằng thủy tinh để nhìn đứa con gái đang ngủ say trong phòng bệnh, một người thì gào khóc thảm thiết, còn người kia thì không ngừng gạt nước mắt mà không nói được nên lời. Bọn họ có vẻ quen với Tần Lạc hơn, và cũng biết hắn dễ nói chuyện hơn. Nhìn thấy hắn đi tới, đôi vợ chồng liền quỳ đờ ánh, bụp, một tiếng xuống trước mặt Tần Lạc, sau đó liền không ngừng dập đầu. Bác sĩ Tần, hãy cứu lấy San San, hãy cứu lấy San San, Lý Minh Cường nói với đôi mắt đỏ ngầu. Bác sĩ Tần, chúng tôi cầu xin anh đấy, hãy cứu lấy đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Cả đời này, kiếp sau nữa tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Cầu xin anh hãy cứu lấy con gái của chúng tôi. Trần Bình nước mắt nước mũi đầm đìa nói. Tần Lạc đỡ họ đứng dậy, nhưng đôi vợ chồng này nhất quyết quỳ ở đấy, giống như là chỉ cần họ đứng dậy một cái là Tần Lạc sẽ không chữa trị cho con gái của họ nữa vậy. Có những lúc, Tần Lạc cảm thấy chán ngán cái phương thức cảm ơn này lắm rồi. Khám bệnh cứu người là công việc của hắn, nếu bạn thấy cảm kích thì cũng có thể dùng phương thức cảm tạ khác cũng được mà, sao cứ phải như vậy chứ? Bệnh của ông nội Hạ Dương cũng được Tần Lạc trị khỏi. Nhưng trước giờ ông không bao giờ nói một từ cảm ơn, nào. Chỉ âm thầm nói với con cháu của ông rằng, khi nào Tần gia gặp nạn, thì người của Hạ gia nhất định phải đứng ra giúp đỡ. Và còn Lâm Hoán Khê nữa, người ta trước giờ đều không bao giờ nói lời cảm ơn. Nhưng, người ta lại dùng phương pháp khác để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Tối nào cũng cởi sạch quần áo trên người để mặc cho hắn sờ tới sờ lui, mà không một lời nói nặng lời. Có điều... hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng của những người bệnh này. Họ không có đủ tiền tài để báo đáp ân huệ mà hắn đã ban cho. Chỉ có thể nói lời cảm tạ hết lần này đến, và còn không ngừng dập đầu xuống sàn nhà để tạ ơn. Lâm Hoán Khê cũng đi đến giúp Tần Lạc đỡ hai người đứng dậy, nhưng hai người góp sức vào mà vẫn không thể kéo nổi hai vợ chồng. Nếu một người mà cố chấp muốn làm một việc gì đó, thì không ai có thể chống lại được cái khí thế đó của họ. Tần Lạc vỗ vỗ vào tay Lâm Hoán Khê, có ý bảo nàng buông tay ra trước. Sau đó nói với Lý Minh Cường và Trần Bình, bất luận là hai người quỳ hay là đứng thì chúng tôi cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho San San của hai người. Nếu hai người chịu đứng dậy nghe chúng tôi nói, thì chúng ta sẽ đỡ phải lãng phí thời gian. Sau khi nghe Tần Lạc nói vậy, hai vợ chồng liền vội vàng đứng dậy. Vì họ lo sợ sẽ làm lỡ thời gian cứu người quý giá của Tần Lạc. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai của Lý Minh Cường, ý muốn bảo anh ta không nên lo lắng nhiều. Sau đó liền đi tới chỗ tổ chuyên gia, hỏi, là chuyện gì xảy ra vậy? Có biện pháp nào đối phó được không? Những chuyên gia đó đều liếc nhìn Tần Lạc một cái, có một số người còn không biết rõ thân phận của người thanh niên trẻ tuổi này. Đây là Tần Lạc, con trai tôi, Cam Vân giải thích nói. Nghe nói là con trai của viện trưởng, thì họ liền thay đổi thái độ ngay với Tần Lạc.
Đứng cạnh hắn là một người cao, gầy, đeo mắt kính, anh ta chủ động giải thích với Tần Lạc, khoảng vào lúc 2 giờ chiều xuất hiện tình trạng này. Chúng tôi nhận được báo cáo từ phòng bệnh đặc biệt, nói là có một bé gái tên là San San xuất hiện trạng thái hô hấp khó khăn. Sau khi chúng tôi nhận được tin thì lập tức để cô bé dùng dưỡng khí hỗ trợ hô hấp. Tình trạng của bệnh nhân là hiện tượng phát sinh đột ngột, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả. Những bệnh nhân ở cùng phòng bệnh với cô bé đều không có gì bất thường hết. Chúng tôi sơ bộ hoài nghi đó là bệnh biến của các cơ quan. Chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa thành công nuôi cấy virus, nên thuốc giải cũng chưa thể nghiên cứu ra được. Chúng tôi không dám phẫu thuật cho cô bé một cách dễ dàng như vậy. Tần Lạc cũng biết, trong mấy chục người bệnh này thì bệnh tình của Lý San San là nghiêm trọng nhất. Cũng vì điều này mà Lâm Hoán Khê đặc biệt quan tâm và thương tiếc cô bé. Những người bệnh khác thì đều không vấn đề gì, chỉ có mình cô bé là xuất hiện hiện tượng hô hấp khó khăn. Bị những bác sĩ này nói đó là do các cơ quan bị suy kiệt, điều đó cũng có thể lý giải được. Có bác sĩ trung y nào đến giúp cô bé bắt mạch chưa? Tần Lạc hỏi. Tôi vừa mới vào đó xong. Một lão trung y nói. Mạch trường mà phù, khí độc bên trong thịnh hơn bên ngoài, mạch tượng nhanh mà gấp, sức khỏe bất ổn. Ông có kết luận gì? Tôi nghĩ, có thể là do độc đã thấm vào quá sâu, virus đã phá hủy một vài chức năng của tim và phổi, hiện giờ đã không thể sử dụng như bình thường được nữa. Lão trung y có chút chần chờ, nói. Tần Lạc nghĩ một lát, rồi hỏi, ai lo cơm trưa cho bọn họ vậy? Tất cả danh sách thức ăn cho bệnh nhân đều do chúng tôi thống nhất đặt ra. Chủ yếu là dinh dưỡng, bồi bổ và thanh đạm, Cam Vân nói, y tá trưởng Lưu, cô đi lấy danh sách đó lại đây để Tần Lạc xem. Dạ, được, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh mở tệp văn kiện ở trước ngực ra, rút một tờ giấy ra đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc liếc qua danh sách bữa sáng, trưa, tối cùng với nước uống dành cho bệnh nhân, nhưng không phát hiện ra có bất kỳ vấn đề gì. Tôi vào bên trong xem một chút, Tần Lạc nói. Y tá trưởng Lưu. Phiền cô đưa Tần Lạc đi thay đồ nhé. Cam Vân nói. Vâng, anh đi theo tôi, y tá Lưu Ân Cần nói. Sau khi biết đây là con trai của bà chủ, thì nàng tự khắc phải phục vụ nhiệt tình hơn. Tần Lạc mặc bộ quần áo sát trùng rồi bước vào phòng bệnh, ngắm nhìn Lý San San đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt bé nhỏ đã chuyển sang màu đỏ tím, thì hắn cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Vốn dĩ bị bệnh tình hành hạ nên sắc mặt của cô bé từ trước đến nay đều trắng bệch, tái nhợt. Những lọn tóc thưa thớt của cô bé cũng dần bị rụng mất, cho đến nay đã không còn một sợi nào. Tần Lạc giơ tay ra cầm vào cổ tay cô bé, rồi cẩn thận cảm thụ mạch đập của bé. Mạch đập nhanh, phù, không có sức, mạch tượng vô cùng yếu ớt, nếu không cảm nhận một cách tỉ mỉ thì thậm chí còn khó có thể phát hiện ra mạch đập của bé. Nội hỏa quá thịnh, Tần Lạc nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì rất có thể sẽ đốt cháy hoàn toàn lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của cô bé. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho bệnh tình của cô bé có chuyển biến xấu đến như vậy? Bỗng nhiên, Tần Lạc phát hiện ra trên khóe miệng của Lý San San có một cục bột màu đen. Nó vô cùng nhỏ, nếu chỉ lướt mắt nhìn qua thì cũng chỉ thấy nó giống như một nốt ruồi nhỏ vậy. Nhưng, thị lực của Tần Lạc từ bé đã rất tốt, nên hắn biết đây tuyệt đối không phải là nốt ruồi. Lần gặp trước, hắn cũng đâu phát hiện ra trên khóe miệng của Lý San San có nốt ruồi này đâu. Hắn đưa tay ra sờ một cái. Chỗ bột đó lập tức dính vào tay hắn. Tần Lạc đưa lên trước mắt quan sát hồi lâu, sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Một loại bột mịn màu vàng, còn có cả hương thơm nữa. Dường như Tần Lạc nhớ ra một điều gì đó, hắn liền bước nhanh ra phía cửa. Nhìn thấy hắn đi ra, mọi người đứng bên ngoài đều tiến đến vây quanh hắn. Tần Lạc, thế nào rồi? Cam Vân hỏi, bà biết y thuật của con trai mình vô cùng lợi hại. Đến cả ông nội hắn cũng vô cùng tôn sùng đứa cháu nội này. Vì thế mà bà rất tin tưởng vào con trai mình. Ngoài những thức ăn có trong danh sách ra, ai đã cho Lý San San ăn những đồ ăn khác? Tần Lạc hỏi. Lý Minh Cường và Trần Bình bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng hối hận vô cùng. Trần Bình vội vã hỏi, bác sĩ Tần, cái này ảnh hưởng đến cháu sao? Rất có khả năng chính là do nguyên nhân này mà ra. Tần Lạc cũng thấy sắc mặt khác thường của đôi vợ chồng, bèn hỏi. Có phải hai người đã cho cháu bé ăn thứ gì khác rồi không? Lý Minh Cường xấu hổ nói, đúng vậy. Hôm nay, sau khi ăn trưa xong, San San kêu là miệng không có vị gì, muốn ăn KFC. Chúng tôi vốn không đồng ý, nhưng con gái cứ đòi như vậy. Chúng tôi lại nghĩ, dù sao hôm nay cũng là năm mới, con gái lại bệnh ngần ấy năm rồi, gần như đã từ lâu lắm rồi không được ăn đến cái này,
nên tôi đã đi mua một ít về cho cháu. Mua viên gà chiên phải không? Lý Minh Cường gật gật đầu, đau khổ nói, lại là chúng tôi đã hại San San rồi. Chúng tôi đã hại nó rồi. Tần Lạc thở dài nói, khả năng tiêu hóa của cô bé rất kém, thịt gà vốn dễ gây nên nóng trong, hơn nữa đây còn là những thực phẩm chiên rán. Trước khi San San khỏi bệnh, thì không được cho cô bé ăn những đồ này nữa. Tần Lạc lại quay lại nói với y tá Lưu, y tá trưởng, phiền chị đi đến những phòng bệnh khác thông báo cho họ một tiếng, nói là ngoài đồ ăn mà bệnh viện cung cấp ra thì mọi người không được dùng bất kỳ thứ đồ nào khác ở bên ngoài. Nếu không, hậu quả tự mình gánh chịu. Còn nữa, chị giải thích luôn với họ về nguyên nhân làm cho bệnh tình của San San ngày một nặng thêm cho họ biết. Vâng, tôi đi ngay đây, y tá trưởng Lưu còn không xin chỉ thị của viện trưởng xem có nên làm thế hay không thì đã đồng ý rồi bước nhanh đi. Tần Lạc, con có cách nào không? Cam Vân hỏi. Con vào hạ hỏa cho cô bé đã. Tần Lạc cười khổ. Ừm, con có cần giúp đỡ gì không? Cam Vân nói. Đưa cho con một hộp ngân châm là được rồi. Tần Lạc nói. Và tìm cho con một y tá vào giúp con một tay nữa. Tần Lạc lại quay trở lại phòng bệnh. Hắn dùng biện pháp dùng ngón tay ấn bóp để xoa bóp cho cổ tay của cô bé. 5 phút sau, đã dần có những biểu hiện tốt. Lý San San đang nhắm nghiền mắt mê man đột nhiên lại rất muốn ói. Ít hầu đang nhúc nhích một cách kịch liệt, trong mắt đang động đậy, có vẻ như chuẩn bị mở mắt ra. Đỡ bé dậy, Tần Lạc nói với cô y tá trẻ đẹp nọ. Cô y tá hiểu ý, bèn đỡ người San San dậy, để cô bé ngồi trên giường bệnh. Tay phải Tần Lạc không ngừng ấn bóp, còn tay trái thì rút cái thùng rác ở dưới gầm giường ra rồi đặt ở một bên chuẩn bị cho bé quẹ. Dưới sự kích thích từ ngón tay Tần Lạc, thì cảm giác trương cứng của dạ dày của Lý San San ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa. Quẹ! Thân hình nhỏ bé của San San nhào về phía trước, ói ra từng hồi. Thùng rác nằm trong tay Tần Lạc xuất hiện rất đúng lúc, không sai một giây nào, nằm ngay dưới miệng của cô bé. Đợi đến khi tất cả những đồ ăn khó tiêu ở trong dạ dày của San San được ói ra hết, thì Tần Lạc mới ngừng ấn bóp cho cô bé. Hắn đặt thùng rác xuống sàn rồi nói với cô y tá, đặt bé nằm xuống đi. Lau miệng giúp bé. Cô y tá lại càng sùng bái Tần Lạc hơn, khi nhìn hắn, mắt nàng sáng như sao vậy. Nàng lập tức thực hiện mệnh lệnh của Tần Lạc mà không một chút do dự nào hết. Tần Lạc tự lấy hộp ngân châm ra, chọn một chiếc châm dài rồi dùng rượu cồn lau sạch thân châm. Chỉ cần dùng, thấu tâm lương, một lần nữa để làm giảm nhiệt độ trong cơ thể của San San xuống. Thì cái tính mạng bé nhỏ này của cô bé mới có thể bảo toàn được. Cảm giác được làm ân nhân cứu người thật tuyệt. Chương 206, chụp ảnh. Nếu nói thái độ thân thiết của bác sĩ đối với Tần Lạc trước đó là vì tưởng hắn là con cưng của viện trưởng bệnh viện Ái Khang, vậy, đợi tới khi hắn lại đi ra thì thái độ của bọn họ đối với hắn chính là phát ra từ nội tâm khâm phục, tôn kính. Tần Lạc, sao rồi? Cam Vân đón hỏi, lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau trán dịn mồ hôi của con. Cho dù là một nữ nhân có địa vị thế nào thì thân phận hàng đầu của nàng vẫn mãi mãi là mẹ của con mình, vợ của chồng mình. Thấy con đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên của bà là đau lòng giúp hắn lau mồ hôi. Ngay lúc này, bà sớm đã quên bên cạnh còn có một đám cấp dưới của bà, đã quên mất thân phận viện trưởng bệnh viện Ái Khang của mình từ lâu. Động tác của Lâm Hoán Khê tuy nhanh nhưng vẫn chậm một nhịp, thấy mẹ chồng tương lai đang giúp Tần Lạc lau mồ hôi, nàng lại giữ khăn ướt đã rút ra ở trong tay. Cam Vân dường như cũng cảm nhận được mà quay đầu lại, cười nói với nàng, sau này, những chuyện như vậy sẽ phải do con làm rồi. Cô không thể ở cạnh hắn thường xuyên, đành giao đứa con này cho con chiếu cố vậy. Lâm Hoán Khê cười cười, không nói gì cả. Bác sĩ Tần, San San thế nào rồi? Có sao không ạ? Vợ chồng Lý Minh Cường cũng chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, không sao cả, đã nôn những thứ ăn buổi trưa ra toàn bộ. Có lẽ bây giờ thân thể có chút suy yếu. Các người trước tiên khoan hãy quấy rầy nàng, tôi sẽ bảo y tá truyền cho nàng dịch dinh dưỡng. Vâng vâng, chúng tôi nghe lời cậu cả, cũng không dám, tùy tiện cho nàng ăn thứ gì nữa. Lý Minh Cường liên tục gật đầu. Chúng con đi trước đây, Tần Lạc nói với Cam Vân. Cam Vân biết Tần Lạc vận thái ất thần châm là việc vô cùng hao phí tinh lực, nên cưng chiều nói, con với Hoán Khê sớm về nghỉ ngơi đi. Mẹ bảo lái xe đưa các con đi. Không cần đâu ạ, tự bọn con lái xe về là được rồi. Tần Lạc từ chối. Đợi tới khi Tần Lạc đã rời đi, mấy bác sĩ này mới rối rít mở miệng khen ngợi.
đều nói hổ phụ không sinh khuyển tử, cha hổ không sinh con chó, đứa con của Cam viện trưởng chúng ta cũng thật xuất sắc. Tuổi còn trẻ mà đã có y thuật như thế, đợi thêm một thời gian nữa, thì chắc chắn sẽ là tay thánh của nước ta. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy xung quanh san san nghiên cứu đã hơn nửa ngày vẫn không biết nguyên nhân, thế mà sao cậu ta chỉ mới tiến vào xem, liền nhìn ra vấn đề là ngộ độc thức ăn nhỉ? Chúng ta sao lại không nhìn ra được chứ? Đúng là cao thủ dùng châm, các người thấy khí độ vận châm vừa rồi của cậu ta không? Nhanh, chuẩn, ổn, rất có phong phạm đại gia của nhất phái. Cam Vân mỉm cười cảm ơn, tuy ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Làm bậc cha mẹ, có người nào mà không thích con mình được người ta khen ngợi chứ? Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi vào thang máy, lúc thang máy chuẩn bị xuống lầu, thì thấy có hai thanh niên đứng ở cửa phòng bệnh, lén lút nhìn vào trong phòng bệnh. Một người định đẩy cửa đi vào, nhưng bị người phía sau giữ chặt. Hai người nhỏ giọng nói chuyện gì đó, do khoảng cách quá xa, Tần Lạc cũng không nghe rõ lắm. Khi Tần Lạc thấy người đứng ở phía trước cầm camera chụp bên trong, hắn mới trong lòng cả kinh. Hắn bước nhanh qua, hỏi, các anh đang làm gì thế? Hai người rõ ràng bị thất kinh, không ngờ động tác của mình bị người ta thấy. Bọn họ liếc nhau, ra vẻ bình tĩnh nói, chúng tôi đến thăm bạn. Sao thế? Ai là bạn của các anh? Tần Lạc hỏi, chẳng lẽ vì mất đi tin tưởng đối với việc chữa trị, nên có người tiết lộ tình huống của mình cho người quen, để cho bọn họ tới thu thập chứng cớ chuẩn bị khởi tố sao? Anh là ai? Thanh niên mang kính đen lộ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Lạc, hỏi lại. Tần Lạc nhìn ra được, hai người kia rất cảnh giác, cũng rất chuyên nghiệp, không giống bình thường. Tôi là bác sĩ bệnh viện này, Tần Lạc nói. Bác sĩ, nhìn anh cũng chẳng giống. Mà nói tiếp, bác sĩ sao lại làm thế? Chẳng lẽ bệnh viện có quy định, không cho người ta đến thăm bạn sao? Thanh niên đeo kính đen cười lạnh nói. Thanh niên mặc áo Nike đen phía sau lo lắng sợ đồng bọn của mình phát sinh xung đột với người ta, khiến cho người khác chú ý nên nhanh chóng lôi cánh tay gã, ý bảo gã nói ít vài lời. Chúng ta đi thôi, nói nhiều với hắn làm gì? Nam mặc Nike nói. Thanh niên đeo kính đen lườm Tần Lạc một cái, hai người chuyển thân bỏ đi. Từ từ, Tần Lạc gọi. Anh muốn gì? Hai người lui về sau từng bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Lạc. Xóa những cái ảnh các anh chụp đi, Tần Lạc nói. Ảnh chụp gì? Hai người giả bộ không biết nói. Bọn hắn đã định giấu camera ở trong túi áo, nhưng động tác mờ ám này đều bị Tần Lạc thấy cả. Xóa những cái ảnh các anh chụp trong phòng bệnh này, Tần Lạc nói, hắn không có thời gian dây dưa với mấy người này ở đây. Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa. Triệu Cường, chúng ta đi. Nam mặc áo Nike nói xong, kéo thanh niên đeo kính đen còn định phản kích đi. Tần Lạc đi về trước từng bước, chặn phía trước bọn họ, đưa tay nói, giao camera ra đây. Nam đeo kính đen rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận nói, anh dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi giao camera ra. Anh có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là phóng viên của tin mới N+1. Chúng tôi nhận được tin, nói bên này thu nhận và giúp đỡ một đám người bệnh nặng. Chúng tôi có quyền tiến hành khai thác sâu chân tướng sự việc. Anh không có quyền bảo chúng tôi xóa sạch ảnh chụp. Sao lại có phóng viên? Chẳng lẽ chuyện này đã lộ ra ngoài? Là ai tiết lộ cho phóng viên nhỉ? Nếu không thì tại sao lại có thể có phóng viên tới đây điều tra chứ? Chuyện cũng không phải như các anh tưởng tượng đâu. Hai anh nếu có thời gian, hy vọng các anh có thể cho tôi một vài phút, tôi có thể kể hoàn toàn chân tướng sự việc cho các anh biết. Tần Lạc cười ha ha nói, nếu chuyện này bị truyền thông hiểu sai, hậu quả thật khó lường. Hắn muốn dùng lý lẽ để những phóng viên này hiểu, xin bọn họ làm rõ chân tướng mọi chuyện, rồi dựa theo sự thật mà đưa tin. Chân tướng, anh nói là chân tướng à, tôi dựa vào cái gì mà tin anh chứ? Thanh niên đeo kính đen không vui nói, chân tướng là gì? Chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra. Không cần anh phải quan tâm. Sao, chẳng lẽ anh còn định giữ chúng tôi lại à? Tôi không có ý này. Chỉ là muốn mời các anh đến văn phòng ngồi một chút. Các anh có thắc mắc gì cũng có thể đặt câu hỏi. Chúng tôi nhất định có thể cung cấp tỉ mỉ đáp án tin cậy xác thực nhất. Tần Lạc kiên nhẫn nói. Thật xin lỗi, chúng tôi không có thời gian. Kính đen nói, nếu không dám cản người, vậy thì hãy nhanh tránh sang một bên đi. Đừng đứng giữa cản đường. Tần Lạc thở dài, nói, tôi muốn xin các anh sau khi đã tìm hiểu rõ chân tướng sự việc rồi hãy đưa tin, bút có thể giết người, lực ảnh hưởng của dư luận các anh rõ ràng hơn ai hết.
Nghe Tần Lạc khen ngợi ngành của bọn họ, hai phóng viên trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, hai người liếc nhau, nhìn Tần Lạc hỏi, anh là ai? Tôi là Tần Lạc, coi như là một trong những người phụ trách sự kiện lần này. Các anh có vấn đề gì, cũng có thể hỏi tôi. Tần Lạc nói, chúng tôi biết rồi, anh đưa số điện thoại cho chúng tôi đi, chúng tôi có thời gian sẽ tìm anh là được. Thanh niên mặc áo Nike nói, Tần Lạc nào dám để họ rời đi, có một vài tờ báo lá cải vì lượng tiêu thụ, luôn theo đuổi nhãn cầu kinh tế nên có chút vô lương, đặt dạng tiêu đề dọa người, rồi dùng dạng tiêu đề đó đưa tin. Hơn nữa, vì để có thể làm một mục đăng nhiều kỳ hoặc là chuyên đề, để sự kiện mình đưa tin được xã hội hưởng ứng thật lớn, bọn họ có đôi khi thậm chí cố ý đưa tin xuyên tạc, cắt câu lấy nghĩa. Như có lần phỏng vấn một danh nhân rồi, bọn họ chỉ lấy nửa câu đầu, nửa câu sau bị bọn họ vô tâm bỏ qua. Sau đó, danh nhân kia bị công chúng mắng như mắng chó, khổ không nói nên lời. Cho dù giải thích như thế nào, thì vẫn có rất nhiều công chúng thả chết cũng chỉ tin bài tin đầu tiên của truyền thông. Chân tướng à, còn ai quan tâm đến chân tướng chứ? Tất cả mọi người sa vào trận đánh nước miếng thống khoái, còn đương sự cụ thể nghĩ gì, thì có liên quan gì tới bọn họ chứ? Tần Lạc biết, hôm nay nếu bọn họ rời đi thì Tần gia và bệnh viện Ái Khang có thể ngày mai đã bị đăng lên giấy rồi. Các anh nói điều kiện đi, phải làm sao mới có thể xóa bỏ ảnh chụp? Tần Lạc cười hỏi. Tuy hắn cho tới bây giờ vẫn luôn không tán thành cách mua tiếng nói truyền thông, nhưng mà hắn càng không hy vọng Tần gia bị truyền thông bôi bác. Tần gia không phải là Tần gia của Tần Lạc, cũng không phải là Tần gia của Tần Tranh, mà là Tần gia của tất cả người họ Tần. Người Tần gia bôn ba khắp nơi vô số, hành y giúp đời, cứu người trong lúc ốm đau bệnh hoạn. Thanh niên đeo kính đen sửng sốt. Nhìn Tần Lạc hỏi, anh có thể trả được giá bao nhiêu? Rồi sau đó nghĩ một chút, lại nói thêm, quên đi, bàn với loại người như anh cũng không được cái gì. Nếu chúng tôi muốn bàn, cũng sẽ không bàn với anh. Tránh ra để chúng tôi đi. Nếu không, đừng trách ngòi bút của tôi vô tình viết về tác phong thô bạo của bệnh viện Ái Khang các anh đấy. Lúc đó, anh có hối hận cũng đã muộn, còn có ai ngu ngốc mà tới bệnh viện các anh xem bệnh chứ? Tác phong thô bạo. Tần Lạc bị những lời này đâm một nhát. Hắn vẫn luôn có thái độ dựa trên nguyên tắc dàn xếp ổn thỏa, nói nhỏ khuyên nhẹ, nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, dùng lý lẽ giải quyết chuyện này, tránh phát sinh mâu thuẫn xung đột gì đó với các bạn phóng viên. Nhưng không ngờ hắn lại bị chụp cái mũ tác phong thô bạo lên đầu, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng, dùng bút giết người là không cần chịu trách nhiệm sao? Không thể nói thế được, thái độ của tôi vẫn luôn rất hòa nhã. Tần Lạc nhìn thanh niên đeo kính đen nói, nếu các anh không tin, bây giờ tôi có thể cho các anh biết cái gì mới gọi là tác phong thô bạo chân chính. Tần Lạc lách nhanh như chớp, chỉ một thoáng đã chụp cổ thanh niên đeo kính đen. Sau đó đưa tay lấy từ trong ngực của hắn một cái camera mini, đập mạnh vào tường. Rắc! Vang lên một tiếng giòn tan, camera mini bị đập nát. Tần Lạc xoay người lại, nói với nhân viên chị An đang vội chạy vào bệnh viện. Dẫn hai người bọn họ đi vào văn phòng viện trưởng. Tôi muốn tới đó nói cho bọn họ biết, cái gì gọi là chân tướng. Anh là ai? Bảo vệ chị An lộ vẻ mê hoặc mà hỏi, do lúc Cam Vân nói thân phận của Tần Lạc với các bác sĩ, bọn họ không có ở đây. Bây giờ, tự nhiên lòi ra một người ra lệnh cho bọn họ, vậy mặt mũi của bọn họ vất đi đâu chứ? Hai gã bảo vệ cũng lộ ra khí tiết bản thân nên có. Nó là con tôi, Cam Vân vội đi tới, lớn tiếng nói. Thấy giám đốc đích thân tới, hai bảo vệ này cũng không dám có bất cứ nghi ngờ gì nữa, mỗi người tóm một gã, xách hai phóng viên kia lên. Ở góc tối an toàn ở lối đi có một nam nhân đang đứng trầm mặc. Từ đầu tới cuối, gã đều không nhô đầu ra. Mãi cho đến khi tiếng bên ngoài hành lang xa dần, tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, gã mới thông qua khe hở lối thoát hiểm nhìn ra bên ngoài. Sau đó liền vội vã rời đi, đến vô ảnh, đi vô tung, không để lại bất cứ dấu vết gì. Chương 207, chim hải âu trong bão tố 1. Mặc dù hai phóng viên kia là bị người ta cường ngạnh kéo vào văn phòng viện trưởng Cam Vân, nhưng mà sau khi đi vào Tần Lạc vẫn bảo hai bảo vệ còn định ở trước mặt viện trưởng biểu hiện sự uy mãnh có lực của bản thân một phen đi ra ngoài. Bình thường, bọn họ ngay cả cơ hội tiếp xúc với viện trưởng cũng chẳng có. Chỉ có thể nhìn từ rất xa, cũng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy. Tần Lạc vẫn rất có phong độ tự mình rót trà cho hai phóng viên. Sau đó ngồi trước mặt bọn họ lộ nét cười, nói, tôi muốn biết, các anh làm sao biết những người bệnh này? Là ai báo cho các anh biết? Không thể trả lời, nam mặc áo Nike lộ vẻ lạnh lùng nói.
nhưng gã lại lo trả lời như vậy sẽ chọc giận Tần Lạc, sợ hắn làm một vài chuyện có hại cho cả hai bên nên lại giải thích một câu, nói, thật ra thì chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nhận được một cuộc điện thoại nặc danh báo tin. Đối phương là ai, chúng tôi làm sao mà biết được? Tần Lạc gật gật đầu, biết hai người cũng không có khả năng nói cho hắn thân phận của người báo tin. Thậm chí, trong lòng hắn cũng không hy vọng hai phóng viên này thật sự dễ dàng bán người báo tin. Chứ nếu họ làm như vậy, về sau còn ai dám báo tin với truyền thông về một vài hiện tượng hắc ám trong xã hội nữa? Đây hẳn là thái độ và trách nhiệm của người truyền thông đối với người báo tin. Cũng là sự bảo hộ đối với bọn họ. Được, vấn đề này các anh có thể không cần trả lời. Tần Lạc nói, tôi không biết người báo tại sao lại nói lai lịch những bệnh nhân này với các anh, nhưng mà, tôi có thể kể lại tường tận chuyện này với các anh. Hơn nữa, trong tay tôi có phần lớn căn cứ chính xác để chứng minh lời tôi nói hết thảy là chân thật. Hắn thấy hai người tựa vào ghế salon, không muốn đụng vào chén trà do đôi tay bẩn của mình bưng tới, vẻ mặt hai vị phóng viên tiên sinh kiểu như anh đắc tội với tôi anh nhất định phải chết, liền nói, tôi tôn trọng quyền lợi khai thác chân tướng của các anh, tôi cũng vui vẻ phối hợp với công việc của các anh. Mà tôi cũng chỉ vô tâm mạo phạm mà thôi, chỉ hy vọng các anh lúc đưa tin nên thận trọng một chút. Cần phải trình ra sự thực chân chính cho công chúng, chứ không phải là trình ra cố sự ly kỳ huyễn hoặc thêm mắm thêm muối. Thanh niên đeo kính đen hai tay khoanh lại, cười lạnh nói, anh có quan hệ như thế nào với bà ta? Lúc nói chuyện, ánh mắt của gã nhìn về phía Cam Vân vẫn còn phong vận. Bà là mẹ tôi, Tần Lạc bẩm báo chi tiết. Bà ta có thân phận gì? Tôi là muốn hỏi, bà ta có quan hệ gì với bệnh viện này? Thanh niên đeo kính đen tiếp tục hỏi. Tôi là người phụ trách bệnh viện này. Cam Vân chủ động giới thiệu. Bà là một bác sĩ, cũng là một thương nhân. Bà phi thường hiểu rõ chuyện này sau khi lộ ra ánh sáng, sẽ khiến cho xã hội dậy sóng như thế nào. Mặc dù bà luôn có lòng tin với năng lực xử lý sự việc của con mình, nhưng vẫn không yên lòng mà muốn tới đây xem một chút. Loại chuyện này, không được xảy ra chút sai lầm nào. Kính đen giả bộ lộ vẻ giật mình hiểu ra, nói, a, vậy xem ra tôi đã hiểu rồi. Cảm tình bệnh viện này là tài sản của nhà các người giúp mình nói chuyện tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, chúng tôi nhất định phải đứng ở về phía những người vô tội đáng thương. Chức trách của chúng tôi là vì dân mà gào hét, bằng không, chúng tôi còn làm phóng viên làm gì? Tần Lạc nở nụ cười, nói, tôi rất khâm phục các anh có phẩm đức và tình cảm như thế. Tôi cũng có bạn làm ngành phóng viên cao thượng này rất tốt. Người Tần Lạc nói chính là Từ Ảnh, nếu đối phương còn nhớ rõ hắn. Không còn cách nào khác, hắn vì muốn kéo gần mối quan hệ với bọn vua không oán này. Nên đành phải khoác lác bảo một lũ người chẳng có quan hệ gì là bạn của mình. Nhưng mà, lập trường của tôi giống với lập trường của các anh. Chúng ta đều đứng trên lập trường người bệnh mà lo lắng, đây cũng chính là nguyên nhân những người bệnh này tới bệnh viện của chúng tôi lúc này. Nếu các anh có nghi vấn gì, vì sao không đợi tôi giải thích sơ mọi chuyện đã chứ? Kính đen không nhịn được nói, họ Tần kia, tôi nói cho anh biết, chúng ta không có gì để nói cả. Anh vừa rồi thái độ dã man thô bạo, ra tay đánh phóng viên truyền thông, còn đập hư máy của chúng tôi thì chúng ta còn có cái gì mà nói chứ? Còn muốn nói chuyện gì? Người giống như anh thì có thể làm ra chuyện gì tốt chứ? Nhưng tôi có trách nhiệm phải nói cho các anh biết, hai bảo vệ kia vẫn còn trông chừng ở cửa. Các anh muốn ra cũng không được, cũng chỉ có thể nghe tôi giảng cố sự này mà thôi. Tần Lạc cười tủm tỉm nói, giống như là không nghe được thành phần công kích trong lời của hắn vậy. Mặc kệ bọn họ có đồng ý nghe hay không nghe, tiếp theo Tần Lạc liền bắt đầu nói về chuyện mình nhân lễ mừng năm mới về nhà, nói mình phát hiện nguyên nhân sự kiện thực phẩm trúng độc này, sau đó tả phương pháp xử lý của mình, nói thái độ của Tần gia với chuyện này, hơn nữa còn nói điều kiện bồi thường của Tần gia về sau như thế nào. Vấn đề làm sao để bảo đảm cuộc sống sau đó. Lâm Hoán Khê lặng lẽ mà rót một chén trà cho Tần Lạc, để khi hắn khát nước thì uống cho thấm giọng. Cam Vân nhìn đứa con ngồi trên ghế salon chăm chú giảng giải lộ vẻ sủng ái, trong lòng đầy sự kiêu ngạo và tự hào. Trước kia, bà luôn lo con mình không thể trưởng thành. Nhưng bây giờ thì bà rất an tâm. Đứa con trai này của mình không chỉ trưởng thành, mà hơn nữa còn rất ưu tú. Tần Lạc dùng tình lay động, dùng lý giải thích. Thẳng thắn vô tư, không chút giấu giếm mà kể hết chuyện đã trải qua. Hắn cảm thấy, nếu mình là một trong hai người phóng viên này, thì nhất định cũng sẽ bị mình làm cảm động. Nhưng khi hắn thấy hai phóng viên này vẫn vẻ mặt lạnh lùng thì trái tim bắt đầu chìm xuống. Cố sự rất cảm động, còn gì nữa không? Kính đen cười ha hả nói.
Nếu không tin, các anh có thể đi phỏng vấn người bệnh. Bọn họ sợ sớm đã bị các người mua chuộc rồi ấy chứ. Chuyện đã trải qua chính là như thế. Tần Lạc cũng có chút hứng thú sút giảm. Có một số người, không thể dùng ngôn ngữ mà nói cho họ hiểu được. Bây giờ, các anh có thể đi. Nhưng mà, tôi hy vọng các anh sau khi kiểm tra mọi chuyện rõ ràng rồi hãy gửi bản thảo đi. Tần Lạc nói, camera của các anh là tôi làm hỏng, các anh nói giá đi, tôi nhất định sẽ bồi thường theo giá đó. 10 vạn đủ chưa? Kính đen vốn định từ chối, bởi vì nếu làm thế, bọn họ có thể lấy cái này làm điểm công kích để bôi đen Tần Lạc và bệnh viện Ái Khang. Nhưng mà, Tần Lạc thoáng cái đã đưa ra cái giá khiến bọn họ chẳng cách nào từ chối. Giá cũng không cao như thế. Thanh niên mặc áo Nike lên tiếng nói. Vậy cứ 10 vạn đi. Tần Lạc một lời đã quyết. Hắn xoay người liếc nhìn Cam Vân một cái, Cam Vân lập tức gọi điện cho bộ tài vụ của bệnh viện. Chỉ lát sau, bộ tài vụ của bệnh viện liền đưa 10 vạn đồng tiền mặt tới. Tiên sinh, để tiện cho chúng tôi ghi chép, xin ký tên ở chỗ này. Chủ quản tài vụ lấy giấy bút đưa tới. Thanh niên đeo kính đen do dự một phen, nhưng nhớ tới đây là phí camera do hắn bồi thường cho mình, nên vẫn ký tên lên trên đó. Đợi sau khi hai phóng viên rời đi, Cam Vân đi tới hỏi, sao lại đưa bọn họ nhiều tiền thế? Cái camera kia đáng giá 10 vạn ư? Giá trị không nhiều như thế. Tần Lạc lắc đầu, camera kia có lẽ chưa tới 1 vạn. Nhưng mà, nếu chúng ta ra giá quá thấp, bọn họ nhất định sẽ từ chối. Nhưng nếu là 10 vạn, bọn họ muốn từ chối cũng sẽ khó nói ra khỏi miệng. Con chỉ đưa ra một cái giá khó khiến bọn họ có thể từ chối. Con định mua chuộc bọn họ, Cam Vân hỏi. Cũng không thể nói là mua chuộc, con chỉ muốn cột bọn họ vào cùng một con thuyền nhỏ với nhà chúng ta thôi. Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn có ác ý bôi nhọ Tần gia, vậy, 10 vạn họ thu chính là tội chứng nhận hối lộ. Nếu bọn họ nói đây là tiền bồi thường camera thì sao? Người khác có tin không? Một cái camera mà giá 10 vạn à? Con ở Yến Kinh đã học được những thứ gì thế? Cam Vân nhìn con mình có chút kinh ngạc. Sao chỉ mới đi kinh thành một chuyến, mà sau khi trở về liền trở nên có chút? Hư hỏng vậy chứ? Tần Lạc cười khổ, hắn tất nhiên là không thể nói rồi, thật ra thì đây là thủ đoạn học được từ trên người của Lệ Khuynh Thành. Có đôi khi, biện pháp của cô gái này thật đúng là vô cùng có tác dụng. Giờ làm sao? Bọn họ cũng không giống như là tin lời giải thích của con. Chuyện này con biết, Tần Lạc cười khổ nói. Bọn họ gán cho chúng ta tội đầu sỏ, xem ra chỉ có thể phòng bị từ những con đường khác. Nghĩ một lát, Tần Lạc bấm số điện thoại của Hạ Dương. Rất nhanh, trong loa liền truyền tới giọng nói cởi mở của Hạ Dương, không phải buổi sáng mới đi dập đầu lão gia tử nhà các người sao? Sao nhanh như thế đã gọi điện thoại tới rồi? Tìm tôi có việc gì à? Có chút vấn đề. Tần Lạc nói, hôm nay có hai phóng viên tới đây chụp ảnh, bọn họ có thể sẽ phơi chuyện này ra. Hạ Dương vẫn luôn tham dự ca này, nghe lời Tần Lạc nói, cũng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù ngang ngược, nhưng nhiều ít gì cũng cực ít nói tục mà giờ khắc này cũng không nhịn được chửi ầm lên, nói, mẹ con bà nó, là ai thiếu đạo đức thế? Chuyện cậu làm có gì là sai? Có điểm nào là có lỗi với người ta? Người khác tôi không dám bảo đảm. Nhưng nhân phẩm của người Tần gia các người thì tôi tin được. Bây giờ cậu ở chỗ nào? Tôi lập tức qua đó. Đang ăn Tết, anh không cần phải qua đây. Anh chỉ cần giúp tôi lên tiếng kêu gọi mấy ngành có liên quan là được. Tần Lạc nói, bên này chúng tôi cũng sẽ tăng nhanh tiến độ, đợi sau khi nghiên cứu ra thuốc giải độc, sẽ không sợ có người công kích lung tung. Tần Đại Thiểu, đã là lúc nào rồi? Cậu cũng đừng khách khí với tôi nữa. Nếu tôi không giúp được cậu chuyện này, trở về lão gia tử nhà chúng tôi nhất định sẽ gõ đầu tôi. Hạ Dương nói, yên tâm đi. Chỉ cần có Hạ Dương tôi ở đây, chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên bất cứ truyền thông nào. Tần Lạc biết lời này của Hạ Dương cũng không phải giả, với bối cảnh nhà bọn họ mà nói, muốn cho truyền thông thận trọng đăng với một số chuyện, thì sẽ chẳng có một nhà báo nào dám cự tuyệt. Tần Lạc chỉ đành nói địa chỉ, Hạ Dương lập tức lái xe chạy tới. Nhưng mà, chuyện lại chẳng thuận lợi như trong dự đoán của bọn họ. Mặc dù truyền thông cũng không có đưa tin chuyện hôm qua hai phóng viên vào chụp ảnh, nhưng ở trên Inter, tin tức liên quan đến sự kiện ngộ độc thức ăn lần này lại xuất hiện. Chương 208, Chim Hải Âu trong bão tố 2. Đồng Thành Tú là cổng diễn đàn lớn nhất khu Dương Thành, đồng thời cũng là diễn đàn mà dân mạng cả khu Hoa Nam thích vào nhất. Diễn đàn bao gồm khu thu âm bát quái, món thập cẩm minh tinh, khu thảo luận tinh tọa,
khu công vụ chính phủ, bản quyền. Cho dù là thành phần trí thức, học sinh, hay là nhân viên làm việc nhà nước, đều thích xem tin tức ở chỗ này. Thậm chí, có đôi khi một ít tin tức của chính phủ cũng sẽ được công bố trên trang này, càng thuận tiện cho công chúng nắm rõ mọi động thái đúng lúc. Tối qua, một hội viên mới đăng ký một cái ID diễn đàn tên là Yêu Sách Liều Chết đăng một topic trên quán thủy bát quái, tên topic nghe càng rợn cả người, trung y thế gia hay là độc dược thế gia. Cái thiệp này đầu tiên là giới thiệu địa vị y học thế gia của Tần gia trước, tiếp theo thì giới thiệu sự kiện ngộ độc thực phẩm của Hôn Tâm, ở trong bài văn công kích trắng trợn xí nghiệp Hôn Tâm là thương gia lòng dạ hiểm độc. Mà pháp nhân đại biểu cho xí nghiệp Hôn Tâm là Tần Lam lại là con gái của dược vương Tần Tranh, mũi dùi của người đang chỉ vào thẳng Tần gia có trăm năm y học thế gia. Hóa bút thành kiếm, từng chữ đều chứa sát cơ. Người đăng cũng rất có tài viết sâu sắc đan sen hóm hình. Khúc cuối còn bổ sung một câu trong bài văn, xin mọi người giúp tôi đẩy topic này lên, để càng thêm nhiều người biết bộ mặt đáng ghê tởm của Tần gia, loại trung y thế gia giả nhân giả nghĩa này. Nếu hết ngày mai mà có 10.000 người đẩy topic, tôi liền đăng ảnh của người bị hại. Vì thế, trong lúc nhất thời ở Đồng Thành Tú gió lửa nổi lên bốn phía, tiếng mắng liên miên. Vô số người không hiểu rõ chân tướng liền nhảy ra công kích chửi rủa, nhục mạ cha mẹ vợ con người ta. Thậm chí, yêu cầu mọi người ra thịt thành viên Tần gia, xé chúng thành tám mảnh, bộ dạng đuổi tận giết tuyệt. Qua sự thống kê của diễn đàn, topic này trong vòng một tiếng người kích vào xem vượt quá 5 vạn, tỷ lệ trả lời hơn 5.000, thậm chí còn có người thấy diễn đàn bên này rầm rộ, cũng rốt rít đăng bài văn này. Trong lúc nhất thời, mồi lửa bị châm khắp nơi, Tần gia thành cái bia cho mọi người chỉ trích, như chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Thái Lâm là bí thư của Cam Vân phát hiện topic này đầu tiên. Lúc này liền báo tình huống cho Cam Vân luôn quan tâm chuyện này. Ngày hôm qua sau khi hai phóng viên đi, Cam Vân lo bọn họ sẽ không chịu bỏ qua, cho nên thuận miệng phân phó bí thư một tiếng, bảo nàng hôm sau chú ý các báo chí đại truyền thông. Thái Lâm cũng đăng ký làm hội viên Đồng Thành Tú, trà trộn vào diễn đàn đã 5 năm. Sau khi thấy topic này trên bát quái, phản ứng đầu tiên chính là thầm kêu hỏng bét. Đợi tới khi nàng xem xong toàn bộ topic, tay chân đã lạnh lẽo. Bởi vì đêm qua có tắm nước lạnh một lần, cho nên hôm nay Tần Lạc thức dậy tương đối trễ. Ngay cả rèn luyện sáng sớm cũng quên mất, hắn đang ôm tiểu mỹ nhân thơm ngào ngạt ngủ say trong lòng thì điện thoại trên bàn vang lên. Tần Lạc với lấy nhìn, số gọi tới là của mẹ. Mẹ, sao sớm thế đã gọi điện vậy? Tần Lạc đầu còn có chút mơ màng lập tức tỉnh táo ngay, hắn biết, nếu không có chuyện đặc biệt, Cam Vân sẽ không bao giờ gọi điện thoại tới quấy nhiễu người đang mộng xuân lúc này. Mấy ông già bà già bây giờ đều rất tinh minh, cũng rất hiểu những chuyện như vậy. Biết người trẻ tuổi buổi tối còn phải làm việc, cho nên buổi sáng ngủ nướng là chuyện rất bình thường. Nên trong tình huống bình thường sẽ không quấy rầy. Tần Lạc, sự việc không được tốt, giọng nói Cam Vân rất nghiêm túc nhưng không lộ vẻ luống cuống. Quản lý xí nghiệp mấy năm đã luyện tính cách bà thành cứng cỏi trấn định. Những phóng viên kia vẫn lộ chuyện ra. Phản ứng đầu tiên của Tần Lạc là không tin được. Hôm qua Hạ Dương chạy tới bệnh viện, gọi điện trước mặt đông đảo mọi người cho chú của gã. Người chú kia Tần Lạc biết, cũng thường xuyên thấy tên của gã trên tin tức và báo chí bản địa. Gã là một trong những ông chủ tòa thành thị này, khâu giám sát dư luận này cũng thuộc phần gã phụ trách. Nếu gã đánh tiếng, còn ai dám không nể mặt gã chứ? Là nhà truyền thông nào lộ ra, tin tức N+1 sao? Tần Lạc nhớ rõ, lúc ấy hai phóng viên từng nói. Bọn họ là phóng viên của nhà truyền thông này. Về sau, Hạ Dương cũng hỗ trợ gọi điện thoại bảo người tra thử. Nhà truyền thông này quả thật có hai người này. Chỉ là bọn hắn không biết, bởi vì một câu nói của Hạ Dương, mà vận mệnh của bọn hắn cũng đã phát sinh thay đổi. Không phải báo đăng, Cam Vân nói, là trên Inte, ở diễn đàn Đồng Thành Thú lớn nhất Dương Thành, bây giờ tin tức này đã truyền tới cái trang web lớn. Còn là đầu đề trên website có chút sức ảnh hưởng trong nước. Lúc điện thoại của Tần Lạc vang lên, Lâm Hoán Khê cũng đã thức dậy. Sau khi nghe Tần Lạc và mẹ chồng nói, nàng thò đầu từ trong chăn ra, nhìn Tần Lạc đầy vẻ lo lắng. Xem ra, chuyện xấu nhất cũng đã xảy ra, Tần gia lại một lần nữa bị người ta đẩy ra nơi đầu ngọn sóng. Nếu xử lý sơ suất một chút thôi thì Tần gia có thể sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Còn chuyện nào có lực ảnh hưởng ác liệt hơn sự kiện tập thể ngộ độc thức ăn chứ? Người đăng topic kia xem ra rất oán hận Tần gia, muốn lập tức đánh chìm Tần gia. Bây giờ con tới bệnh viện ngay đây, Tần Lạc nói.
Ừ, mẹ ở bệnh viện chờ con. Cam Vân nói, chuyện này, đừng cho ông con biết, tránh cho ông con lo. Con biết mà, Tần Lạc nói. Lúc Tần Lạc phóc xuống mặc quần áo, Lâm Hoán Khê cũng nhặt áo lót dưới mặt đất bị Tần Lạc vứt tối qua lên. Tần Lạc đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nói, hôm nay nhiệt độ lại hạ, khí trời bên ngoài lạnh, em ngủ thêm một lát đi. Lâm Hoán Khê lắc đầu, nói, không cần đâu, em không ngủ được. Tần Lạc biết chuyện mà Lâm Hoán Khê đã quyết định thì rất khó thay đổi, cũng không khuyên nữa. Hai người rửa mặt qua loa một phen, rồi sau đó đi nhanh xuống lầu. Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên đang ở trong viện ăn điểm tâm nói chuyện phiếm thì thấy hai người mới sáng sớm đã ra ngoài, liền lên tiếng hỏi, sao sớm vậy đã muốn ra ngoài thế? Dù thế nào cũng phải uống bát cháo cho ấm người rồi mới đi chứ. Ra ra, Hạ Dương mời bọn cháu ăn sáng ở bên ngoài, Tần Lạc nói dối. Tần Tranh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lâm Thanh Nguyên cũng chỉ nhìn cháu gái của mình cười tủm tỉm, thấy nàng xấu hổ, liền biết nàng và Tần Lạc đã sớm đột phá chướng ngại giữa nam nữ, cũng không tức giận, mà chỉ vui mừng. Tần Minh ngồi cạnh hầu hạ hai lão già đừng lên, nói, sáng sớm, cũng khó bắt xe. Để tôi lái xe đưa các người đi. Tần Lạc biết Tần Minh là người nhà mình, hơn nữa, hắn thường xuyên đi hỗ trợ bệnh viện, chuyện này cũng chẳng thể giấu giếm được gã. Nên cũng không từ chối, để gã mở xe chở bọn họ tới bệnh viện. Sao bây giờ lại tới bệnh viện thế? Tần Minh cười hỏi. Trong bệnh viện có chút chuyện, Tần Lạc cười khổ nói. Sợ lão gia tử lo lắng, nên mới lấy cớ là đi ăn sáng. Nghe bệnh viện xảy ra chuyện, sắc mặt Tần Minh cũng trầm xuống, vừa chuyên tâm lái xe, vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Nếu xử lý không tốt, danh tiếng của Tần gia sẽ mất sạch. Tần Lạc nói. Đó cũng không phải là gã nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Có lẽ, kết quả so với cái này còn khó khiến người ta có thể tiếp nhận hơn. Nếu chuyện thật sự ầm ĩ, có lẽ, Tần Lam còn có thể chịu trách nhiệm hình sự. Lúc trước, ban giám đốc của sữa bột tam cầu cũng không phải bị bỏ tù sao. Sốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi sao không biết chút gì vậy? Tần Minh sốt ruột hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một chút, kể một lượt đầu đuôi câu chuyện cho Tần Minh biết. Tần Minh càng nghe càng kinh tâm, cuối cùng mặt xám như cho nói, đây đúng là một hồi gió lốc. Tần gia nếu không gánh được, thì sẽ xong đời. Nhất định có thể gánh được, Tần Lạc đưa tay vỗ vỗ vai gã nói, Tần gia chính là chim hải âu trong bão tố. Có lẽ sẽ dầm mình, nhưng đợi sau khi đi qua bão tố, thì có thể bay càng cao xa. Hy vọng là thế, Tần Minh cười khổ, tôi đi với các người tới bệnh viện nha, mặc dù tôi cũng không giúp được gì. Nhưng mà tôi vẫn luôn xem mình là người của Tần gia. Tần Lạc gật đầu, nói, anh vốn chính là người Tần gia. Tần gia chưa bao giờ xem anh là người ngoài. Lúc gần tới bệnh viện, Tần Lạc lại gọi điện cho Hạ Dương ngay, cũng bất chấp chuyện quấy rầy mộng đẹp. Quả nhiên, Hạ Dương còn đang ngủ. Sau khi tiếp điện thoại của Tần Lạc, thanh âm mơ màng nói, chỉ có cậu mới dám gọi cho tôi bây giờ thôi. Ngay cả mẹ tôi cũng không gọi điện cho tôi trước 9 giờ sáng. Nếu là người khác, tôi đã sớm mở miệng mắng rồi đấy. Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện rồi, sự việc bị lộ ra rồi, Tần Lạc nói. Hạ Dương giật mình một cái từ trên giường nhảy dựng lên, mắng to, mẹ con bà nó. Là nhà truyền thông nào lộ ra? Rõ ràng đã đánh tiếng rồi, sao còn có người viết chứ? Tần Lạc cười khổ nói, cụ thể là ai lộ ra vẫn còn chưa rõ, nhưng mà bây giờ công chúng đã biết chuyện này. Có điều... không phải là do báo chí đăng mà là do diễn đàn đồng thành thú lộ ra. Tạm thời chỉ là ở trên Inter gây ra chú ý. Có phải là hai thằng nhãi hôm qua tới lừa gạt cậu không? Nhất định là bọn họ, người khác không biết chuyện này. Nghĩa con bà nó, bây giờ tôi sẽ đi bóp nát hòn trứng của bọn họ. Hạ Dương tức khí từ trên giường nhảy xuống, mặt đầy sát khí nói. Nhưng người ta không biết là, đệ nhị Tú Dương Thành có một sở thích không lớn không nhỏ, mê ngủ khỏa thân. Vừa mới kéo cửa ra, liền thấy một cô nàng mặt tròn lộ vẻ kinh ngạc nhìn gã. Sao em lại tới đây? Hạ Dương trừng mắt nhìn em mình nói. Em vì sao không thể tới? Hạ Nguyệt Nguyệt tức giận nói, anh định cho em xem cái vật xấu xí kia bao lâu vậy? Anh cho em nhìn gì? Hạ Dương lúc này mới phát hiện mình không mặc quần, vội trốn vào phòng. Đợi tới khi gã ăn mặc chỉnh tề định đi ra ngoài thì Hạ Nguyệt Nguyệt hỏi, anh định đi đâu? Đi tìm Tần Lạc. Có chút chuyện phải thương lượng, em cần làm cái gì thì đi làm cái đó đi, không nên đi theo anh, Hạ Dương nói. Anh muốn đi tìm Tần Lạc à? Vừa hay,
em cũng phải đi. Đã gần một năm rồi, em vẫn chưa thấy mặt hắn. Anh cũng biết, hắn là Bạch Mã Vương tử của em mà. Hạ Nguyệt Nguyệt ồn ào nói. Không đợi Hạ Dương nói lời cự tuyệt thì Hạ Nguyệt Nguyệt đã uy hiếp nói, nếu anh không để em đi theo, em liền nói cho ra ra, anh cởi chuồng trước mặt em. Tiểu nữ sinh bây giờ, sao càng ngày càng lưu manh vậy chứ? Hạ Dương có chút nghĩ không thông. Chương 209, Chim Hải Âu trong bão tố 3. Tần Lạc đẩy cửa văn phòng, Cam Vân và thư ký Thái Lâm của bà đang ghé sát máy vi tính xem cái gì đó. Vẻ mặt hai người đều hết sức ngưng trọng, hiển nhiên là tình huống trên mạng không lạc quan lắm. Thấy Tần Lạc đi vào, Cam Vân từ trên ghế làm việc đứng dậy, nói, cho tới thời điểm hiện tại, số lượng truy cập chỉ một diễn đàn đồng thành tú này đã vượt quá 35 vạn. Số trả lời vượt quá 3 vạn 5 ngàn, dài đến mấy ngàn trang. Hơn nữa, một số truyền thông in tê lớn trong nước đã đăng topic này, số truy cập ở đó còn khủng bố hơn. Chắc chắn rất nhanh một vài truyền thông chủ lưu trong nước sẽ chú ý chuyện này. Bọn họ tin tính chân thực của topic đó à? Tần Lạc lúc nói chuyện, đã ngồi trước mặt máy vi tính. Dưới thao tác của Thái Lâm, hắn thấy được topic ở Đồng Thành Tú kia được đánh dấu chú ý. Đằng sau tiêu đề có một chữ hot chói mắt, hiển nhiên, vì người chú ý quá nhiều nên topic này đã thành topic hot. Bọn họ đời nào xem xét tính chân thực của topic này chứ? Cam Vân cười khổ nói, còn tốt nhất là đừng xem, đại bộ phần là nhục mạ công kích, nguyên một đám cực kỳ ác độc, bảo người Tần gia chúng ta thật sự nên bị sét đánh. Thỉnh thoảng cũng có mấy người hoài nghi động cơ của người lập topic, cũng bị sỉ và ngập đầu. Ôi, thế đạo bây giờ, sao lại thành dạng như thế chứ? Có gì khác với thời viết báo chữ lớn đâu. Chúng ta sao không gọi điện bảo diễn đàn bên kia xóa bỏ topic này? Tần Minh ở cạnh nhắc nhở. Đã tới mức này, xóa topic không phải là giấu đầu hở đuôi à? Cam Vân lắc đầu nói. Với quan hệ của Tần gia, mặc dù không cần mời Hạ Dương ra tay, bảo diễn đàn xóa một topic cũng là chuyện phi thường dễ dàng. Nhưng Cam Vân vẫn không chọn làm thế. Tần Lạc sau khi xem hết topic trong mấy diễn đàn cùng với những bình luận khó coi kia, liền nói, xem ra, người này biết chút tin tức. Bằng không, hắn sẽ không biết cô là đại biểu pháp định của xí nghiệp thân tâm. Chứ ngay cả những người bệnh kia cũng không biết, người khác sao lại biết chứ? Nếu Lý Quốc Tân vẫn còn ở trên đời này thì Tần Lạc có thể tìm được một đối tượng hoài nghi. Nhưng mà Lý Quốc Tân đã sớm vì ngộ độc thực ăn mà biến mất ở thế giới này, sao còn có thể làm ra chuyện ác độc thế được chứ? Xem ra, ở sau lưng còn có một đôi mắt tàn nhẫn khác đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tần gia, như rắn hổ mang tiềm phục ở chỗ tối, bất động thì không nói, vừa động liền lấy mạng người ta. Đúng nhỉ, hôm nay tôi còn suy nghĩ, cho dù là những phóng viên kia, cũng không biết tin tức đó. Có điều, nếu bọn họ thật là cố tình thăm dò, thì cũng có thể tra được đại biểu phát nhân của xí nghiệp thân tâm ở ngành công thương là ai, Tần Lam cũng thật mệnh khổ. Người khác lại lần nữa lợi dụng nàng hắt nước bẩn lên người Tần gia. Nếu như để người khác thực hiện được, Tần Lam chắc chắn sẽ cảm thấy mình không còn mặt mũi ở lại Tần gia nữa. Hôm trước còn nói giỡn với tôi, hết năm nay nàng muốn đi Mỹ, để bối bối ở lại trong nước nhờ tôi chiếu cố giúp một thời gian ngắn. Tôi nói vậy sao được, bối bối mặc dù khá thân với mình, nhưng người bé cần nhất vẫn là mẹ. Tần Lạc cười cười, cũng không giải thích với mẹ hắn, mấy ngày nữa Tần Lam đúng là muốn đi nước ngoài. Tần Lam không nói rõ, là vì nàng có lý do riêng của mình. Tần Lạc cảm thấy, ngay lúc này để nàng ra nước ngoài một thời gian cũng tốt. Bên này thật quá không yên ổn. Mấy người ở trong văn phòng bàn bạc đối sách một lúc, Hạ Dương liền hấp tấp chạy tới. Theo sát đít hắn là Hạ Nguyệt Nguyệt đã gần một năm Tần Lạc không gặp. Đều nói nữ tới 18 thì thay đổi càng xinh đẹp. Hạ Nguyệt Nguyệt trước kia là một em gái mập, khuôn mặt nung núc thịt, đeo kính đen. Mặc đồng phục màu trắng hơi rộng, đi đường luôn thích khom người cúi đầu, tóc dài che hết cả mặt, giống như trinh tử trong cú điện thoại kinh hồn. Vì thế, nàng từng bị ông Hạ mắng không ít lần. Dùng thẩm mỹ quan của Tần Lạc, Hạ Nguyệt Nguyệt lúc đó thật sự không thể coi là người đẹp được. Nhưng chỉ một thời gian ngắn không gặp, khuôn mặt của Hạ Nguyệt Nguyệt gầy đi không ít, tóc cắt ngắn. Kính đen dày cộm kia cũng bỏ đi, trong mắt có màu lao bảo thạch, có thể đã thay kính sát tròng đổi màu. Mặc một cái áo khoác nhỏ bó sát người, phía dưới mặc một quần jean túi lớn, mang giày vải, hình tượng có biến hóa rất lớn. Có lẽ là vì biết cách ăn mặc, Hạ Nguyệt Nguyệt bây giờ đi trên đường cũng có thể hấp dẫn một vài ánh mắt si mê của nam sinh. Đâu có kinh khủng như Hạ Dương nói đâu. Hạ Dương ngay cả thở cũng không kịp thở, vừa
vừa vào cửa đã nói, tôi vừa mới từ bộ truyền thông của tin tức N+1 về đây. Tôi bảo chủ biên gọi hai thằng cháu nội tới văn phòng, tát bọn chúng hai bạt tai tại chỗ, hỏi chuyện kia đến cùng có phải do bọn chúng làm không? Thế nào, bọn họ thừa nhận sao? Tần Lạc cười hỏi, trước kia, chúng ta nói là bạn bè giúp nhau không tiếc cả mạng sống. Bây giờ, chúng ta luôn nói là tiền tài hoặc nói nữ nhân đâm bạn bè hai đao. Có một số người bạn, có thể lấy mạng đổi mạng. Hạ Dương vì chuyện Tần gia bôn ba khắp nơi, thậm chí chạy tới tòa soạn tìm người tính sổ. Đương nhiên, bởi vì bối cảnh và thân phận của gã không chắc sẽ chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng mà, làm như vậy sẽ tổn thương lông chim của chính gã. Người tầng lớp bọn họ, sống là vì bộ mặt, gã làm vậy, thì ở trong tầng lớp của gã sẽ bị một số người cho là chuyện mất mặt. Không có, hai người bọn chúng lại rất kiên cường, cho dù tôi bức cung thế nào, bọn họ cũng không nói. Chủ biên kia cũng ở bên cạnh đe dọa cùng dụ dỗ, nhưng bọn họ vẫn căn chặt răng không hé miệng nửa lời, tôi hoài nghi thật đúng là không phải do bọn họ làm. Hạ Dương liếc phía sau lưng một cái, nói, hừ, hai thằng nhãi kia cùng đi theo tôi. Tôi vốn cảm thấy phiền toái, nhưng chủ biên bọn họ có nói, nhất định phải tới đây nói lời xin lỗi với anh có muốn gặp không? Tần Lạc không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại hai phóng viên kia. Có điều, nhớ tới thân phận của Hạ Dương, hết thảy những chuyện này cũng không khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần chủ biên kia không ngốc, chắc sẽ biết làm sao để tạo niềm vui cho Hạ Dương. Nếu có thể kéo gần quan hệ với Hạ Dương, hắn sao không làm chứ? Hơn nữa, lần này còn là cơ hội tốt chủ động đưa tới cửa như vậy. Bình thường, bọn họ muốn nói với Hạ Dương cũng khó nữa là. Khách đã tới cửa, sao có thể ngăn người ta ở ngoài cửa được? Tần Lạc cười nói. Cho nên, Hạ Dương chạy tới kéo cửa phòng ra, nói, tất cả vào đi. Đi trước là một gã béo đeo kính, bộ dạng hào hoa phong nhã, mặc đồ tây màu đen vừa vặn, thắt cà vạt có vân, trắng trắng mềm mềm, xem ra là một nam nhân rất hiểu đời. Gã đầy vẻ tươi cười đi về phía Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, thật xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua tôi cũng không rõ cho lắm, nếu không phải hôm nay Hạ thiếu gia tới nhắc, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có điều, bọn họ đều là cấp dưới của tôi nên chịu trách nhiệm với chuyện hôm qua. Bây giờ, tôi đại biểu công ty và cá nhân tôi chân thành xin lỗi Tần tiên sinh. Nếu Tần tiên sinh có thời gian, nhất định phải cho tôi một cơ hội chủ động bồi tội. Tần tiên sinh có chuyện gì cần tôi thì không cần khách sáo. Lúc nói chuyện, gã nhanh tay đưa danh thiếp của mình lên. Tần Lạc nghĩ mình bây giờ chính là lúc cần dùng truyền thông nhất, liền lễ phép mà nhận danh thiếp của gã, khách khí nói, ngại quá, chuyện này vốn không liên quan gì tới anh, tôi sao có thể nhận lời xin lỗi của anh được chứ? Có điều, tôi cũng rất vui khi kết giao được thêm một vài người bạn giới truyền thông. Dù sao, các anh dõi mắt trong ngoài nước, quen biết nhiều hơn, cũng có thể tăng thêm kiến thức. Khách sao, Tần tiên sinh khách sao quá, mập mạp nói, tiếp theo, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, quay sang nhìn chằm chằm hai gã cấp dưới ngày hôm qua diễu võ dương oai, hôm nay đứng trước mặt Tần Lạc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nói, hai người các cậu, còn chưa chịu xin lỗi Tần tiên sinh sao? Ngành chúng ta sao lại có loại bại hoại như các cậu chứ, tôi cũng vì cùng ngành với các cậu mà cảm thấy hổ thẹn. Gã đeo kính đen ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, đầy vẻ xấu hổ nói, Tần tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Topic trên diễn đàn thật không phải do chúng tôi đăng mà. Tôi dùng tính mạng của cha mẹ tôi để thề. Tôi tin, các anh không thể nào làm ra chuyện như vậy. Tôi xin lỗi anh vì chuyện mạo phạm của tôi ngày hôm qua. Kính xin anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không nên chấp nhặt với loại người như bọn tôi. Gã mặc áo Nike kia có chút thành thật mà đưa phong bì dày cột cho Tần Lạc, nói, đây là 10 vạn đồng anh bồi thường camera. Bọn tôi về đếm, quả thật quá nhiều, camera bọn tôi chỉ cần mấy ngàn đồng, thật sự không cần nhiều như vậy. Tần Lạc cũng lười chấp nhặt với bọn họ, hắn biết, mặc dù mình không nói gì thì cấp trên của bọn họ cũng sẽ thu thập bọn họ vô cùng thảm. Khoát tay, nói, các anh đi đi, nếu, tôi nói là nếu, các anh còn cơ hội làm phóng viên, xin các anh tìm hiểu chân tướng sự tình rõ ràng đã rồi hãy viết, được không? Giống như các anh nói vậy, bản thân vì lợi ích của dân chúng mà la hét bôn tẩu. Nếu làm được như vậy, dù các anh đã làm sai chuyện gì, tôi cũng có thể tha thứ. Hai người liên tục gật đầu, sau đó cúi người xin lỗi Tần Lạc xong, lúc này mới xoay người rời đi. Chủ biên mập mạp cũng là người thức thời, nói, tôi biết Tần tiên sinh công việc bận rộn, tôi cũng không quấy rầy nữa.
Danh tiếng của Dược Vương Tần lão tôi cũng từng nghe nói, vẫn luôn khâm phục vô cùng. Tôi tin rằng, Tần gia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Đây tuyệt đối là sự vô tội của một vài kẻ tiểu nhân. Nếu Tần tiên sinh có chuyện gì cần, có thể gọi số điện thoại trên danh thiếp. Hàn Tiên Bình mặc dù năng lực yếu kém, nhưng lúc nào cũng có thể giao mạng. Tần Lạc cảm thấy gã là một người rất biết giao thiệp, sau khi rất cảm động mà bắt tay gã thì tự mình tiễn gã tới cửa. Đợi tới khi Tần Lạc đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại một đám người trong nhà. Hạ Dương ảo não nói, mẹ con bà nó, mất mặt quá. Bị người khác làm mất mặt rồi. Hôm qua tôi còn luôn miệng cam đoan với anh, chuyện này tôi có thể giải quyết giúp anh, không ngờ hôm nay chuyện lại ra như vậy. Cũng không ngờ đến chuyện trên Inte, tôi thật quá sơ suất. Chuyện này cũng không thể trách anh, Tần Lạc an ủi nói. Cho dù trên Inte không xảy ra chuyện, bọn họ cũng có thể nghĩ ra những cách khác. Đúng rồi, diễn đàn kia tên gì? Bây giờ tôi bảo người xóa topic kia đi. Hạ Dương cầm điện thoại di động nói. Không cần đâu, Tần Lạc ngăn lại nói. Tôi cảm thấy chuyện này ngăn không bằng mặc kệ. Chuyện đã truyền ra, xóa topic phong tỏa tin tức chỉ đem lại hiệu quả trái ngược. Chỉ bằng chúng ta chủ động công khai tin tức, do tự chúng ta nói rõ tình huống chân thực với công chúng, đỡ phải bị người khác núp sau lưng hắt nước bẩn. Phương pháp công khai thế nào? Hạ Dương hỏi. Dùng danh nghĩa Tần gia, mở cuộc họp báo. Tần Lạc không chút do dự nói. Có lẽ quyết định này hắn đã suy nghĩ lâu rồi. Chương 210, sự phản kích của chim Hải Âu. Mời họp báo, thế chắc chắn sẽ biến chuyện này thành đề tài nóng của xã hội. Đến lúc đó sẽ khiến các giới trong xã hội coi trọng. Vấn đề khiến người khác lo nhất là ta dùng tâm chân thành đối đãi với người, nhưng người lại dùng tâm mưu mô đối đãi ta. Đến lúc đó, mặc cho anh có ba hoa trích chòe thế nào, dân chúng cũng sẽ không cách nào tin vào sự thật, số lần dân bị lừa quả thật nhiều lắm, nên lòng cảnh giác càng ngày càng cao, tâm phòng bị càng ngày càng mạnh. Bọn họ sẽ tin một người có thể hư hỏng đến mức nào đó, nhưng, bọn họ nhất định không cách nào tin một xí nghiệp có thể tốt đến mức nào. Cam Vân thấy con mình không giống như đang nói đùa, dịu dàng nói, con có nghĩ đến hậu quả chưa? Dạ rồi, Tần Lạc gật đầu, di chứng là rất rõ, nhưng mà, hắn biết rõ, nếu không làm vậy thì sự tình sẽ càng trở nên tồi tệ. Hạ Dương có thể tìm mấy người báo cho mấy nhà truyền thông ở Dương Thành, bảo bọn họ viết bản thảo cẩn thận, không nên biên bậy. Nhưng, hắn có thể tìm người báo cho truyền thông cả nước sao? Hơn nữa, bây giờ tốc độ thứ truyền thông truyền bá tốc độ phổ biến nhất và nhanh chóng nhất chính là Inte. Nếu một chuyện là mục hot trên Inte, thì chuyện này có muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Tần Lạc cũng không muốn mở họp báo, nhưng mà, so sánh hai cái với nhau, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Tần Lạc, tôi thấy như vậy không tốt. Hạ Dương nói, anh trước tiên chờ một chút. Bây giờ tôi gọi điện cho Gia Gia. Nói xong, gã liền tới ban công của văn phòng. Sau đó ở bên đó nhỏ giọng nói với người khác cái gì đó. Mấy phút sau, Hạ Dương cúp điện thoại, đi tới cạnh Tần Lạc nói, tôi đã giải thích mọi chuyện với Gia Gia. Gia Gia bảo tôi chuyển tới anh hai câu. Câu đầu tiên là, nếu anh cần, người đồng ý không đếm xỉa gì đến bộ mặt Trương lão mà gọi điện thoại cho một số bạn bè ở Yến Kinh. Cho dù thế nào, chuyện này người cũng có thể giúp anh đè xuống được. Hai là, người tôn trọng sự lựa chọn của anh. Trong lòng Tần Lạc cảm kích, nói, Hạ Dương, thay tôi cảm ơn ông. Tôi vẫn thấy chuyện này chặn không bằng giải quyết. Dù sao, chuyện đã truyền bá ra, nếu Tần gia chúng tôi bây giờ không đứng ra phát biểu giải thích một phần, người khác liền cho là Tần gia chúng tôi chấp nhận chuyện này là thật. Người ngầm bôi nhọ Tần gia kia sẽ càng lớn gan, có lẽ bọn họ thật sự có ảnh chụp cũng không biết chừng. Nếu đợi tới khi bọn họ phát tán ảnh chụp, khi đó, chúng ta mới đứng ra phản bác không phải là đã quá muộn rồi sao? Tần Lạc, em ủng hộ anh. Hạ Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh nói. Đi đi, chơi đấu địa chủ của em đi. Một đứa con nít như em thì hiểu gì? Hạ Dương không nhịn được nói. Em đương nhiên không hiểu. Có điều em nhớ kỹ lời của Gia Gia đấy. Gia Gia nói, nếu lúc Tần Lạc nghiêm túc làm việc, anh và nhân yêu cũng không bằng anh ấy. Hạ Nguyệt Nguyệt phản bác lời của anh trai. Hạ Dương trợn mắt nhìn em mình, thở dài nói, hay. Anh cuối cùng vẫn không nói lại em. Dù sao tôi vẫn là câu nói kia, chỉ cần anh cần thì cứ mở miệng. Tần Lạc gật đầu, nhưng không nói chữ cảm ơn. Hắn không nói, là vì không cần. Có nhiều thứ, không phải một chữ cảm ơn là có thể đại biểu hoặc bằng nó. Tần Lạc, mẹ cũng tán thành quyết định của con. Có điều, mẹ cảm thấy chuyện này ầm ĩ quá,
ông con nhất định sẽ biết. Chúng ta muốn giấu cũng không giấu được, Cam Vân nói. Cho nên, bây giờ con định về bàn bạc với Gia Gia. Tần Lạc cười gật đầu. Tần Tranh sau khi nghe Tần Lạc trình bày xong, liền vỗ mạnh lên mặt bàn. Mắng to, nghiệt chướng. Lý Quốc Tân này đúng là nghiệt chướng. Tần Lam ngồi ở góc ghế xa, lộ vẻ trầm mặc, đầu rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bối Bối ghé vào lòng Tần Lam, đảo trong mắt đen lách, vẻ mặt hiếu kỳ mà quan sát biểu cảm trên mặt của mỗi người đang có mặt. Ở trong trí nhớ vu vơ của cô nhóc, căn bản không biết Lý Quốc Tân là ai. Lý Quốc Tân với cô bé mà nói đại biểu cho ý nghĩa thế nào? Anh Tần, không nên tức giận, tránh hại tới thân thể. Tức giận với loại người này đáng sao? Lâm Thanh Nguyên lên tiếng khuyên. Trước mắt chuyện rất gấp gáp, nên vượt qua nguy cơ trước mắt đã. Người khác muốn nướng Tần ra trên lửa, chúng ta cũng phải nghĩ một vài đối sách mới được. Đúng đấy cha, Tần Phong cũng lên tiếng nói. Tức giận với loại như Lý Quốc Dân có lợi gì chứ? Dù sao Tần ra chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì với hắn rồi. Con thấy đề nghị của Tần Lạc không tệ, cha nghĩ thế nào ạ? Tần Tranh lúc này mới thở hắt một hơi, vuốt bắp chân bị thương năm đó, nói. Tôi đã 5 lần 7 lượt báo cho các người, tôi nói, Tần gia chúng ta không chủ động gây sự, nhưng cũng tuyệt không thể sợ phiền phức. Gây chuyện thì dễ kiêu căng, sợ phiền phức thì dễ bị người khác khi nhục. Bây giờ, người khác đều chỉ mặt gọi tên mà mắng Tần gia ta, chúng ta còn có thể làm sao nữa? Tần Tranh nhìn Tần Lạc, nói, chuyện này, liền giao cho Tần Lạc toàn quyền xử lý. Gia gia, cháu nhất định sẽ làm tốt, Tần Lạc gật đầu nói. Tốt, ông có một yêu cầu. Tần Tranh nói, đó chính là cho dù chọc thủng trời, cũng phải trả lại thân trong sạch cho Tần gia ta. Cháu biết ạ, Tần Lạc kiên định nói. Trọng điểm của chuyện này đã quyết định xong, mọi người bắt đầu phân chức. Tần Lạc phụ trách công việc tổng thể, hơn nữa người phát ngôn trong buổi họp báo sẽ do hắn đảm nhiệm. Cam Vân tiếp tục phụ trách dẫn dắt đội nghiên cứu giải bệnh độc, thêm nữa là tìm kiếm giải dược có hiệu quả. Tần Minh ở phần điều giải liên hệ. Về phần truyền thông. Tần Lạc hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần để Hạ Dương gọi một cuộc điện thoại cho truyền thông khắp nơi, bọn họ nhất định sẽ hưởng ứng nhiệt tình. Buổi họp báo quyết định bắt đầu vào 3 giờ chiều mai. Bởi vì cái topic là trung y thế gia, hay là độc dược thế gia kia đang ở đồng thành tú đầu tiên, cho nên, Tần Lạc có thể kết luận, bàn tay đen phía sau màn kia nhất định là người đang ở Dương Thành hoặc Nam Phương. Tần Lạc bảo bí thư Thái Lâm của Cam Vân viết thông báo treo ở diễn đàn. Nói quyết định 3 giờ chiều mai, Tần gia mở họp báo về ca ngộ độc thức ăn, hoan nghênh người có tâm tới đó xem. Không bài xích đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn pháp luật khởi tố để dồn hết sức công kích vu cáo hãm hại người khác, nhưng từ chối phương thức cạnh tranh bị ổi. Bởi vậy, thoáng cái đã định vị hành vi đối phương là cạnh tranh bất lương trên thương nghiệp. Sau khi thông báo này được ban bố, hội viên trên diễn đàn lập tức chia thành 2 phe. Hóa ra là thương nghiệp cạnh tranh. Loại phương thức này thật quá xấu xa. Đúng là đê tiện. Trung Quốc to lớn, không thiếu điều lạ. Dùng phương thức này để bôi nhọ đối thủ, thật đúng là thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng có bao nhiêu xí nghiệp hứng thú với con đường này chứ? Ngành có liên quan nên tham gia, điều tra chân tướng sự việc. Trên kia, ngành có liên quan là ngành gì? Nghe đâu ngành này rất thần bí, cho tới bây giờ cũng chưa ai có thể tìm ra phải không? Tình huống nghiêng về một bên trước kia đã thay đổi. Bây giờ sau topic kia cũng xuất hiện một ít ủng hộ Tần gia, hy vọng ngành có liên quan điều tra rõ chân tướng. Còn Tần gia đồng ý đứng ra mở họp báo, càng khiến sự nghi ngờ trong lòng một số người dần dần biến mất. Người ta dám đứng ra tiếp nhận trả lời câu hỏi của truyền thông và công chúng, chứng minh người ta đúng là không thẹn với lương tâm. Chỉ một thông báo của Tần Lạc đã có thể thay đổi cục diện, khiến lòng tin của mọi người đối với việc Tần gia thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này càng thêm lớn. Đương nhiên, còn có một việc vô cùng quan trọng, giao cho vệ sĩ Sa Ưng của Hạ Cường giải quyết. Thông qua IP trên diễn đàn, Sa Ưng dẫn người tới một nhà in tê của khu khai phá kinh tế Hạ Sa thuộc Dương Thành. Kết quả phát hiện, nhà in tê này là một nhà in tê đen, chỉ cần giao tiền là có thể lên mạng. Rốt cuộc người ngồi ở máy số 16 là ai, ông chủ in tê cũng không rõ lắm. Làm sao có thể tìm được người đăng topic, chỉ có thể chờ lần login thứ 2 của gã. Chỉ cần gã đăng nhập vào nick yêu sách liều chết này lần nữa, bọn Sa Ưng có thể trong thời gian nhanh nhất chạy tới khu vực đó khống chế gã. Bây giờ, bọn Sa Ưng đã vào văn phòng của diễn đàn Đồng Thành Tú. Chỉ cần quản lý diễn đàn phát hiện tình huống khả nghi, là bọn họ có thể lập tức hành động.
Công ty nghỉ đến mùng 8 tháng giêng mới có thể chính thức đi làm, cho nên, mấy ngày nay quản tự luôn vội vã đến thăm bạn bè thân thích. Tình huống năm đó của quản tự cũng không kém, chỉ vì cha gã phạm vào một ít lỗi, nên gia cảnh lập tức suy sụp. Bạn bè, cấp dưới trước kia của cha gã đều trở mặt, giống như là chưa bao giờ quen bọn họ. Quản tự muốn bắt đầu một lần nữa ở Yến Kinh, chỉ có thể chính mình cố gắng, phải cúi đầu, phải nịnh nọt. Cũng may có sự hỗ trợ của một nhóm bạn, gần đây thu hoạch của gã cũng không tệ lắm. Quản tự đang ngồi ở ghế xa, uống trà, nhìn tiết mục tài chính và kinh tế hôm nay. Lăng Tiếu và chữ Toái Toái ngồi vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn liếc nhìn gã một cái, sau đó hai người bật ra tiếng cười như chuông bạc. Quản phụ còn vài năm nữa mới có thể từ trong ngục Tần Thành đi ra, quản mẫu thì xuất ngoại đi Singapore. Lăng Tiếu lo quản tự một mình ở trong nhà quạnh quẽ, nên mấy ngày Tết, cả ngày lôi kéo người bạn chữ Toái Toái của mình cùng tới bồi quản tự. Đúng lúc này, cửa biệt thự của nhà họ quản lại vang lên tiếng còi xe. Quản tự vẫn chưa đặt chén trà trong tay xuống, Lăng Tiếng đã từ trên ghế xa, nhảy xuống, nói, tôi đi mở cửa, nhất định là anh tôi tới. Nhìn cô gái thanh xuân xinh đẹp hớn hở chạy ra ngoài, trong lòng quản tự cũng không phải là không cảm động. Nhưng mà, người tới không phải Lăng Vẫn, mà là Lý Lệnh Tây. Mấy ngày Tết này, trên mặt Lý Lệnh Tây thêm không ít thịt. Xem ra, cuộc sống của gã đúng là ngày càng thoải mái. Gã đi vào phòng khách, đầu tiên chào hỏi chữ Toái Toái, thấy đối phương lộ vẻ xã giao cho có lệ, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Gã đi tới cạnh quản tự, cười tủm tỉm nói, quản thiếu gia, có một tin muốn báo cho anh. Vậy nhất định là tin tốt rồi phải không? Quản tự nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Lệnh Tây, nói. Với chúng ta mà nói thì là tin tốt, nhưng với người khác mà nói, thì có lẽ không phải là tin tốt gì. Lý Lệnh Tây vừa cười vừa nói. Anh trước tiên hãy xem phần tài liệu này đã. Nói xong, liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy đánh máy. Quản tự thấy tiêu đề, lông mày không khỏi nhíu lại. Đợi tới khi gã xem hết bài văn, hỏi, cái này chính là chỉ Tần gia sao? Tần gia của Tần Lạc, khuôn mặt Lý Lệnh Tây lộ vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Xem ra bọn họ có lẽ sắp xong đời. Gặp chuyện như vậy, xí nghiệp có thể tồn tại có thể có mấy nhà chứ? Bọn họ có phương pháp ứng phó không? Quản tự mặt không chút biểu tình hỏi. Nói là ngày mai mở cuộc họp báo. Lý Lệnh Tây liếc nhìn Lăng Tiếu và chữ Toái Toái nhận tờ giấy đánh máy kia từ trong tay quản tự. Hỏi, quản thiếu gia, chúng ta ở Yến Kinh nên bất động hay động? Chuyện ném đá xuống giếng chúng ta không làm được. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt này, chúng ta cũng nên tặng cho người bạn già của mình một chút lễ vật chứ. Quản tự hơi gật đầu, nói, anh đi an bài đi. Lăng Tiếu đọc xong bài văn, mở to hai mắt nói, quá kinh khủng. Không ngờ Tần Lạc lại là loại người này, thật là thất đức. Mình thấy hắn không phải loại người như thế. Chữ Toái Toái lắc đầu nói, có thể là bị người ta vu oan. Cậu xem nơi phát tin đi. Đồng Thành Tú, tin tức trên mạng phần lớn không thể tin. Lăng Tiếu có chút không vui, nói, Toái Toái, cậu đừng ngây thơ như vậy có được không? Cậu biết hắn mấy ngày, nói với hắn mấy câu. Cậu đã hiểu rõ về hắn sao? Chữ Toái Toái nhìn Lăng Tiếu, cười khẽ nói, ha ha, cậu không thể mang mắt kính có tiếng mà nhìn người được. Có một số người, cho dù liếc mắt nhìn, cậu cũng không thể biết hắn là ai. Có một số người, cũng chỉ cần liếc mắt một cái, cậu cũng có thể biết hắn không phải là loại người như vậy. Mình cảm thấy, hắn rất chính nghĩa, loại phẩm chất này bây giờ rất ít thấy ở trên người trẻ tuổi. Trời ạ, Toái Toái, cậu không phải là thích tên khốn kia đó chứ? Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Ha ha, cậu nói đến đâu vậy? Mình chỉ là nói ra suy nghĩ thật của mình thôi. Không thể vì tất cả mọi người mắng hắn thì mình cũng đi theo mắng hắn. Không đúng sao? Ai, biết người biết mặt không biết lòng. Cậu vẫn còn quá ngây thơ rồi. Lăng Tiếu nói, có điều, nhớ tới ngày đó ở cửa nhà hàng Khải Toàn Tần Lạc mắng mình một trận, trong lòng Lăng Tiếu cũng không khỏi có chút hoài nghi. Nam nhân như vậy, thật có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này sao? Chương 211, sự phản kích của chim hải âu. 2. Trương Nghi Y đang thoải mái nằm trên ghế xa, vì điều hòa trong phòng mở vừa đủ, cho nên nàng mặc áo ngủ lụa màu đen gợi cảm cũng không thấy lạnh. Chỉ là, lúc nàng nằm, bộ ngực căng tròn kia liền đập vào mắt Phương Cửu Cửu. Cúi đầu nhìn bộ ngực giờ mới bắt đầu trổ mã của mình, còn lâu mới nguy nga đồ sộ như mẹ, trong lòng cũng có chút rối rắm cùng buồn bực nho nhỏ. Mẹ đã là một bác gái trung niên,
còn cả ngày chạy đi tập aerobic với bảo dưỡng ngực làm gì? Mẹ vẫn định trải qua mùa xuân thứ hai đấy à? Vương Cửu Cửu vừa đắp dưa leo lên mặt Trương Nghi Y, vừa nói. Hi hi, mẹ không phải định trải qua mùa xuân thứ hai, mẹ là muốn phát cảnh xuân lần thứ hai. Trương Nghi Y vẻ mặt kiêu ngạo nói, còn cố ý nâng bộ ngực trước mặt con gái mình, làm cho nó càng thêm căng tròn. Ai là bác gái chứ? Mẹ ngoại trừ là mẹ con, còn chỗ nào dính dáng tới từ mẹ chứ? Vương Cửu Cửu, mẹ nói cho con biết đừng tùy tiện vu tội. Nếu không, năm nay con tiếp tục ngồi xe buýt đi học đi. Hủy bỏ kế hoạch mua xe. Vương Cửu Cửu làm sao chịu, nàng còn định lái xe chở Tần Lạc đi hóng gió mà. Chạy xe tới chỗ vắng vẻ yên tĩnh rồi ở chỗ cảnh đẹp hữu tình, nếu Tần Lạc động tay động chân, thì cũng lửng lơ con cá vàng mà mặc hắn làm bậy một lần, đến khi đó quan hệ chẳng phải đã định rồi sao? Không nỡ bỏ con sao bắt được sói? Không nỡ bỏ thân thể sao bắt được sắc lang? Lại nói, học kỳ tới nàng còn phải phụ trách công việc quỹ từ thiện. Không có xe đi làm sao tiện? Mặc dù Tần Lạc cũng từng nói dùng tiền quỹ cho nàng mua xe, nhưng nàng thấy số tiền kia bây giờ còn có cách dùng khác. Không nên tiêu bậy. Con gái khi yêu, cùi trỏ đều lộ ra ngoài. Mẹ, người ta chỉ là nói sự thật thôi mà, mẹ càng lộ vẻ trẻ trung xinh đẹp, con đi ra ngoài nói người phụ nữ kia là mẹ tôi, cũng chẳng còn mặt mũi, đúng không? Vương Cửu Cửu ôm cổ Trương Nghi Y, vẻ mặt nịnh nọt nói. Đúng ha, Trương Nghi Y cao hứng liên tục gật đầu. Hay là mẹ mua cho con xe Ferrari? Mẹ thấy Beetle không tốt, nghe người ta nói cái gì mà xe bà hai? Nghe tiếng thật không tốt. Xe thể thao đắt lắm. Ba con không đồng ý thì sao? Vương Cửu Cửu nói, ba sớm đã định mức giá mua xe cao nhất rồi. Con đi học mà sao rốt thế? Quyền kinh tế trong nhà là do mẹ nắm giữ, liên quan gì tới ba con chứ? Trương Nghi Y nói, với lại, mẹ là vợ lão, con là con gái của lão. Chúng ta cho dù có mua xe thể thao thì lão cũng làm sao đập chết chúng ta được chứ? Vương Cửu Cửu liền lộ vẻ cười gian. Nói, được rồi. Con nghe lời mẹ, mẹ nói thế nào thì là thế đó. Lúc nói chuyện thì điện thoại đặt trên ghế xa, của Vương Cửu Cửu vang lên. Vương Cửu Cửu dừng công việc, chạy tới tiếp điện thoại, cười nói, Tiểu Hoa, có phải lại muốn ra ngoài dạo phố không? Hôm qua đã đi tới trưa, chân mình cũng sưng rộp lên rồi này. Hôm nay không đi được. Cửu Cửu, cậu có xem tin tức hay không vậy? Tiểu Hoa cũng không nói giỡn với Vương Cửu Cửu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tin gì? Vương Cửu Cửu hỏi. Tin về thầy Tần, bây giờ cậu mở máy tính ra đi, mình cho cậu biết link. Tiểu Hoa nói. Ừ, Vương Cửu Cửu lập tức chạy đến bên bàn trà, mở máy tính mới sử dụng ở trên bàn, nói, giờ nói cho mình biết link đi. Thật ra cũng không cần đưa link, cậu chỉ cần tìm mấy chữ là Trung Y Thế Gia hay là Độc Dược Thế Gia là có thể thấy. Có rất nhiều tin liên quan, trên đó còn hiện tên thầy Tần nữa. Mình nghi chuyện này có liên quan tới thầy Tần. Vương Cửu Cửu dựa theo lời Tiểu Hoa nói, sau khi gõ mấy chữ này, quả nhiên xuất hiện rất nhiều tin liên quan. Vương Cửu Cửu càng xem càng kinh hãi, nói, được rồi, Tiểu Hoa, không nói với cậu nữa, mình gọi điện hỏi thầy Tần tình huống một chút đây. Ừ, có tin gì thì thông báo một tiếng nha, mọi người đang rất lo cho thầy Tần. Tiểu Hoa nói xong, liền cúp điện thoại. Vương Cửu Cửu suy nghĩ một chút, rồi bấm số điện thoại của Tần Lạc. Điện thoại vừa được bắt. Vương Cửu Cửu liền hỏi gấp, thầy Tần, tin trên mạng có phải thật không vậy? Tần Lạc không ngờ Vương Cửu Cửu nhanh như vậy đã gọi điện thoại tới hỏi, cười nói, quả thật là có tin này, nhưng sự thực trong tin này cũng không phải là thật. Em đương nhiên biết tin này không phải là thật rồi, thầy là hạng người gì bọn em còn không rõ sao, thầy Tần sao có thể làm ra chuyện này chứ? Vương Cửu Cửu tức giận nói, nhất định là tên khốn kiếp nào đó cố ý hãm hại thầy rồi. Thầy Tần, thầy yên tâm. Em sẽ không để thầy bị oan. Em cứ ăn Tết cho tốt đi. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Tần Lạc cười. Không được, em muốn giúp thầy. Em không cho phép thầy bị người ta vu oan. Vì như vậy em sẽ rất tức giận, vô cùng tức giận. Vương Cửu Cửu nói. Cúp điện thoại, nàng chạy đến trước mặt Trương Nghi Y, nói, mẹ không phải có một người bạn ở Tổng cục tin tức sao? Thì sao? Trương Nghi Y ngửa mặt lên hỏi. Có phải con rể mẹ đã xảy ra chuyện gì không? Vương Cửu Cửu kể chuyện đã trải qua, Trương Nghi Y cũng cực kỳ tức giận. Nói, nực cười, dám khi dễ nam nhân con mẹ và mẹ đều thích. Thật là không muốn sống rồi mà, con nhanh giúp mẹ đắp dưa leo xong để mẹ gọi điện cho bạn mẹ. Vương Cửu Cửu lấy mấy miếng dưa leo trên mặt Trương Nghi Y xuống,
nói, mẹ gọi điện thoại trước đã. Nói chuyện xong con lại đáp lại cho mẹ. Đáp bây giờ. Gọi điện trước. Con không phải nói cái gì cũng nghe lời mẹ sao. Ngoại trừ chuyện này. Mã Duyệt đứng ở một bên im lặng, thỉnh thoảng nhìn lén sắc mặt tiểu thư. Thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả, trong lòng cũng thầm thấy kỳ lạ. Tổng cộng có bao nhiêu nhà truyền thông Inter tham gia đưa tin này? Văn nhân Mục Nguyệt đặt tư liệu trong tay lên bàn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng hỏi. 172 nhà. Mã Duyệt giống một cái máy tính, lập tức đưa ra đáp án. Công việc như vậy có một nhóm đoàn thể phụ trách, chỉ có thể làm kỹ chuyện một chút, mới có thể lúc văn nhân Mục Nguyệt đưa ra vấn đề, nàng có thể nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác. Truyền thông Inter lớn nhất tổng cộng có mấy nhà? Tổng cộng có 7 nhà. Đi tìm 4 nhà truyền thông có thể hợp tác hiệp đàm, dẫn hướng gió của dư luận qua đây. Vâng, Mã Duyệt hồi đáp. Văn nhân Mục Nguyệt dừng một chút, giống như vô ý mà nói, nếu không được, hãy thu mua đi. Mã Duyệt sửng sốt, khuyên nhủ, tiểu thư, chuyện này không hợp với lợi ích của chúng ta. Hơn nữa, mấy công ty này đều là công ty đưa ra thị trường, thực lực rất mạnh mẽ, chúng ta chưa trải qua điều tra nghiên cứu và đặt bố cục trước, nếu tự tiện thu mua, có thể sẽ làm nhiều công ít. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu nhìn cấp dưới trung thành và tận tâm, có can đảm đưa lên đề nghị khác của mình, lên tiếng nói, Mã Duyệt, cô có nghĩ tới việc bản thân nên làm khác một lần không? Bản thân làm khác, Mã Duyệt có chút mê hoặc, mặc dù nàng đã quen với những vấn đề quái dị của cấp trên, nhưng, chuyện hôm nay thật sự khiến nàng không cách gì trả lời. Đi biển lặn một lần, đi quán bar nhảy điên cuồng một lần, đi rạp chiếu phim xem phim tình cảm một lần, tay trong tay với một người đàn ông đi trên đường. Những thứ này chúng ta thường xuyên nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ thử qua. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt mở to mắt nhìn về phía văn nhân Mục Nguyệt, có chút không thể tin được là những lời này lại từ miệng nàng nói ra. Chuyện này quá lạ lùng phải không? Nếu tiểu thư thật sự mặc bikini ra bãi biển, vậy sẽ xuất hiện cảnh chấn động thế nào chứ? Sợ là đàn ông toàn yến kinh sẽ chạy vội đi xem ấy chứ? Ở quán ba nhảy sexy một lần, tay trong tay với người đàn ông mà mình thích đi trên đường. Chẳng lẽ muốn đến tận thế sao? Bị Mã Duyệt nhìn chằm chằm như vậy, văn nhân Mục Nguyệt cũng có chút hơi không được tự nhiên. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới mấy chuyện này. Ánh mắt văn nhân Mục Nguyệt chuyển đến chỗ khác, nói. Nàng chỉ muốn nói cho Mã Duyệt hiểu, có một số chuyện, sẽ không bởi vì không hợp mà buông bỏ. Có đôi khi, con người cũng có thể điên cuồng một lần, chứ không phải là một người máy không hiểu nhân tình thế sự. Mình, chẳng lẽ thật sự là người máy sao? Tiểu thư, bọn tôi xác định phải làm vậy sao? Nếu thu mua, có thể cần rất nhiều tài chính. Mã Duyệt khẳng định nói. Mấy năm trước Bộ Phát triển đưa tới đây một phần báo cáo, trong báo cáo có nói qua tiền cảnh thị trường Inter. Lúc ấy, tôi cảm thấy thị trường Inter vẫn chưa đủ chín muồi, nên vẫn luôn không quyết định tiến vào. Bây giờ, là thời cơ để chúng ta tiến vào ngành Inter. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vâng, tiểu thư, tôi biết phải làm thế nào. Mã Duyệt nói, tôi sẽ bảo Bộ Tài chính Quốc tế bắt tay từ cổ phiếu thị trường. Giai đoạn đầu, chúng ta sẽ thành cổ đông lớn nhất của bọn họ. Đợi sau khi Mã Duyệt rời đi, văn nhân Mục Nguyệt kéo ngăn kéo ra, lấy một dao gọt trái cây sáng loáng. Thân dao sáng ngời trơn bóng, có thể phản chiếu một bên mặt xinh đẹp tuyệt luân của văn nhân Mục Nguyệt. Coi như đây là quà mừng năm mới tặng cho anh đi. Văn nhân Mục Nguyệt thì thầm. Lệ Khuynh Thành cũng không xem phần tư liệu do bí thư đưa tới kia, nàng hiểu rất rõ thủ đoạn ngươi lừa tôi gạt, đấu đá nhau trên thị trường. Chuyện như vậy, nàng thấy rất nhiều. Nếu để nàng xử lý, nàng có lòng tin có thể làm tốt. Chẳng qua, người bị hại lúc này là người mình quan tâm mà thôi. Cầm di động để trên bàn lên, vốn định gọi điện hỏi thăm một chút, nhưng sau một phen do dự, lại đặt điện thoại xuống. Tôi tin, anh nhất định có thể xử lý tốt, trong lòng Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ. Tần Lạc lại vừa cúp một cuộc điện thoại do một người bạn quan tâm gọi tới, sau đó vội gập điện thoại. Chuyện bên này đã truyền khắp Yến Kinh, tất cả những người quen hắn đều gọi điện tới an ủi hoặc quan tâm sự tiến triển của sự việc. Sư phụ hắn thậm chí còn định bảo Vương Dưỡng Tâm qua giúp. Còn mấy phút nữa là tới thời gian tiếp phóng viên, hắn cũng chẳng muốn nghĩ tới lúc bản thân mình ngồi trên bục trả lời vấn đề phóng viên, điện thoại trong túi áo vẫn luôn vang lên không ngừng. Tần Minh bước nhanh vào, nói, Tần Lạc, phóng viên truyền thông đã tới đủ. Họp báo có phải là đã có thể bắt đầu không? Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài.
Tần Lạc từ trên ghế xa, đứng lên nói. Chương 212, sự phản kích của chim Hải Âu. 3. Chỗ nào vắng đi nữa thì bệnh viện cũng sẽ không vắng. Người nào khổ đi nữa thì giáo viên cũng sẽ không khổ. Hôm nay là Tết đầu tháng 3, nhưng bệnh viện vẫn đông như chảy hội. Bệnh viện Ái Khang mặc dù là bệnh viện tư nhân, sinh ý không nhiều bằng các bệnh viện công lập, nhưng người xem bệnh cũng vào liên tục không dứt, giống như mãi mãi không ngừng. Ngoại trừ bác sĩ và bệnh nhân, còn có một đám người đặc biệt khác tới bệnh viện Ái Khang. Bọn họ đều là các phóng viên truyền thông các nơi được Hạ Dương gọi điện mời tới. Chỉ mới gần một ngày mà sự kiện ngộ độc thức ăn đã gây sự chú ý rộng khắp trên internet. Một phe nhục mạ công kích, mắng xí nghiệp vô lương. Một phe khác lại nghi ngờ chuyện có ẩn tình khác, nghi là đối thủ cạnh tranh cố ý bôi nhọ. Đầu năm nay, giải trí cũng dính tới tiền bạc, cho dù vật lộn với vợ mình trên giường một phen, cũng cần phải bỏ tiền mua áo mưa. Vì vậy, nhóm học giả chuyên gia của chúng ta trước khi chưa đưa ra đề nghị thu phí mắng chửi với chính phủ, mọi người sẽ rất nhiệt tình mà tốn nước bọt. Người hai phe ủng hộ và phản đối mắng đến túi bụi. Tin tức buổi họp báo được cử hành ở phòng hội nghị ở lầu 1 của bệnh viện, Tần Lạc dẫn theo Tần Minh và Cam Vân, Thái Lâm chờ đoàn người đi tới, bàn phía dưới phòng hội nghị đã chật kín người. Tần Lạc trước tiên nhìn qua danh sách truyền thông được mời tới, bởi vì thời gian cấp bách, đại bộ phận Hạ Dương mời tới đều là truyền thông bản địa. Chỉ cần là truyền thông của Dương Thành và Nam Phương thì cơ hồ không một nhà nào vắng mặt. Chỉ có từ chuyện này, mới đủ để thấy Hạ Dương bối cảnh cường hãn có tâm bảo vệ Tần gia tha thiết thế nào. Còn có mấy nhà truyền thông có ảnh hưởng lớn với Yến Kinh và khu vực khác, nhưng số lượng rất ít. Có điều, phóng viên tới đều tương đối có danh tiếng, văn do bọn họ viết ra, càng có độ tin tưởng cao của công chúng. Bên góc trái còn dựng máy quay, xem ra có đài truyền hình chuẩn bị có một người tới quay trực tiếp. Đương nhiên, đây cũng là do được Tần Lạc cho phép. Không có chuyện gì là không thể xảy ra, từ sau khi Tần Lạc biết rõ chuyện này, liền chưa từng có ý định trốn tránh trách nhiệm. Bất cứ người nào của Tần gia đều không có ngày Tết, vì danh dự của mình hoàn toàn gác chuyện này sang một bên. Tần gia không thiếu tiền, nếu bọn họ muốn, bọn họ có thể tìm ra một hoặc mười mấy kẻ chết thế. Nhưng nếu bọn họ làm vậy, thì sẽ không có trăm năm trung y thế gia như bây giờ. Tần lão gia tử cũng sẽ là một người áo vải, không có danh vọng khiến người ta kính ngưỡng như thế. Những phóng viên kia nhanh tay lẹ mắt, thấy Tần Lạc xuất hiện, lập tức giơ camera trong tay hướng về phía bục chụp lia lịa. Trong nhất thời ánh đèn flash chớp tắt làm người ta lóa mắt. Tần Lạc chắp chắp tay hướng xuống dưới bục, sau đó trực tiếp ngồi xuống giữa bản chủ tịch. Cam Vân và bọn Tần Minh phân ngồi ở hai bên hắn. Hạ Dương bởi vì là nhân vật công chúng, không tiện ra mặt. Cho nên, liền núp ở văn phòng không đi ra. Tần Lạc mỉm cười nhìn toàn trường, sau đó cầm microphone nói, hai ngày trước sau khi tiếp xúc với hai phóng viên, tôi cố ý lên mạng tra thử một chút về tố dưỡng của nghề phóng viên thì thấy một câu nói của Châu Thao Phấn lão tiên sinh rất được lòng tôi. Phú quý không động lòng, nghèo hèn không thay đổi, uy vũ không khuất phục, như thế mới có thể trở thành một phóng viên hợp cách. Dân chúng cần chân tướng, chúng ta cũng vui lòng nói cho dân chúng chân tướng. Cho nên, hôm nay, các bạn phóng viên đang ngồi đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy, không nói lời giả dối. Đợi Tần Lạc nói lời mở màn xong, Tần Minh nhận lấy microphone, sau khi hắn giọng một cái, lên tiếng nói, bây giờ, mọi người có thể vấn đề. Tần tiên sinh, sự kiện ngộ độc thức ăn của xí nghiệp thân tâm có phải là thật không? Một nữ phóng viên dẫn đầu đứng lên hỏi. Tần Lạc lúc này mới nhận ra, phóng viên đứng lên không ngờ là Từ Ảnh. Nàng ngàn dặm xa xôi từ Yến Kinh bay tới, nhất định là muốn giúp Tần Lạc làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Tần Lạc nhẹ gật đầu với nàng, đối phương thản nhiên cười. Biểu lộ của hai người khó có thể nhìn thấy, cũng không khiến người khác hoài nghi. Vâng, chuyện này chính xác 100%. Hơn nữa, bây giờ bệnh nhân đang tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện Ái Khang. Tần Lạc thẳng thắn nói. Xôn xao. Một hòn đá dậy ngàn lớp sóng. Toàn trường ồ lên. Bọn họ vẫn cho là, Tần gia vào lúc này mở họp báo, chính là muốn phủ nhận, phủi sạch quan hệ với chuyện này. Còn bọn họ được Hạ Dương gọi điện cứ tưởng là phải giúp Tần gia che lấp. Không ngờ, hắn lại đưa ra một đáp án hoàn toàn trái ngược. Mọi người bị đáp án này chấn kinh, sau đó lại bắt đầu châu đầu ghé tai, thảo luận sôi nổi. Từ Ảnh hơi nhíu mày, hiển nhiên với câu trả lời của Tần Lạc rất không hài lòng. Nàng có chút không hiểu, lần này Tần gia ra bài gì đây? Phải biết rằng,
ngành sản xuất thực phẩm cũng giống ngành sản xuất dược phẩm đều ảnh hưởng tới sức khỏe con người, cũng là ngành được người ta coi trọng nhất. Một khi xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ bị người ta nhấn xuống 18 tầng địa ngục. Người khác đều đang cực lực chối bỏ trách nhiệm, còn bọn họ thì lại ngược lại, chủ động mở họp báo thẳng thắn thừa nhận sự kiện này với người ta. Tần tiên sinh, tình huống bệnh nhân bây giờ sao rồi? Có thương vong không? Bọn họ khôi phục rất tốt, ít nhất, sau khi vào bệnh viện Ái Khang, không có tình huống của bất cứ người bệnh chuyển biến xấu nữa. Sự kiện lần này không có ca nào thương vong, tôi lấy danh dự của Dược Vương Thế Gia bảo đảm chuyện này. Tần tiên sinh, Dược Vương Thế Gia Tần Gia và xí nghiệp thân tâm có quan hệ gì? Vì sao bệnh viện Ái Khanh phải chứa những người bệnh này? Nhân vật của Tần Gia có trong sự việc này là ai? Một nam phóng viên đeo kính đứng lên hỏi. Vấn đề này để tôi trả lời đi. Giọng nói của một cô gái từ cửa truyền vào. Mọi người quay đầy nhìn lại, thấy một người phụ nữ mặc đồ đen dắt một cô bé gái xinh xắn đi tới. Người phụ nữ dung mạo đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, đi giày cao gót màu đen, lộ đùi đẹp thon dài. Ý vị thành thục cùng với phong phạm tự tin của nữ thương nghiệp trên người, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tần Lạc và Tần Minh vội đứng lên nghênh đón, Tần Lạc bế Bối Bối vào lòng, nói với Tần Lam, cô, sao cô lại tới đây? Chuyện này cháu sẽ xử lý tốt, cô mau về đi. Tần Lam lắc đầu, nói, cô cũng là người của Tần gia. Chuyện này vì cô mà ra, cô sao có thể núp ở trong nhà giả bộ không biết gì cả chứ? Nhưng cô dẫn Bối Bối tới làm gì? Tần Lạc đau lòng mà nhìn Bối Bối, nói với vẻ không vui. Cô bé còn nhỏ thế này, sao có thể để cô bé tới xem chuyện xấu xa đen tối như vậy được chứ? Nó mới 4 tuổi, luôn không biết ba ruột của nó là ai. Bây giờ, nếu ở đây, cô nói cho Bối Bối ba của nó là dạng người gì thì nó sau này sẽ không cần nghĩ tới người vốn không nên tồn tại kia. Tần Lam nhìn Bối Bối, trầm giọng nói. Vì vậy, từ trong tay Tần Lạc đón lấy Bối Bối. Sau đó đi thẳng lên bục chủ tịch ngồi xuống. Chào mọi người, tôi là Tần Lam, là con gái của Tần Tranh, cũng là cô của Tần Lạc. Đây là con gái Bối Bối của tôi. Vấn đề vị phóng viên hỏi, hãy để tôi trả lời đi. Vì không có ai rõ chân tướng sự việc hơn tôi. Chuyện này không liên quan gì tới Tần gia. Nếu nói có quan hệ, chỉ là vì giống như lời tôi nói vừa nãy. Tôi là con gái Tần Tranh, cô của Tần Lạc. Xí nghiệp thân tâm là tôi cùng chồng trước Lý Quốc Tân của tôi một tay lập ra, là một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất thực phẩm và bảo kiện phẩm. Bảo kiện phẩm vật phẩm bảo vệ sức khỏe của hôn tâm ở thời điểm nghiên cứu và phát triển thì đúng lúc tôi mang thai. Vì vậy, chuyện công ty liền giao hoàn toàn cho chồng trước xử lý. Lúc tôi sắp sinh, người đã nằm trên bàn mổ, thì hắn cầm mấy tờ tài liệu để tôi ký tên, tôi còn hắn là người thân thiết nhất trên thế giới này của tôi. Giữa vợ chồng. Còn có chuyện gì là không thể tín nhiệm chứ? Tần Lam hướng về phía camera cười khổ, đàn bà luôn sau khi bị tổn thương mới hiểu được chân tướng. Mỗi lần tăng một chút kiến thức, đều phải trả một cái giá lớn đến độ thắt ruột quặn gan. Vào ngày thứ ba sau khi sinh Bối Bối, tôi mới biết trong lúc tôi mang thai, tình cảm của chồng trước đã sớm chuyển đến nơi khác. Tôi đưa xí nghiệp thân tâm cho gã, chỉ đem Bối Bối đi. Vốn chuyện đến đây là chấm dứt, tôi sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với hắn. Nhưng không ngờ mấy ngày trước hắn lại tới tìm tôi, còn cho tôi xem những ảnh chụp bệnh hoạn kia. Tôi là mấy ngày trước biết chuyện này, Tần Lạc biết cùng ngày với tôi, còn cha tôi, người là đến hôm nay mới biết. Vào buổi tối hôm đó, Tần Lạc sau khi biết liền thu thập tất cả tư liệu và địa chỉ gia đình của bệnh nhân, vừa sáng sớm hôm sau đã lên đường tới từng nhà của mỗi bệnh nhân. Sau khi khơi thông cho họ, bảo họ đưa đến bệnh viện Ái Khang tiến hành chữa trị để bình phục. Bọn họ vốn có thể không đếm xỉa gì đến, nhưng vì bọn họ là người thân của tôi, vì bọn họ vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất thì giúp đỡ tôi. Cho nên, bọn họ cũng thành đối tượng bị người ta công kích. Tôi không phải người con tốt, cũng không phải người cô tốt. Nhưng mà, tôi là đời sau của Dược Vương Thế Gia. Chuyện này là vì tôi mà ra, nếu có trách nhiệm gì, tôi nguyện ý gánh một mình. Bối Bối từ trên ghế đứng lên, bỏ tới bàn cầm microphone Tần Lam vừa mới dùng. Hướng về phía dưới bục nói, con cũng phải cùng gánh vác với mẹ. Bởi vì lời nói kia của Tần Lam, vốn bầu không khí có chút nặng nề. Nhưng thấy Bối Bối đứng ra nói ngọng nói nghịu như vậy, một đứa nhỏ 3 tuổi nói cùng gánh trách nhiệm với mẹ mình. Phóng viên dưới bục cũng nở nụ cười, cả những quần chúng đặc biệt tới xem cũng vui vẻ hẳn lên. Không cho cười, lời con nói là sự thật mà. Bối Bối trừng mắt tức giận nói, những người này thật đáng ghét,
còn tưởng người ta là đứa nhỏ 2-3 tuổi chứ. Không nói không sao, vừa nói thì mọi người càng cười nghiêng ngả. Tần Lam ngược lại vì sự nhu thuận hiểu chuyện của bối bối mà trong lòng chua xót, vành mắt đỏ lên, ôm bối bối vào lòng, không ngừng hôn lên trán cô bé. Lớp sóng gió này chưa dứt thì lớp khác đã nổi lên. Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Bọn họ đang định phá sự ngăn cản của nhân viên làm việc tiến vào phòng hội nghị. Để tôi vào, vì sao không để chúng tôi vào? Buông ra, tôi muốn gặp những phóng viên kia. Phóng viên đâu? Chúng tôi muốn phóng viên phỏng vấn chúng tôi. Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi muốn nói sự thật. Chương 213, nhân tâm tiếp xúc dân tâm. Một đám người ồn ào như vậy khiến tất cả mọi người trong phòng hội nghị cũng bị kinh động. Ánh mắt mọi người đều chuyển ra ngoài cửa, ngay cả ống kính máy quay cũng chuyển đến hướng phát sinh sự cố. Để bọn họ vào đi, chúng tôi muốn nghe bệnh nhân nói chuyện. Những dân chúng kia vốn không ưa Tần gia, cố ý chạy tới xem cùng với một số kẻ âm mưu không có ý tốt lên tiếng. Đúng đấy, người Tần gia các người tự nói thì dù có nghe cũng vô dụng. Chúng tôi muốn nghe người nhà bệnh nhanh nói. Đả đảo xí nghiệp vô lương, nợ máu phải trả bằng máu. Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi có thể để bệnh nhân và người nhà của họ vào nói vài câu không? Tất cả mọi người rất quan tâm đến bọn họ. Tôi thấy, bọn họ mới là diễn viên chính trong sự cố lần này. Lời của bọn họ cũng càng có thể gây sự tín nhiệm và đồng cảm của công chúng hơn. Một nữ phóng viên đeo một camera trên cổ đứng lên nói. Tần Lạc quay đầu nhìn Lý Minh Cường xông lên đầu tiên xem ra có thoáng có chút nhăn nhó, nói. Thật ra, vốn chúng tôi ở phía sau có an bài ghế hạng nhất, sau khi kết thúc buổi họp báo, các người có thể đi vào phòng bệnh tự do phỏng vấn bệnh nhân. Nhưng bây giờ xem ra, quy trình cuối này phải làm sớm rồi. Tần Lạc nói với bảo vệ ở cửa, mời bệnh nhân và người nhà của họ vào đi. Các nhân viên an ninh đã sớm biết nam nhân thoạt nhìn yếu ớt này chính là con viện trưởng, tất nhiên là sẽ tuân lệnh làm việc. Cửa thủy tinh của phòng hội nghị mở ra. Nhóm bệnh nhân dưới sự dìu đỡ của người nhà như ong vỡ tổ ùa vào. Lý Minh Cường là người xông tới đầu tiên, đi nhanh lên bục, giận dữ chỉ vào những phóng viên kia mắng, lúc nên báo thì các người không báo, lúc không báo thì các người lại báo bậy. Tần gia là ân nhân của bọn tôi, Tần Lạc đã nhiều lần cứu mạng con gái tôi. Không có hắn, con gái tôi đã sớm chết, các người rốt cuộc muốn làm gì? Các người nếu muốn mang Tần Lạc đi, trước tiên phải dẫm lên xác tôi lão già này. Trương đại gia đã hơn 60 tuổi xem nghề những phóng viên này giống như cảnh sát, cho là bọn họ cũng có thể bắt Tần Lạc đi. Những phóng viên kia hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chuyện hôm nay thật quá kỳ lạ. Trước kia, lúc bọn họ phỏng vấn, người bị hại phường mắng những xí nghiệp vô lương kia như máu chó xối đầu, ước gì được xông lên cắn mấy miếng thịt uống mấy ngụm máu lớn mới trong lòng mới có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay người bệnh lại chủ động chạy tới bảo vệ nguy hại người của bọn họ. Thật sự là mới thấy lần đầu, mới nghe lần đầu. Tần Lạc đứng lên, đặt Lý San San từ trên lưng Trần Bình lên ghế, lại bảo người đưa tới một cái ghế dựa cho những người bệnh thân thể suy nhược kia, rồi mới nói với đông đảo phóng viên dưới bục, những người bệnh này đều là người trong án ngộ độc thực phẩm thân tâm lần này, mọi người có thể tự phỏng vấn. Vì tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ tạm thời lui ra. Nói xong, hắn đi thuốc ở đằng trước, người Tần gia toàn bộ đi theo phía sau hắn rời khỏi phòng. Một người cũng không ở lại. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn giao quyền tự chủ của buổi họp báo cho những phóng viên và người bệnh này. Phóng viên muốn hỏi gì thì hỏi cái đó, người bệnh muốn trả lời thế nào thì trả lời thế đó. Bọn họ không có chút ý định muốn che giấu, càng không giống như những xí nghiệp khác, vào lúc phóng viên phỏng vấn, nhất định phải tìm người ở cạnh giám sát. Điều này không thể hỏi, điều kia không thể đáp, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tránh nặng tìm nhẹ. Chẳng lẽ Tần gia thật sự bình thản như thế? Tự ảnh đứng lên, lớn tiếng nói, nếu người ta đã tín nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể phụ một phen tâm ý của người ta. Mọi người có nghi vấn gì, cứ hỏi một lượt đi. Nếu Dược Vương Thế gia thật sự là nhân vật ám muội trong án ngộ độc thực phẩm, chúng ta cần dùng ngòi bút làm vũ khí, vì người bị hại mà minh oan. Nếu Tần gia làm việc quang minh, là bị người khác cố ý bôi nhọ, chúng ta cũng nên công bố chân tướng sự việc cho dân chúng biết. Đòi công bằng cho Tần gia. Chúng phóng viên thấy lời này có lý, nguyên một đám cầm bát cơm của mình xúm lại. Những người bệnh và người nhà của họ đều bị bọn họ phân ra mà vây lại, định dùng tuyệt kỹ riêng của mình để moi một chút tin bí mật người ngoài không thể biết. Bởi vì biểu hiện quá rộng lượng của Tần gia,
cho nên khiến không ít phóng viên cảm thấy trong chuyện này rất có vấn đề. Không phải là không có người muốn ở trong đó tìm ra một ít bằng chứng bọn bác sĩ cấu kết diễn trò. Vì vậy, tất cả các góc trong phòng hội nghị, phóng viên và bệnh nhân đang đấu trí đấu dũng. Bà ơi, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu nhìn không ra sao? Chuyện này, ha ha, cháu không hỏi vấn đề này nữa. Bà ơi, bây giờ người bà sao rồi, có thấy chỗ nào không thoải mái không? Không thoải mái thì tôi chạy tới nói chuyện với cậu à? Bà ơi, bà không nên hiểu lầm, cháu không phải là người xấu. Cháu là phóng viên, chúng cháu là tới giúp các người tra rõ chân tướng sự việc. Chúng cháu không đổ oan người tốt, cũng không bỏ qua cho người xấu. Cậu bớt lừa tôi đi, lão già nhà chúng tôi nói, không thể nói lung tung hại Tiểu Tần. Với lại, phóng viên đều là người tốt sao? Cậu lấy cái gì chứng minh cậu là người tốt chứ? Người khiến kẻ khác chú ý nhất chính là bệnh nhân Lý San San, nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, đầu chọc lóc, xem ra là người bị ngộ độc thức ăn nghiêm trọng nhất. Phóng viên xúm lại trước mặt nàng cũng nhiều nhất, tất cả mọi người đều muốn từ trong miệng nàng đào một ít bí mật. Cô bé, tóc của cô đâu rồi? Là cạo, hay là do tự dụng thành như bây giờ? Tự dụng, Lý San San trả lời. Là do ăn bảo kiện phẩm thân tâm mới bắt đầu dụng sao? Các phóng viên kích động, theo sát không tha. Vâng, Lý San San lại gật đầu. Vậy, cô có hận những thương gia chế tạo thực phẩm có độc không? Có phóng viên hỏi. Lý San San nhẹ gật đầu, nói, chúng tôi đều hận bọn họ. Vậy cô vừa rồi lúc đi vào, sao còn nói giúp cho họ chứ? Lý San San nổi giận, nói, tôi là nói thay cho anh Tần Lạc. Anh Tần Lạc không phải là người xấu. Lý Minh Cường ở bên cạnh bổ sung nói, tôi biết các người muốn nghe điều gì. Nhưng nếu chúng tôi nói một câu Tần gia không tốt thì chúng tôi cũng không phải là người. Kết quả phỏng vấn vẫn kinh người như thế, mỗi người bệnh đối với xí nghiệp sản xuất thực phẩm chất lượng kém đều thống hận và chán ghét. Nhưng mỗi khi phóng viên dẫn chủ đề tới Tần gia, bọn họ đều lộ ý bảo vệ đối với Tần gia giống như một loại tín ngưỡng tôn giáo vậy. Có một phóng viên cố ý nói Tần gia không tốt, định tranh thủ đồng cảm của người bệnh, đào một ít tin từ trong miệng bệnh nhân, người bệnh được gã phỏng vấn thiếu chút nữa đã cầm nạn đánh gã. Điều này khiến trong lòng tất cả phóng viên đều đọng lại một thắc mắc. Tần gia rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến những bệnh nhân này bảo vệ họ như vậy? Cưỡng bức, đe dọa, hay là dụ dỗ? Lý Minh Cường trước kia làm thầy dạy ngữ văn nhiều năm, trong số bạn bè cũng có người làm nghề phóng viên này. Gã biết rõ những phóng viên này đang thắc mắc chuyện gì. Chưa được sự đồng ý của người khác, gã đã tự mình ngồi xuống chỗ chủ tịch trên bục, cầm microphone, nói với phóng viên dưới bục, người thân của tôi bệnh thành như vậy, chúng tôi có thể không tức giận sao? Bây giờ tôi có thể nói cho các người biết, chúng tôi rất tức giận. Mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện, cầu cho những xí nghiệp vô lương kia đáy quần bị thủng. Các người nhất định cảm thấy kỳ lạ, những người nhà của bệnh nhân như chúng tôi sao lại bảo vệ Tần gia, bảo vệ Tần Lạc như vậy? Bây giờ tôi nói hết các ưu đãi của Tần gia với chúng tôi, các người nghe xong, sẽ hiểu tâm tình chúng tôi lúc này. Tôi nhìn thấy Tần Lạc vào 27 tháng chạp, tôi từ ngoài trở về, vừa vào cửa, liền thấy một đám người xa lạ trong phòng, còn có một anh chàng trẻ tuổi đang đứng xem bệnh cho con gái tôi. Sau đó, hắn liền nói thẳng cho tôi biết, tình huống con gái tôi rất xấu, cần phải phẫu thuật chữa trị sớm. Còn hỏi tôi là bây giờ đi cùng hắn, hay là để ở nhà hết Tết âm lịch hắn phái xe tới đón. Lòng tôi đau xót vì bệnh của con gái, còn có tâm tư nào mừng năm mới. Vì vậy, chúng tôi trong ngày đó vào xe do bọn họ đưa tới chạy đến bệnh viện Ái Khang. Bệnh viện Ái Khang cũng đã sớm chuẩn bị, mỗi một bệnh nhân đều có một phòng bệnh riêng. Điều kiện bên trong rất tốt, có phòng bếp và phòng vệ sinh riêng, còn chuẩn bị chỗ ngủ cho những người nhà chúng tôi. Nghe nói trước kia mấy chỗ này đều là cho những kẻ có tiền ở. Sau đó, chuyên gia trong bệnh viện lập tức chạy tới làm các loại kiểm tra đo lường cho con gái tôi. Bận rộn cả buổi chiều, chúng tôi làm hơn mười mấy mục kiểm tra. Những bác sĩ và y tá kia thái độ với chúng tôi cũng vô cùng tốt, không giống bệnh viện tán tận lương tâm mà trước kia Lý Quốc Dân dẫn bọn tôi đi. Bọn họ luôn cố gắng cứu người thân của chúng tôi, tổ chuyên gia thành lập hơn 30 năm của bệnh viện còn ghé vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Tôi vì sao biết à? Vì những bác sĩ kia cùng ăn cơm tất niên với chúng tôi. Bọn họ vô cùng chiếu cố những người nhà bệnh nhân như chúng tôi, chỉ cần là chúng tôi cần thì bọn họ đều nghĩ cho chúng tôi. Nói thật, cho dù là tôi đối với mẹ tôi, cũng không chăm sóc chu đáo đến vậy. Xem người như ruột thịt,
chúng tôi còn không hài lòng gì chứ. Lời của Lý Minh Cường khiến mấy người nhà của bệnh nhân khác cũng đồng cảm theo, có người hét lớn, Tiểu Tần chạy tới nhà tôi vào 30 Tết. Lúc đó, nhà người ta đều dán câu đối xuân đốt pháo ăn mừng năm mới, còn nhà chúng tôi vẫn ăn cá tanh cơm nguội. Trời lạnh như vậy, chạy vài trăm dặm, là hắn tiếp chúng tôi ở bệnh viện Ái Khang ăn mừng năm mới với mọi người. Tiểu Tần còn chuẩn bị tiệc rượu cho chúng tôi, tối 30 Tết còn chạy tới bồi chúng tôi qua Tết. Mua quần áo mới, giày mới cho từng người chúng tôi. Gọi điện thoại chúc Tết cha mẹ chúng tôi. Lý Quốc Tân trước kia không cho phép chúng tôi gọi điện về. Tôi đã mấy năm không nghe giọng nói của cha mẹ. Anh Tần Lạc thích cười. Tôi thích nhất là thấy anh ấy cười. Mọi người mồm năm miệng mười mà thảo luận, kể ra hết chỗ tốt này đến chỗ tốt khác của Tần Lạc. Càng nói càng hăng, giống như cả đời cũng không nói hết. Lý Minh Cường đứng lên, nói với những phóng viên dưới bục, tôi không biết có còn người thứ hai như Tần Lạc không, nhưng mà, chúng tôi đều rất may mắn có thể quen một Tần Lạc như vậy. Chúng tôi thấp cổ bé họng, nói cảm ơn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Xin các phóng viên tiên sinh, các tiểu thư dưới bục. Xin các người dùng bút của các người giúp chúng tôi nói tiếng cảm ơn với Tần Lạc. Tôi xin trịnh trọng cúi chào các người. Nói xong, gã cúi chào đến 90 độ các phóng viên dưới bục. Tôi cũng cúi chào các người. Tôi dập đầu với các người. Xin các người, giúp chúng tôi nói đi. Chúng tôi thật không biết phải làm thế nào mới có thể cảm kích Tiểu Tần. Tần Lạc, anh là thần tượng của em. Hạ Nguyệt Nguyệt trong mắt đầy những vì sao, nhìn Tần Lạc lộ vẻ sùng bái. Hạ Dương thở dài, nói, nhân tâm tiếp xúc dân tâm. Khó trách lão gia nhà chúng ta luôn nói tôi không bằng anh. Trước kia trong lòng tôi còn có chút không phục, nhưng giờ thì tôi đã tìm ra được nguyên nhân. Tần Lạc thông qua hệ thống máy tính giám thị ở phòng an ninh chứng kiến một màn này, thật lâu vẫn không nói gì. Chương 214, tất cả đều vui vẻ. Mặc dù Tần Lạc đưa ra tin tức mời họp báo lần này, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc chút nào. Trái lại, trên người hắn phải gánh lấy áp lực cực lớn, luôn thấp thỏm không yên, như đi trên băng mỏng. Sự tình trọng đại, lời nói có thể giết người. Nếu lơ là, Tần gia sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì để ứng phó một số phóng viên hoặc người vô lương cố ý gây khó dễ, hắn đã chuẩn bị rất chu đáo. Nghĩ hết các chuyện có thể phát sinh, giữ sẵn không ít hậu chiêu. Bây giờ xem ra, bởi vì mấy bệnh nhân và người nhà họ Cường hành tham gia, những chiêu này của hắn cũng không cần dùng tới. Lúc Tần Lạc lần nữa đi vào hội trường, ánh mắt tất cả phóng viên nhìn về phía hắn đã có thêm một chút gì đó mới lạ. Sùng kính, tán thưởng, khó có thể tin, người thanh niên này, lay động tâm hồn họ. Chuyện phát triển tới nước này, bọn họ có cần phải tiếp tục phỏng vấn không? Tần Lạc lên bục chủ tịch, vỗ mạnh vào vai Lý Minh Cường, nhẹ gật đầu với gã, tỏ vẻ cảm ơn vì sự ra mặt của gã. Sau đó nhận lấy microphone, nói, mọi người còn muốn hỏi gì không? Không ai lên tiếng, tất cả phóng viên đều ngồi trầm mặc ở đó. Khi hơn 10 người bệnh và người nhà họ Lê thân thể gầy yếu đứng thành một hàng cúi chào bọn hắn, còn có người quỳ rạp trên đất lộ vẻ tiều tụy dập đầu bọn họ. Bọn họ còn có thể làm bộ như không thấy, không có chút cảm động nào sao? Nếu không có, vậy hãy để tôi nói vài lời. Tần Lạc ngồi xuống, cười nói. Thật ra chuyện phát triển đến bước này, Tần gia không phải là không có trách nhiệm. Tần Lạc nói, nếu cô tôi có thể cẩn thận một chút, thì cũng sẽ không bị người xấu lợi dụng. Tần Lạc tiên sinh, tôi không tán thành cách nói của anh. Nữ phóng viên nổi tiếng đứng lên nói. Nàng chừng hơn 30 tuổi, vóc người hơi mập. Mặc một cái áo lông màu trắng, đeo mắt kính. Xem ra là một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ. Anh nói vậy, chứng tỏ anh không hiểu con gái. Anh có biết người phụ nữ tín nhiệm nhất là ai không? Đó là người nàng yêu nhất và con nàng. Có lẽ nàng ở phương diện khác năng lực chắc tuyệt, trí tuệ siêu quần, đối mặt với đối thủ cao tới đâu cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu hai người đó lừa gạt nàng, thì chắc chắn chỉ cần gạt một lần là thành công. Có mấy người phụ nữ luôn hoài nghi người chồng vốn tương thân tương ái với mình chứ? Lại có mấy người phụ nữ sắp tới lúc sinh con, còn tâm để phòng cha đứa trẻ chứ? Là một người phụ nữ, tôi tự thấy bản thân mình không làm được. Đừng nói là bảo tôi ký một tờ hợp đồng kinh doanh, cho dù là một tờ hợp đồng bán thân. Cho dù lúc đó, chồng tôi bán tôi cũng sẽ không chút nghi ngờ. Tôi cũng đã nguyện ý sinh con cho hắn, hai người thành người thân cận nhất trên thế giới dù lúc khó khăn nhất cũng không phân cách. Thì còn gì là không thể tin chứ? Tôi muốn nói là, tiểu thư Tần Lam là người bị hại nhiều nhất trong sự kiện lần này.
Nàng chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi. Nếu đổ tất cả trách nhiệm lên người nàng thì thật không công bằng. Những nữ phóng viên khác đều phụ họa theo, tâm đồng tình của nữ nhân còn lan nhanh hơn so với nam nhân, ở những chuyện như vậy, càng có cảm xúc hơn nam nhân. Giống như nữ nhân khắp thiên hạ đều từng bị nam nhân tổn thương vậy. Tần Lam ngồi trong góc ngẩng đầu nhìn những phóng viên nói giúp nàng. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, ôm thật chặt Bối Bối trong lòng. Giờ phút này, con gái là toàn bộ của nàng. Tần Lạc gật đầu, nói, lời các người nói, cũng chính là lời tôi muốn nói. Nếu chuyện là do cô cố tình làm thế, vậy, bất cứ người nào của Tần gia cũng sẽ không đứng ra giúp cô. Ngược lại, chỉ cần chúng tôi hiểu rõ sự việc, thì sẽ lập tức khuyên cô tự thú. Nhưng chúng tôi thấy rõ cô chỉ là nhân vật bi kịch trong sự kiện lần này, nên chúng tôi mới nguyện ý ủng hộ trợ giúp cô, cùng cô vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần gia nhúng tay vào chuyện này. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện trốn tránh trách nhiệm, chưa từng, Tần Lạc nói, đối với sự kiện ngộ độc thứ ăn lần này, chúng tôi còn làm ra một vài cam đoan với công chúng. Một, dốc hết toàn lực, chữa khỏi bệnh cho người bị hại. Hai, chúng tôi sẽ công bố động thái mới nhất của sự kiện ra bên ngoài bất cứ lúc nào, cũng hoan nghênh sự giám sát của truyền thông, tổ chức hoặc cá nhân. Bệnh nhân cũng có thể tự mình dùng vũ khí pháp luật tới đòi lợi ích của mình. Ba, mỗi một người bệnh sau khi được trị khỏi, sẽ được bồi thường không dưới 50 vạn nhân dân tệ. Toàn trường ồ lên. Dưới tình huống trị liệu tốt cho người bệnh, lại còn bồi thường 50 vạn nhân dân tệ, cái này ở Trung Quốc thuộc mức bồi thường cực cao. Thậm chí, có một số người hoài nghi người Tần gia có phải bị đần độn không? Sao lại bồi thường nhiều như vậy chứ? Nhiều người như vậy cộng lại, mức tiền bồi thường đã thành một con số thiên văn. Tần Lạc biết bọn họ nghĩ gì, liền nói tiếp, số tiền này phần lớn đầu là lợi nhuận trong tài khoản của xí nghiệp thân tâm, cô đã giữ lại tất cả. Toàn bộ để bồi thường cho bệnh nhân, để giải quyết cuộc sống sau này của bệnh nhân và người nhà của họ. Còn có một phần là Tần gia chi trả, tiền cũng không thể giải quyết sự đau đớn về tâm hồn và thể xác của bọn họ, chẳng qua chỉ hy vọng số tiền này có thể khiến cuộc sống của họ tốt hơn một chút. 4. Xí nghiệp Tần gia ưu tiên sắp xếp công việc cho những người bệnh này và người nhà của họ. 5. Mua bảo hiểm cho bệnh nhân. Tạm thời, chúng tôi chỉ có thể hứa được 5 mặt này. Nếu sau này có chuyện gì đủ khả năng của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ cho những bệnh nhân này. Tần Lạc đứng lên nói, lần nữa cảm ơn sự có mặt của mọi người. Buổi họp báo hôm nay đến đây kết thúc. Chờ một chút, một nam nhân trung niên mặc áo khoác trắng đeo kính không gọng bước nhanh tới. Tần Lạc biết gã tên Niếp Minh, là một thành viên trong tổ chuyên gia, chuyên nghiên cứu bệnh độc học. Chỉ không biết là bây giờ gã chạy tới làm gì. Còn có một tin vui. Niếp Minh thở hổn hển nói, chúng tôi thông qua hệ số Oslo làm thí nghiệm giao phối, tìm được hai loại nguyên tố trong bảo kiện phẩm thân tâm khiến người ta trúng độc. Đây không phải là đại biểu cho đã tìm được phương thuốc trị cho những người bệnh này rồi sao? Một gã phóng viên vô danh lên tiếng hỏi, thí nghiệm mà bác sĩ kia nói quá chuyên môn, đại đa số mọi người đều nghe không hiểu. Vâng, chúng tôi sắp căn cứ phát hiện này để phối thuốc giải. Tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Niếp Minh lộ vẻ hưng phấn nói. Wow! Tất cả người bệnh đều kích động, không ai có thể cự tuyệt dục vọng muốn sống cả. Tất cả người nhà của bệnh nhân cũng nhảy dựng lên, cao hứng ôm chầm lấy nhau, sự cực khổ và ủy khuất mà bọn họ phải chịu rốt cuộc cũng kết thúc. Còn những phóng viên kia, bọn họ cũng hết la lại hét theo nhóm người nhà kia, cao hứng giống như một đám trẻ con. Trời không phụ lòng người tốt, giải quyết sự việc vô cùng thuận lợi, vận khí của Tần Lạc thật quá kinh người. Kẻ có thể chiếm được nhân tâm thì vô địch, Tần Lạc mặc dù không ra chiêu nào, nhưng người âm mưu trốn trong bóng tối kia cũng thất bại. Công kích của gã như đá chìm đáy biển, biến mất không chút dấu vết. Sự kiện ngộ độc thức ăn lần này, không chỉ có thể đánh bóng Tần gia, mà còn khiến Tần Lạc uy danh hiển hách. Đây là chuyện khiến người hất nước bẩn sau lưng tuyệt đối không bao giờ ngờ được. Sau khi buổi họp báo kết thúc, các phóng viên lại chạy tới phỏng vấn một số bác sĩ tìm ra nguyên nhân ngộ độc thức ăn kia. Biết bọn họ đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ, ngay cả 30 Tết cũng ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện làm thí nghiệm, sau khi cố gắng liên tục một tuần mới có được thành quả ngày hôm nay, càng khiến cho những phóng viên này nhìn bác sĩ bệnh viện Ái Khang với con mắt khác. Với cách xử sự giành giật từng giây để cứu chữa người bệnh của Tần gia càng thêm kính trọng. Chuyện nếu đã lộ ra, cảnh sát tất nhiên cũng phải tham gia. Tầm Lam là người phụ trách chính trong sự kiện này, bị thị cục Dương Thành mời đi tra hỏi. Có điều có Hạ Dương ở bên trong xuất lực,
Tần Lam cũng sẽ không chịu ủy khuất gì. Trái lại, bởi vì sự thành khẩn, thản nhiên và thái độ dũng cảm gánh trách nhiệm của Tần gia trong sự việc này, càng giành được vô số sự tán thành và tín nhiệm của thị dân. Trong nhất thời, sinh ý của bệnh viện Ái Khang so với trước kia càng thịnh vượng. Đơn đặt dược liệu ở công ty Tần Phong đã sắp đến tận 3 năm sau. Cũng không thiếu cảnh sát chạy tới bệnh viện Ái Khang, lấy khẩu cung từng bệnh nhân và người nhà họ. Nhưng cảnh sát phát hiện, cho dù là lời chứng của Tần Lam, hay là lời chứng của những bệnh nhân kia, mũi nhọn của tất cả khẩu cung đều chỉ tới một nhân vật cực kỳ quan trọng, chồng trước Lý Quốc Tân của Tần Lam. Không nghi ngờ chút nào, Lý Quốc Tân chính là đầu sỏ gây ra sự kiện lần này. Bây giờ Lý Quốc Tân ở đâu? Từ sau khi chuyện xảy ra, vẫn chưa từng thấy gã xuất hiện. Cảnh sát Dương Thành và cảnh sát Thâm Quyến kết hợp phá án, tìm tung tích của Lý Quốc Tân khắp nơi. Nhưng Lý Quốc Tân lại vẫn bặt vô âm tín, giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Cảnh sát bất đắc dĩ, chỉ đành phải ban bố lệnh thưởng trong phạm vi cả nước. Có người cung cấp tin tức, thưởng 10 vạn. Có người bắt được, thưởng 50 vạn. Trong nhất thời, khắp Dương Thành đều có thể thấy ai cũng cầm một tấm ảnh nhỏ trong tay, so với khuôn mặt với một số người lạ xuất hiện gần đây. Bởi vì cằm Lý Quốc Dân có một nốt ruồi nhỏ, khiến những người trên cằm có nốt ruồi cũng không dám ra khỏi cửa, bởi vì hơi không cẩn thận, sẽ lộ mặt thật. Lúc đó, chỉ cần có người hô to một tiếng Lý Quốc Dân thì sau đó những thị dân tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm sẽ giống như xếp La Hán chồng người đè xuống họ như rời non lấp biển. Lý Quốc Dân sợ tội bỏ trốn nếu biết tin này, sợ là sẽ nhảy dựng lên thổ huyết thăng thiên, sau đó lại chết lần nữa. Nếu trong địa phủ có một bảng xếp hạng thì gã nhất định sẽ trở thành nhân vật oan khuất thứ hai hàng năm, chỉ sau Đậu Nga liên tục ngồi ngôi quán quân liên tục hàng năm. Topic vạch trần trăm năm trung y thế gia Tần gia hại người trên đồng thành tú kia vẫn là topic hot nhất diễn đàn, chẳng qua bây giờ trả lời topic đều là nhục mạ người đăng topic có dụng tâm không tốt kia. Nhưng điều khiến Tần Lạc lo lắng chính là, người đăng topic có nick là yêu sách liều chết kia vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến bọn Dạ Ưng ôm cây đợi thỏ tay không trở về. Chương 215, Yên Mị tới chơi. Video Tần gia họp báo được người khác phát lên đồng thành tú, lại lần nữa khiến Inte bị tắc nghẹn. Danh vọng trăm năm dược vương thế gia lại lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm. Còn đệ tam tú Dương Thành Tần Lạc vốn không có tiếng tăm gì ở Dương Thành cũng thoáng cái trở nên nổi tiếng. Danh tiếng có một không ai, thậm chí danh khí còn vượt qua đệ nhất tú Dương Thành Tôn Nhân Diệu và đệ nhị tú Dương Thành Hạ Dương, trở thành thanh niên kiệt xuất nhất bản địa. Bởi vì hắn có biểu hiện kiệt xuất ở buổi họp báo, hấp dẫn sự chú ý của số đông, đặc biệt là sự chú ý của một số cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Anh cứ nghĩ đi, hắn có trách nhiệm với mấy bệnh nhân không liên quan gì tới mình như vậy, nếu người nào có thể thành bạn gái hắn, không phải là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới sao? Cho nên, mấy ngày này topic ở chuyện mục mới tạo nhân duyên trời định phần lớn đều là thảo luận về Tần Lạc. Các cậu thấy Tần Lạc có đẹp trai không? Sắc mặt hắn trắng ghê, có bị bệnh gì không nhỉ? Thật đau lòng. Thân môn, Tần Lạc với Kim Thành Võ, cậu thích ai? Yêu Tần Lạc chết mất, mình muốn thổ lộ với hắn. Ai có thể cho mình phương thức liên lạc với hắn không? Sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Một số truyền thông chủ lưu trong nước cũng đưa tin chuyện này. Hơn nữa còn khen xí nghiệp dưới tay Tần gia là xí nghiệp cực kỳ có ý thức trách nhiệm. Những truyền thông này lại càng ca ngợi Tần Lạc, thổi phồng hắn là trên trời hiếm có, dưới đất vô song. Tần Lạc, thiếu niên này lấy y truyền đạo, chính thức nhảy lên võ đài toàn quốc, trở thành đối tượng được mọi người nói hăng say. Duệt, Lý Lệnh Tây xé tờ báo trong tay thành hai nửa, cười lạnh nói, có biểu diễn thiên phú như vậy, sao hắn không đi diễn trò chứ? Anh cảm thấy hắn đang diễn trò sao? Quản tự bóp đầu mẩu thuốc lá trong tay, ngẩng đầu nhìn đồng bọn hợp tác kiêm bạn tốt của mình nói. Kể từ sau khi về nước, bệnh nghiện thuốc lá của gã càng ngày càng nặng. Thế này không phải đã rất rõ rồi sao? Trên thế giới này còn có người tốt ư? Nếu không phải đẩy bọn Tần ra tới nơi đầu ngọn sóng, hắn sẽ thẳng thắn nói chân tướng sự việc cho phóng viên sao? Hắn sẽ bồi thường những người bệnh kia nhiều tiền vậy sao? Thanh âm Lý Lệnh Tây bén nhọn nói. Tần Lạc được người khác khen ngợi như vậy khiến trong lòng gã rất không thoải mái. Có một số người, tư tưởng bản thân họ thâm độc, liền nghĩ toàn bộ mọi người trên thế giới cũng thâm độc như bọn họ vậy. Quản tự lắc đầu, cười hỏi, nếu như là anh có thể làm tốt hơn hắn sao? Lý Lệnh Tây suy nghĩ một chút, sau đó bưng ly cà phê trước mặt trầm mặc mà uống. Hắn là một đối thủ đáng để kính trọng, quản tự nói. Quản thiếu gia, anh có đề cao hắn quá không?
cũng chỉ là một cái khổ nhục kế mà thôi. Tần gia bồi thường nhiều tiền như vậy, lần này chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lý Lệnh Tây không thích người khác xem trọng hắn quá mức như vậy. Tiền mất đi thì có thể kiếm lại, chỉ cần khối biển chữ vàng của Tần gia vẫn còn, bọn họ muốn kiếm một việc có lời gấp ngàn vạn lần là vô cùng dễ dàng. Chẳng lẽ anh không thấy tin trên báo sao? Đơn đặt hàng công ty y dược của Tần gia đã xếp tới tận 3 năm sau hả? Lệnh Tây, chỉ có nhìn thẳng vào đối thủ của chúng ta, cuối cùng mới có thể đánh bại hắn. Quản tự tận tình khuyên giải. Mặc dù trong lòng Lý Lệnh Tây cũng không lưu tâm lời gã nói, nhưng vẫn gật đầu, nói, tôi biết rồi. Tiếp theo, lại nói, quản thiếu gia biết Khuynh Thành Quốc tế không? Là công ty bày ra kẻ lông mi cho em cả đời kia à? Thì sao? Lông mày quản tự nhíu lại, hỏi. Bà chủ của bọn họ Lệ Khuynh Thành hôm nay gọi điện cho tôi, giọng nói rất bất thiện. Hắc, tôi sống tới từng này tuổi, nhưng là lần đầu tiên bị một cô gái uy hiếp. Lý Lệnh Tây tự giễu nói. Sản phẩm của chúng ta không có vấn đề xâm phạm bản quyền chứ? Quản tự hỏi. Yên tâm đi, tôi đã hỏi chuyên gia phương diện luật pháp. Không thành vấn đề, nếu bọn họ khởi tố chúng ta, cũng chỉ là quảng cáo miễn phí cho chúng ta mà thôi. Lý Lệnh Tây vẻ mặt đắc ý nói. Để cho cô gái này một chút giáo huấn, tôi định sau khi khởi công liền tăng quy mô sản xuất sản phẩm và quảng cáo tối đa, chúng ta cứ thích làm hàng giả đấy. Cũng không nên quá chủ quan, quản tự có chút không vừa ý với thái độ của Lý Lệnh Tây. Sinh ý mấy lần trước đều có chút thuận lợi nên ngược lại đã tạo thành cho gã tính kiêu ngạo. Chuyện này được coi là tối kỵ trong đầu tư buôn bán. Cho dù là bất cứ thời điểm nào, cũng không nên coi thường nữ nhân. Vốn hai loại đồ ăn này thêm gia tế là bình thường, ăn vào bụng cũng không thể tạo thành thương tổn rõ ràng gì với cơ thể. Chỉ là chức năng tiêu hóa của người già và trẻ em cực kém, nếu không thể tiêu hóa được chúng, để chúng đọng trong dạ dày thì sẽ xảy ra sự trung hòa với vị toan, cuối cùng từ từ biến chất. Tần Lạc đang thăm hỏi lần lượt người bệnh đã dùng thuốc giải kia phòng bệnh, Niếp Minh đi theo sau hắn giải thích cho hắn nguyên nhân những người bệnh này ngộ độc thức ăn. Tần Lạc những ngày qua luôn ở trong bệnh viện. Tạo thành giao tình không tệ với những bác sĩ này. Các bác sĩ cũng rất vui khi có quan hệ tốt với thanh niên có bối cảnh không tầm thường, năng lực và y thuật lại càng siêu việt này. Thuốc giải lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa chứ? Sẽ không còn vấn đề gì nữa. Phương thuốc chúng tôi điều phối mặc dù tính ăn mòn cực mạnh, nhưng tổn hại với dạ dày lại hầu như không có. Chúng chỉ sinh ra tác dụng hóa học với những độc tố đọng ở dạ dày, trên căn bản sẽ tiêu trừ hết chúng. Niếp Minh vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, Tần Lạc gật đầu nói. Lần này thật vất vả cho các anh rồi. Nói vậy thì quá khách sáo. Niếp Minh ngượng ngùng nói. Cam viện trưởng đối xử với chúng tôi không tệ. Hơn nữa, chúng tôi cũng được tiền thưởng rất hậu. Đó là số tiền các anh nên có được. Tần Lạc nói, người bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, thì cuối cùng cũng sẽ có thù lao bấy nhiêu. Tần Lạc đi tới cửa phòng bệnh của Lý San San. Thấy Lâm Hoán Khê đang nói chuyện với Lý San San ở trong, lúc đang định đi vào thì điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên. Anh Minh, chào anh. Tần Lạc không ngờ thư ký Minh Hạo của Bộ trưởng Thái Công Dân gọi điện thoại tới. Mấy ngày gần đây rất bận, cũng không kịp gọi điện chúc Tết anh. Vốn định chờ vài ngày sau khi tới Yến Kinh bày rượu bồi tội, không ngờ anh đã gọi điện tới. Tần Lạc, cậu với tôi còn khách sáo cái gì? Minh Hạo ở đầu dây bên kia cười nói. Tiếp theo. Giọng gã lại trở nên nghiêm túc, nói, bây giờ tôi đang ở cạnh Thái Bộ trưởng. Ngài ấy có chuyện muốn nói với cậu. Tiếp theo, Tần Lạc liền nghe loa đổi giọng khác. Tần Lạc, giọng nói rất có uy thế của Thái Bộ trưởng truyền tới. Thái Bộ trưởng, tôi đã chúc Tết ngài muộn rồi. Tần Lạc ngượng ngùng nói, người khác đều là vừa đầu năm đã tới nhà cấp trên của mình chúc Tết, còn mình thì lại ngược đời, đã qua Tết rồi, mình vẫn chưa chúc Tết lão lãnh đạo đức cao vọng trọng này. Khiến người ta phải tự mình gọi tới. Tâm ý của cậu tôi hiểu. Thái Công Dân nói, thật ra tôi đã sớm định gọi cho cậu, hỏi tình huống cậu xử lý sự việc một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cảm ơn Thái Bộ trưởng tín nhiệm tôi. Tần Lạc nói, cậu cũng rất xứng với tín nhiệm của tôi. Thái Công Dân cảm thán nói, lúc sự việc ầm ĩ trên Inte, có người trong bộ nghi ngờ công hội trung y do cậu lãnh đạo, bị tôi đè đầu xuống. Cũng may chuyện này cậu xử lý vô cùng tốt. Tôi chỉ dựa vào lương tâm mà làm, Tần Lạc khiêm nhường nói. Hay cho một câu dựa vào lương tâm mà làm, bây giờ, người dám đứng ra nói mình dựa vào lương tâm mà làm có thể có mấy người chứ? Tết cũng đã qua, chuyện cũng đã xử lý xong, nhanh tranh thủ thời gian mà về đi.
Công hội trung y còn cần cậu về lãnh đạo đấy. Vâng, tôi sẽ sớm về Yến Kinh, Tần Lạc nói. Cúp điện thoại rồi, Tần Lạc nghĩ thầm, Thái Bộ trưởng gọi điện thoại tới có ý đồ gì? Chẳng lẽ chính là để nhắc nhở mình, ám chỉ có người trong bộ công kích mình sao? Người đó là ai? Xem ra, bản thân mình lại vô tình mà đắc tội với người nào rồi. Đầu năm nay, làm tham quan dễ hơn làm quan tốt nhiều, mà làm người xấu càng dễ hơn làm người tốt. Giá trị quan và đạo đức quan của mọi người đều đã méo mó nghiêm trọng, thật đúng là một xã hội dị dạng. Lâm Hoán Khê đi tới, quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gần đây thật nhiều, mặc dù Tần gia đều có thể hóa giải hết, nhưng với người Tần gia mà nói, vẫn còn loại cảm giác thần hồn nát thần tính. Không có chuyện gì, chỉ là Thái Bộ trưởng gọi điện chúc Tết thôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, đưa tay nắm lấy tay nàng. San San hồi phục thế nào rồi? Đỡ hơn nhiều, bây giờ ngày nào cũng đều dùng dịch tiêu hóa bíp, độc tố thân thể sắp hết, khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Trước kia nàng mở mắt một tiếng sẽ dễ mệt mỏi, hôm nay nói chuyện với em hơn 2 tiếng, nhưng tinh thần vẫn vô cùng tốt. Nàng mới vừa rồi còn hỏi anh có vào thăm nàng không? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê bởi vì làm việc vất vả thoáng có chút hao gầy, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng xinh đẹp, cười nói, em cũng tốt hơn nhiều. Trước kia, mỗi ngày em nói nhiều nhất với anh là 2 câu, bây giờ mỗi ngày em nói với anh những 20 câu. Lâm Hoán Khê liếc hắn một cái rất quyến rũ, không thèm để ý tới hắn. Tần Lạc đang định vào phòng bệnh thăm Lý San San thì điện thoại trong túi áo lại vang lên. Lần này, số gọi tới lại là số máy riêng trong nhà. Tần Lạc, tôi là Tần Minh. Tần Minh ở đầu dây bên kia nói. Bây giờ cậu ở đâu thế? Tôi đang ở bệnh viện. Có chuyện gì sao? Tần Lạc hỏi. Có một vị tiểu thư họ Cừu tới thăm cậu. Cậu có định về xem thử một chuyến không? Tần Minh hỏi. Cừu, Tần Lạc ngẩn người, nhất thời không có phản ứng. Hình như tên là Cừu Yên Mị. Gia Gia đang tiếp chuyện nàng ở phòng khách đấy. Tần Minh nói. Ừ, tôi lập tức trở về. Tần Lạc nói. Cừu Yên Mị ư? Tần Lạc nhớ tới cô gái có thể làm điên đảo chúng sinh, khiến gã văn nhân chiếu mê gái kia cả ngày lưu luyến không quên, trong lòng có chút nghi hoặc. Tần gia và Cừu gia mặc dù cùng ở Nam Phương, nhưng hai nhà cũng không hề lui tới với nhau. Thậm chí, không biết do nguyên nhân gì, quan hệ hai nhà còn có chút không hòa hợp. Chính lúc này, nàng tới thăm mình làm gì? Chương 216, khuyến nhân hòa cứu nhân. Tuổi của phụ nữ chính là một điều bí mật, nếu người ta không chủ động nói ra, người khác tuyệt đối không nên hỏi. Cừu Yên Mị chính là người thuộc vào nhóm cần phải bí mật nhất về cái bí mật kia. Luận về ngoại hình, dung mạo, mặc dù cô là người xinh đẹp mê hồn, các đường cong ẩn hiện vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng toát lên trên tất cả là một vẻ thành thục già đời, mỗi một cái nhấc chân giơ tay của cô đều khiến cho người khác cảm thấy một cái gì đó từng trải, giống như một người phụ nữ đã từng làm mẹ. Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến sắc vóc bên ngoài rồi khóe mắt hoa văn cũng như giọng nói và cách nói chuyện đi vào lòng người thì cô cũng có thể được coi như một thiếu nữ hoài xuân mới chừng 18 đôi mươi. Ngay sau khi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê trở về, hai người lập tức được Tần Minh dẫn đến chỗ sân ngoài, nơi Gia Gia hắn đang nói chuyện với Cửu Yên Mị. Khoảnh sân đó thuộc khu hậu viện, nơi có ngọn giả sơn to với một gốc cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, mãn nhãn người nhìn và tạo sự dễ chịu cho người thưởng ngoạn. Dưới chân ngọn giả sơn là một bể cá to với những con cá chép đuôi đỏ đang đuổi nhau khiến nước bắn tung tóe. Thật lòng mà nói, nếu như thừa nhỏ Tần Lạc không mắc nhiều khuyết điểm đến thế thì Tần Tranh chắc sẽ không quản giáo hắn nghiêm ngặt đến vậy. Nhà hắn thuộc dạng kinh tế khá giả, có của ăn của để, hắn không phải là không có điều kiện cùng các phú nhị khác vui chơi thỏa thích, du hành chỗ này, thưởng ngoạn chỗ kia hoặc ngày ngày đùa giỡn với các minh tinh trẻ tận hưởng cuộc sống. Vậy nhưng trong cuộc sống, phước họa luôn xảy đến bất ngờ khiến con người ta không biết đường nào mà lần. Một gã thiếu niên với những tài năng tiềm tàng bỗng dưng lọt vào thế giới hiện đại, dùng y thuật cổ đại làm mưa làm gió. Điều đó không biết là phúc hay là họa đây. Cửu tiểu thư, chào mừng tiểu thư đến chơi, Tần Lạc mỉm cười bước tới lên tiếng chào hỏi Cửu Yên Mị. Cửu Yên Mị cũng đứng lên, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng mê hồn nói, Tần Lạc, anh không cần khách khí với tôi như thế. Không phải khi ở Yên Kinh chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Anh cứ gọi tôi là Yên Mị được rồi. Nghe Cửu Yên Mị nói vậy, Tần Lạc chỉ còn biết mỉm cười chứ không biết nói sao cho phải phép. Với ai Cửu Yên Mị cũng dở bài đó, yêu cầu người khác chỉ gọi mình là Yên Mị. Điều này thật ra rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
Cửu Yên Mị đã được coi là xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hoán Khê đứng phía sau Tần Lạc, cô ta cũng phải ngầm thừa nhận đây là người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Lịch sự mỉm cười, Cửu Yên Mị cất tiếng hỏi, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Đó là bạn gái tôi, tên là Lâm Hoán Khê, Tần Lạc đáp lời thay cho người yêu. Rồi chỉ vào Cửu Yên Mị, hắn quay người nói với Lâm Hoán Khê, còn vị này chính là bà chủ trẻ của Viện Yến Kinh Hội Sở nổi tiếng Cửu Yên Mị. Xin chào, Lâm Hoán Khê gật đầu chào Cửu Yên Mị, lòng thầm cảm thấy kinh ngạc trước người phụ nữ và những câu chuyện mà mình đã được nghe về người phụ nữ đang đứng trước mặt mình này. Mặc dù Lâm Hoán Khê không phải là người giao tiếp rộng, cũng chưa từng đến danh viện hội sở, nhưng danh tiếng của Viện Hội Sở Yên Kinh thì hầu như không ai là không biết đến. Đó là danh viện, nơi tụ hội của những cô gái trẻ nổi tiếng. Việc được tham gia vào danh viện này quả thật là một niềm mơ ước và tự hào của bất kỳ cô gái trẻ nào. Lúc trước, khi còn đi học trong trường, Lâm Hoán Khê cũng đã đi làm thêm ở một danh viện hội sở theo sự giới thiệu của Trần Hiểu Tuyết, một người bạn học của cô. Tuy chỉ được vài ngày thì cô lại quay trở lại phòng làm việc, nhưng cũng đã khiến những đồng nghiệp của cô ở đó lườm nguýt và thêm phần đố kỵ. Không ai ngờ là đích thân bà chủ của danh viện hội sở lại chủ động đến thăm viếng hôm nay. Người phụ nữ được Tần Đại Thiếu gia dẫn về nhà giới thiệu thì nhất định không phải là người tầm thường. Tôi là Cửu Yên Mị, rất vinh hạnh được làm quen với cô, Cửu Yên Mị mỉm cười, vẻ mặt đầy sự chân thành. Mặc dù đã biết rằng Tần Lạc sẽ đưa bạn gái về nhà để giới thiệu nhân dịp lễ mừng năm mới này, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ đó, Cửu Yên Mị không khỏi có chút cảm thán. Hắn ta chẳng phải là một người đào hoa lắm sao? Bọn họ tính ra thì mới gặp nhau được dăm ba lần chứ mấy, nhưng mỗi lần gặp nhau, cô lại thấy hắn dắt theo một người phụ nữ khác nhau. Lần đầu tiên khi Cửu Yên Mị gặp Tần Lạc ở danh viện hội sở, người phụ nữ đi cùng với hắn là Vương Cửu Cửu. Nhìn vào cách hai người nói chuyện rồi cử chỉ thân mật mà Vương Cửu Cửu dành cho Tần Lạc, không ai là không có ý nghĩ cô ta đang yêu hắn. Người thứ hai đi cùng với Tần Lạc càng khiến Cửu Yên Mị ngạc nhiên hơn nữa. Đó không phải ai khác mà chính là cô gái được đa phần mọi người công nhận là kinh thành đệ nhất mỹ nhân tên là Văn Nhân Mục Nguyệt. Mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt không có nhiều biểu hiện hay cử chỉ thân mật đối với Tần Lạc nhưng vì từ trước đến giờ người đời không mấy khi thấy cô dẫn theo bất kỳ một nam nhân nào đi dự tiệc nên lần này, khi thấy Tần Lạc đi cùng với cô, mọi người đương nhiên nghĩ hai người phải có cái gì đó với nhau. Lần thứ ba gặp mặt là lúc hắn dẫn bạn gái về ra mắt nhân dịp lễ mừng năm mới. Cũng không kém phần xinh đẹp, không kém phần thông minh và cũng được xếp vào hàng ngũ những người phụ nữ trẻ xinh đẹp, thành đạt. Hình như hắn có khả năng cưa đổ mọi mỹ nữ trên thiên hạ này vậy. Nhận thấy được điều đó, Cửu Yên Mị không thể không nhân cơ hội này để ý một chút đến dung nhan Tần Lạc. Đôi mắt sáng ngời trong suốt, lông mi dài và mảnh. Chóp mũi tuy không thể coi là cao nhưng cánh mũi rồi sống mũi lại kết hợp với nhau rất hài hòa. Tuy nhiên, nét hấp dẫn nhất có vẻ là ánh mắt. Hắn có ánh mắt mà khi nhìn vào ai cũng như đang chiếu một tia điện khiến người đối diện bị mê mẩn. Vậy thì hắn có thể hút hồn từng đó cô gái đẹp cũng là điều dễ hiểu. Một khuôn mặt hấp dẫn như vậy rất có khả năng quyến rũ người khác, nếu không muốn nói là có thể thay người yêu như thay áo. Và trên thực tế, như Cửu Yên Mị đã và đang chứng kiến thì quả thật là Tần Lạc cũng có không ít bạn gái. Tuy hắn không có diện mạo của một công tử nhưng tính cách của một công tử thì hiện diện rất rõ trong con người hắn. Cửu tiểu thư hôm nay đến đây có việc gì vậy? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Tôi vừa đến Dương Thành thăm một vị lão tiền bối nên tiện thể ghé qua đây luôn. Mọi người ở Yến Kinh đều có thể coi là bằng hữu, cùng là chỗ phía nam với nhau, giờ có dịp sao lại không vào thăm nom nhau một chút cơ chứ? Nếu tôi không vào mà rồi sau này anh biết, khéo anh lại mắng tôi không coi anh là bạn ý chứ, Cửu Yên Mị vừa cười vừa nói. Tần Lạc hiển nhiên không coi nàng đang nói nghiêm túc, hắn cũng cười mà đáp lại, lẽ ra phải là tôi đến thăm cửu lão trước mới phải phép chứ. Chỉ là mấy ngày nay công việc bận rộn quá, tôi không có cách nào mà dứt ra được cả. Tôi hiểu mà, mấy bữa nay anh đang làm mưa làm gió, liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Ai ai cũng muốn gặp người mẫu nổi tiếng này để có tin mới nhất đăng lên. Tôi biết mà cũng cảm thấy vui lây cho anh. Cửu Yên Mị cảm thấy mình đang nói quá nhiều, cô ta bèn dừng lại rồi xoay người, quay qua chỗ Tần Tranh nói, Tần Lão, cháu có chút chuyện riêng muốn nói với Tần Lạc. Không biết như vậy có thuận tiện không ạ? Không có vấn đề gì. Bọn trẻ các cháu cứ thoải mái mà nói chuyện đi. Lão già này sẽ không làm phiền các con nữa đâu. Tần Tranh vừa đứng dậy vừa nói. Lâm tiểu thư,
cô có vui lòng cho tôi mượn bạn trai của cô một lúc được không? Cửu Yên Mị lại xoay người nhìn về phía Lâm Hoán Khê cất tiếng hỏi. Các người cứ trò chuyện thoải mái đi, tôi lên lầu nghỉ ngơi chút, Lâm Hoán Khê gật đầu rồi cũng xoay người rời đi. Bây giờ, ở đại sảnh chỉ còn lại Tần Lạc với Cửu Yên Mị. Tần Lạc đang ngồi trên cái ghế mây, tay cầm chén trà vừa thổi vừa uống. Hắn rất lấy làm tò mò, không biết người phụ nữ này lịch sự mời cả gia gia hắn lẫn Lâm Hoán Khê đi chỗ khác để nói điều gì riêng với hắn đây. Cửu Yên Mị nhìn thoáng qua chỗ Tần Lạc, thấy hắn đang thản nhiên ngồi uống trà chờ câu chuyện bắt đầu, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó đầy ý tứ. Để phán đoán một nam nhân có chuyên nghiệp hay không, không phải là cứ để ý xem hắn nói nhiều hay ít mà phải xem hắn lắng nghe thế nào và có biết lúc nào cần phải đưa ra ý kiến của mình hay không. Lần này tôi đến, kỳ thật có hai sự kiện muốn mời anh tham gia, không để hắn phải chờ đợi lâu, Cửu Yên Mị lên tiếng. Hai sự kiện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Đệ nhất kiện muốn mời anh làm người đại diện về mặt hình ảnh. Ai chủ định mời tôi vậy? Lệ Khuynh Thành, Cửu Yên Mị trả lời. Nghe thấy cái tên đó, Tần Lạc lập tức lắc đầu nói, xin lỗi. Mặc dù tôi với Khuynh Thành trước giờ vẫn có quan hệ tốt, nhưng tôi không muốn để công việc xen lẫn chuyện gia đình. Cửu Yên Mị cảm thấy khá hài lòng trước câu trả lời của Tần Lạc, nói, tôi đã đoán được là anh sẽ từ chối, nhưng vẫn cứ muốn hỏi để thử anh một chút. Anh không biết chứ có lẽ anh chính là cầu nối duy nhất giữa Cửu gia với gia đình cô ta đó. Sự tò mò trong Tần Lạc đã gần lên tới đỉnh điểm. Hắn rất muốn hỏi để biết được tại sao lại thế và giữa Lệ Khuynh Thành với Cửu gia có quan hệ như thế nào. Nhưng rồi hắn vẫn tự kiềm chế được. Nếu như hỏi, chẳng phải là hắn đã để việc riêng của gia đình can thiệp vào công việc rồi ư? Tôi cảm giác rằng, nếu như cô có vấn đề gì còn băn khoăn đối với Lệ Khuynh Thành, hay là cô chủ động đi tìm cô ta hỏi cho ra nhẽ đi. Cô ta không phải là một người không biết điều đâu, Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị cười trừ, nhưng cũng không lên tiếng phản đối ý kiến đó của Tần Lạc. Cô nghĩ thầm, anh mới chỉ thấy một mặt của sự nhiệt tình của cô ta, mà tất nhiên là anh chỉ có thể thấy đến đó thôi. Nếu như anh thấy được sự tuyệt tình đáng sợ của cô ta, chắc chắn rằng anh sẽ không nói vậy đâu. Chuyện thứ hai, tôi muốn nhờ anh cứu người, Cửu Yên Mị tiếp tục câu chuyện. Cứu người, cứu ai cơ, Tần Lạc hỏi. Ông nội của tôi, nói đến đây, một sự do dự xuất hiện trên gương mặt Cửu Yên Mị. Ngữ điệu cô có chút trầm xuống, hình như có điều gì đó rất khó nói. Cửu lão gia tử làm sao vậy? Tần Lạc hỏi. Cửu Yên Mị thở dài nói, chuyện buồn này quả thực tôi không muốn nói cho người ngoài biết, nhưng đối với anh, tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng được vào nhân phẩm của anh. Nếu không, tôi không cất công chạy tới tận đây để nhờ anh đâu. Tần Lạc cảm thấy rất kỳ quái. Nếu có bệnh cần chữa thì cứ nói ra chứ có gì đâu mà còn chuyện buồn của gia đình rồi nhân phẩm này nọ cơ chứ. Nhìn thấy sự nghi hoặc xuất hiện trên mặt Tần Lạc, Cửu Yên Mị vội vàng giải thích, Cửu gia có một chứng bệnh mà rất không muốn những người ngoài tộc biết được. Bệnh gì vậy? Tần Lạc hỏi. Bệnh thần kinh di truyền, Cửu Yên Mị nói. Hơn nữa, bệnh này chỉ di truyền trên đàn ông trong tộc, còn phụ nữ thì không sao. Chưa có bất cứ phụ nữ nào trong nhà bị cả. Bệnh thần kinh di truyền ý hả? Tần Lạc giật mình tưởng như không muốn tin vào tai mình. Thật ra, hắn đã từng nghe gia gia hắn nói qua về một chứng bệnh như thế này. Nghe nói trong triều đình nhà Tống thì Tống Chân Tông Triệu Hằng cũng là một gia tộc có bệnh thần kinh di truyền. Thúc thúc hắn là Triệu Duyên Mỹ, tức là đệ đệ của Tống Thái Tông cũng bị bệnh này. Do theo gia phả từ Tống Chân Tông đi xuống, ngoài đại đế Vương Trung còn có hai người khác mắc bệnh thần kinh di truyền đã được xác thực. Đó là Tống Anh Tông Triệu Thự và Tống Chiết Tông Triệu Hú. Còn Hoàng đế Tống Huy Tông Triệu Cát dù căn bệnh này chưa thực sự phát tác mạnh trên người ông nhưng nếu để ý kỹ những cử chỉ hành động của ông ta thì cũng có thể thấy rõ rằng ông ta có chút bất ổn về mặt sức khỏe, dường như có một rào cản tâm lý nào đó tồn tại trong ông. Hơn nữa, đây cũng là gia tộc mà bệnh di truyền chủ yếu là trên nam giới trong nhà. Đúng vậy đó, khi còn trẻ thì còn đỡ, chứ càng về già lại càng có những biểu hiện rõ ràng hơn, Cửu Yên Mị nói. Thời gian gần đây, gia gia tôi có những biểu hiện của chứng ảo giác, nói năng thì lung tung, lại còn hay đập phá đồ vật. Đến lúc này thì gần như không còn giữ được tỉnh táo để đi ra tiếp khách được nữa. Đối với một người thầy thuốc, được nghe nói đến một chứng bệnh mà mình chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và chưa thử chữa qua thì ai cũng muốn bắt tay vào thử. Phải có bệnh nhân thật, rồi bắt tay vào tìm hiểu, chữa trị thì mới có được những kiến thức về bệnh đó để rồi sau này, khi gặp được những tình huống, triệu chứng tương tự mới có thể nảy ra phương thuốc chữa trị.
Tần Lạc cũng có suy nghĩ như vậy, nói, tôi rất muốn chữa thử cho gia gia cô. Nhưng có một điều tôi nghĩ nên nói thẳng cho cô biết trước, tôi chưa từng chữa cho ai bị bệnh thần kinh di truyền như thế này nên không có kinh nghiệm thực tế gì đâu. Không sao mà, tôi cũng chỉ muốn mời anh thử xem bệnh cho gia gia tôi xem sao, Cửu Yên Mị nói. Cho dù anh có chữa được cho gia gia hay không thì cũng coi như là đến thăm gia đình tôi một lần đi. Sau này khi có việc gì sẽ tiện hơn. Khi nào tôi đến thì tiện, Tần Lạc hỏi. Người bệnh loại này nếu dùng thuốc ngay thì sẽ có tác dụng hơn vì khi mới bị thì cơ thể dễ dàng hồi phục hơn. Tuy có gấp gáp nhưng với hắn thì không có vấn đề gì vì mấy ngày hôm nay hắn cũng đang khá là nhàn rỗi. Hắn chỉ có mỗi việc phải tháp tùng gia gia vài ngày rồi sẽ quay trở lại Yến Kinh. Bên đó còn có công việc của đại quán tử đang chờ hắn. Đi lúc nào thì tiện cho anh? Cửu Yên Mị hỏi lại. Đi luôn hôm nay thì hơn. Nếu chờ thêm vài bữa đến lúc tôi phải quay lại Yến Kinh thì sẽ hơi bất tiện, Tần Lạc trả lời. Vậy thì phải phiền anh rồi, Cửu Yên Mị lấy làm vui mừng nói. Tần Lạc bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức. Hắn lên gặp và nói chuyện với Lâm Hoán Khê trước, rồi quay ra chào gia gia hắn trước khi lên đường. Nghe Tần Lạc kể qua về sự tình và nói sẽ đi ngay, Tần Tranh nhíu mày, chứng bệnh này sao mà chữa được? Không thể chữa được ư? Tần Lạc sửng sốt hỏi, chẳng lẽ gia gia cũng biết về chứng bệnh này? 30 năm trước đây ta đã từng thử rồi, Tần Tranh nói. Nhưng dù sao con cũng đã hứa với người ta rồi thì cứ lên đường thử một lần xem sao. Biết đâu được là tuy ta thất bại nhưng 30 năm sau đó cháu ta lại sẽ thành công. Chương 217, cứu người hay đánh người? Dinh thự nhà Cửu gia mặc dù cũng là ở phương Nam, nhưng vùng bàn cứ đó thực ra lại bị phân cách với Dương Thành cỡ đâu lên tới vài trăm dặm bởi Kính Hải. Kính Hải là một khu đô thị mới được hình thành và phát triển. Cùng với Dương Thành, Quảng Châu, Thâm Quyến và Đông Quản, Kính Hải được tụng là một trong bốn con rồng về kinh tế ở phía Nam. Tần Lạc bọn họ xuất phát từ giữa trưa, vậy mà đến tận tối mịt mới đặt chân lên đến địa phận Kính Hải. Việc ngồi cùng một chỗ gần gũi đến vậy với một phụ nữ hấp dẫn như Cửu Yên Mị quả là một thử thách khó khăn và một phép thử khả năng kiềm chế đối với bất kỳ một nam nhân nào. Mỗi một ánh mắt lúng liếng hay một động tác của cô ta cũng khiến cho người đối diện cảm thấy bị thu hút kinh khủng, vài lần đã khiến Tần Lạc thần hồn xuất khiếu, đầu óc quay quay không biết mình đang ở nơi nào. Cũng may những lần đó hắn đều nhanh chóng lấy lại được tinh thần, Cửu Yên Mị thông minh cũng luôn giả bộ như không biết nên hắn mới đỡ cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, người phụ nữ này quả thật là thông minh uyên bác. Thiên văn địa lý chính trị quân sự không chuyện gì là cô không biết. Chính vì thế, tuy đoạn đường khá là xa nhưng lại hóa gần vì Tần Lạc học được thêm rất nhiều kiến thức mới từ Cửu Yên Mị. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Lạc cũng đã thử dò xét qua xem Cửu Yên Mị có biết là trước kia liệu đã có ai đến thăm bệnh thần kinh di truyền cho gia gia cô hay chưa. Hắn không nghĩ là Cửu Yên Mị lại không có chút ý tưởng nào về việc đó. Tuy nói vậy, Tần Lạc cũng không có bất cứ manh mối nào để có thể đoán ra là gia gia hắn 30 năm trước đã đến thăm bệnh cho vị Cửu gia nào. Bởi vì Kính Hải là một đô thị nằm ở ven biển nên Tần Lạc chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng dinh thự của Cửu gia thực tế lại ở mãi gần khu vực chân núi Hợp Hoan. Dựa vào bằng thủy, dinh thự của những người giàu thường được chọn ở những khu vực gần chân núi và bên cạnh thì có dòng suối chảy qua. Sơn vi kháo sơn, thủy dụ vi kim, phía sau là núi, bên cạnh là suối, đó là biểu tượng của sự đại phú đại quý mà những nhà giàu thường mong muốn. Cửu Yên Mị phóng chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng của cô đến trước cánh cửa của một khu nhà hiện đại thì dừng lại, chờ cho cánh cửa tự động chạy bằng điện mở ra hết mới tiếp tục khởi động xe, chạy thẳng đến hướng sân đại viện. Vào đến sân rồi mà tốc độ xe vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Phải đến 2, 3 phút sau cô mới bắt đầu giảm ga. Vậy mới thấy cái sân đại viện này rộng đến thế nào? Trước mặt hai người lúc này miên man trải dài một đại trạch. Ở giữa có một con đường nhỏ kéo dài, hai bên trồng những cây dừa cao vút. Ở giữa hai cây dừa là một giống chuối tiêu lạ đang nở những bông hoa màu vàng đẹp mắt. Khoảng sân tuy lớn nhưng ngôi nhà thoáng nhìn đã biết là thuộc loại nhà cổ truyền thống. Kiến trúc kiểu hoa hạ, không biết đã phải chống chọi với sương gió bão táp trong bao nhiêu năm. Bức tường phía ngoài cùng những cột gỗ đã chuyển màu, trông có vẻ không được hợp lắm với những biệt thự xa hoa kiểu hiện đại phương Tây ở xung quanh đó. Nhưng không thể phủ nhận là ngôi nhà vẫn có một vẻ đẹp riêng rất khác biệt. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà cũ hơn. Một hắc y bảo tiêu chạy ra giúp họ mở cửa. Lúc này, Tần Lạc với Cửu Yên Mị hai người mở cửa hai bên xe đi ra. Ngôi nhà quả thực là to, Tần Lạc trầm trồ khen ngợi.
Nếu so với những ngôi nhà cùng trường phái thì Cửu gia dinh thự có thể nói là thuộc dạng xa hoa, có thể so được với biệt thự của tiên nữ Sơn. Còn nếu nói về diện tích thì Cửu gia dinh thự thậm chí còn chiếm phần tiện nghi hơn hẳn. Nếu như khu nhà này được trồng cỏ rồi xây dựng lại khéo nó có thể biến thành một trường đua ngựa lớn ý chứ. Ngôi nhà cổ lắm rồi, Cửu Yên Mị nói. Ngôi nhà đã được xây từ rất nhiều năm về trước cho nên đến giờ gia đình tôi không ai nghĩ đến chuyện sẽ tu sửa gì lại nó nữa. Cửu lão gia đang ở chỗ nào vậy? Anh không phải vội đâu, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ chắc cũng mệt rồi, vào đây uống chén trà nhuận nhuận đã, Cửu Yên Mị vừa cười và nói. Tần Lạc cũng không cấp bách gì nên vội cất bước đi theo Cửu Yên Mị thẳng hướng phòng khách mà tới. Chưa kịp bước chân vào đến nhà, hai người đã nghe thấy thanh âm của nam nhân nào đó truyền đến. Tần Lạc lo rằng lúc này Tần gia đang bận tiếp đãi khách nhân nên hắn dừng lại nhìn Cửu Yên Mị. Không có gì phải ngại đâu, đó là tiếng của đường đệ em họ tôi thôi mà, Cửu Yên Mị giải đáp cho băn khoăn của Tần Lạc. Bước chân vào đến phòng khách, hắn ngay lập tức thấy một bộ ghế to làm bằng gỗ lim. Trên đó ngồi một nam nhân trẻ mặc bộ quần áo kiểu phương Tây. Nam nhân này khéo chỉ chừng 20 tuổi, mày rậm mắt to, gương mặt gầy gò, ánh mắt âm lệ. Màu da hơi giống màu da của Tần Lạc, trông hơi nhợt như đang bị bệnh gì đó. Tần Lạc chỉ bằng một cái liếc mắt đã biết anh ta có khả năng bị thiếu máu do tinh khí không đủ. Xem ra, anh ta cũng là một người mà thường xuyên phải cần đến nữ sắc. Loại bệnh này rất hay bắt gặp ở những thiếu gia con nhà giàu. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, có được đàn bà là một điều chẳng khó khăn gì. Chưa kể đến những phụ nữ tự chào mời làm bồ cặp lâu dài, những chuyến tàu nhanh cũng hoàn toàn không hề khó kiếm. Với những nam nhân bình thường, giá cả thông thường là 50 tiền một lần. Nhưng nếu theo cả tháng thì được giảm giá 20%, còn theo cả năm sẽ được chiết khấu đến 50%. Ngồi bên cạnh hắn lúc này là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, chừng hơn 40 tuổi. Mặc bộ trang phục màu trắng may theo kiểu phương Tây, mắt đeo kính, thoạt nhìn trông giống như một vị giáo sư đại học lịch lãm. Đường tỷ chị họ chị đã về rồi đấy à? Thấy Cửu Yên Mị bước vào, người thanh niên cất tiếng hỏi. Ừ, Trọng Mưu, đây là bằng hữu của em ý hả? Cửu Yên Mị quay sang mỉm cười, gật đầu chào người nước ngoài rồi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đây là giáo sư Đái Duy Tư, người Mỹ. Ông ta là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất nước Mỹ làm trong viện nghiên cứu về bệnh thần kinh. Ông ý cũng có nhiều kinh nghiệm đối với bệnh thần kinh di truyền. Lần này đến Trung Quốc để trị bệnh cho một người, nhân tiện em mời đến nhà mình luôn để xem bệnh cho Gia Gia. Gia Gia gần đây thể trạng có vẻ không được tốt, trông rất đáng lo ngại, Cửu Trọng Mưu chỉ vào người ngoại quốc giới thiệu với Cửu Yên Mị. Xin chào, mừng ngài đến Trung Quốc, Cửu Yên Mị dùng tiếng Anh lên tiếng chào giáo sư Đái Duy Tư. Xin chào, tôi cũng rất vui được gặp cô, tiểu thư xinh đẹp, Đái Duy Tư cũng dùng tiếng Anh đáp lại Cửu Yên Mị. Cảm ơn ông đã khen, Cửu Yên Mị lịch sự nói. Tần Lạc không biết tiếng Anh nên nghe bọn họ xì xà xì xô mà chẳng hiểu gì. Hắn chỉ biết đứng im mà cười trừ cho qua chuyện. Cửu Yên Mị biết điều đó. Sợ hắn cảm thấy lạc lõng, cô chỉ vào Tần Lạc rồi giới thiệu hắn với mấy người kia bằng tiếng Anh. Đây là Tần Lạc, một người bạn tốt của tôi. Anh ấy là một nhân vật lỗi lạc của Trung Y. Trung Y ư, Cửu Trọng Mưu cau mày hỏi lại. Đường tả, chẳng lẽ chị mời anh ta đến đây cũng là để xem bệnh cho Gia Gia hay sao? Đúng vậy, Cửu Yên Mị nói. Trọng Mưu, chị đã nói từ trước rồi, vấn đề mời thầy thuốc xem bệnh cho Gia Gia chị sẽ chịu trách nhiệm. Tại sao em còn mời giáo sư Đái Duy Tư đến đây làm gì? Lần này thì họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa Hạ. Tần Lạc nghe thì hiểu. Nhưng đến phiên giáo sư Đái Duy Tư trợn tròn mắt. Vẻ mặt ông ta đầy nghi hoặc hết nhìn Cửu Yên Mị lại nhìn sang Cửu Trọng Mưu, không biết bọn họ đang nói chuyện gì với nhau. Đường tỷ, chị nói vậy thì không ổn rồi. Gia Gia là Gia Gia của chị, nhưng cũng là Gia Gia của em và gia đình mình nữa. Giờ Gia Gia thân thể không được khỏe, không chỉ chị mà cả em với mọi người trong nhà đều cảm thấy sốt ruột. Giáo sư Đái Duy Tư rất hiếm khi đến Trung Quốc. Em tình cờ gặp được ông ý nên nhân cơ hội này chẳng lẽ không mời ông ý đến xem bệnh cho Gia Gia hay sao? Sau này, nếu chạy đến tận nước Mỹ để mời ông ấy đến đây không phải là bất tiện hơn nhiều sao? Cửu Trọng Mưu đưa mắt nhìn sang phía Tần Lạc rồi cười ha hả nói, hơn nữa, Gia Gia lại bị chứng bệnh liên quan đến thần kinh, chị mời một trung y đến liệu có ích lợi gì? Mặc dù Cửu Trọng Mưu thái độ vẫn rất lịch sự, ngữ khí nghe cũng có vẻ thân thiện,
vẻ mặt hắn thật lòng mà nói cũng vẫn rất tươi tỉnh, nhưng mỗi từ ngữ trong câu nói của hắn rõ ràng đều sắc như những mũi kim châm có thể vô hình đả thương cho người khác. Hắn đối với Cửu Yên Mị rõ ràng là có địch ý, cũng là với cả mình nữa, Tần Lạc cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Mỗi nhà đều có những chuyện riêng tế nhị của họ, đặc biệt, Cửu gia lại là một gia tộc đại môn đại hộ. Nếu phụ nữ tỏ vẻ cường thế một chút, tất nhiên sẽ khiến cho nam giới trong nhà, nhất là người thừa kế cảm thấy bất mãn. Tần Lạc đã từng được chứng kiến chuyện đó trong gia tộc nhà hắn, giờ có nhìn thấy thêm một lần nữa thì cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây là chuyện riêng của nhà người khác nên Tần Lạc hiển nhiên không muốn can dự vào. Hắn nhìn Cửu Yên Mị vừa cười vừa nói, gia đình cô đã tìm được danh y rồi, tôi chắc không cần phải múa rìu qua mắt thợ. Thôi hay là chúng ta cùng đến chỗ Cửu lão xem vị giáo sư này chẩn bệnh cho ông thế nào. Tần Lạc không phải là người hay ghen ăn tức ở với người khác, cũng không phải là người thích tỏ vẻ ta đây. Hắn là một người dễ chịu, cả về tính cách lẫn thái độ. Hắn lần này cất công chạy tới tận đây, lại càng không phải là vì Cửu gia có thể cho hắn nhiều ít bao nhiêu thù kim tiền công. Bởi vì hắn chưa hề có kinh nghiệm trong việc chữa trị căn bệnh này, cho nên hắn cũng không muốn tỏ vẻ ta đây gì cả. Giờ họ đã có chuyên gia trong lĩnh vực này đến giúp, như vậy để ông ta chữa bệnh cho thì còn gì bằng. Ta đứng ngoài quan sát khéo lại còn học được vài chiêu hay ho. Tần Lạc, tôi thì rất tin tưởng vào tay nghề chữa bệnh của anh, Cửu Yên Mị cười nói với Tần Lạc. Sau đó, cô quay sang nhìn Cửu Trọng Mưu nói, em cũng đã mời chuyên gia đến đây rồi, thôi chúng ta khách ai người nấy tự dẫn đến xem bệnh cho ra ra xem Tây Y hay Trung Y sẽ có tác dụng hơn. Điều đó không được, Cửu Trọng Mưu phản đối ý kiến đó ngay lập tức. Tại sao lại không được, Cửu Yên Mị hỏi. Đường tỷ, các chuyện khác em có thể nghe chị, nhưng chuyện này em thấy thế không ổn, Cửu Trọng Mưu vẻ mặt chăm chú nói. Gia gia bệnh tình nghiêm trọng, sao có thể lấy ra làm vật thí nghiệm để hết người này đến người khác đến xem xét nọ kia. Chị cũng thử nghĩ một chút xem, Trung Y thì chữa bệnh thần kinh bằng cách nào cơ chứ? Sắc trung dược truyền thống lên uống, hay châm cứu, hay là bạt hỏa quán. Những phương pháp này nghe đã thấy không phù hợp rồi. Nghe giọng điệu đầy vẻ khinh người của Cửu Trọng Mưu, Tần Lạc Tựu cũng có chút tức giận. Ngươi nói ta không phải thầy thuốc giỏi, ừ thì cũng chẳng sao. Nhưng ngươi khinh thường cả nền Trung Y thì thật là quá thể. Điều đó khiến hắn không thoải mái chút nào. Hắn bèn sẵng giọng, ai nói Trung Y sẽ không thể chữa được những bệnh liên quan đến thần kinh. Danh y một thời Tổ Viêm Minh đã dùng thần châm để chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người. Hơn nữa, bệnh nhân của ông hầu hết đều mắc những chứng bệnh liên quan đến thần kinh. Tổ Viêm Minh, ai là Tổ Viêm Minh cơ chứ? Tôi không biết gì về người đó cả, Cửu Trọng Mưu hơi chút bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng một tiểu Trung Y lại cả gan đối trả mình như vậy nên hắn nói mà không chút khách khí. Nếu không biết về tổ danh y thì chỉ có thể kết luận rằng kiến thức cậu còn non lắm, Tần Lạc cũng không vừa, khẳng khái châm chích lại. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa xem nào. Nếu như anh không phải là khách mà Đường Tả tôi mời đến thì tôi đã sớm sai người đuổi anh ra ngoài rồi. Tôi nói kiến thức cậu còn non lắm, nói đi nói lại đến 10 lần thì cũng vẫn là thế thôi. Cậu không cần phải nhờ đến ai đâu, tự tôi sẽ đi ngay, Tần Lạc cười lạnh. Nói xong, Tần Lạc phất tay áo cất bước rời đi. Ngươi không muốn ta chữa bệnh thì đại gia ta chẳng lẽ cứ trơ mặt sao? Người bệnh mà không chữa chỉ có đường chết mà thôi. Tần Lạc, chờ một chút, Cửu Yên Mị không nghĩ Tần Lạc lại quyết định đi như thế vội vàng kéo hắn lại. Sau đó, nàng nghiêm mặt nhìn Cửu Trọng Mưu nói, Cửu Trọng Mưu, Tần Lạc là khách do chị mời đến. Cậu có tư cách gì mà đuổi anh ta ra ngoài? Cậu chẳng lẽ không biết những quy định xã giao đơn giản nhất hay sao? Em chỉ tôn trọng những người đáng để người khác tôn trọng. Cửu Trọng Mưu cũng nghiêm mặt lại nhìn Cửu Yên Mị nói. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc hỏi, anh là Tần Lạc? Là tôi. Bạn trai của ả con Hoàng Ý hả? Lần này, Cửu Trọng Mưu quay sang nhìn về phía Cửu Yên Mị, đối tượng trong câu hỏi của hắn cũng đã thay đổi. Cửu Trọng Mưu, cậu đang vượt quá giới hạn rồi đó. Khuynh Thành có đắc tội gì với cậu đâu, Cửu Yên Mị lớn tiếng quát. Chẳng lẽ tôi nói có gì sai sao, Cửu Trọng Mưu cười ha hả nói. Mẹ cô ta lúc đầu bị Cửu gia cự tuyệt chẳng phải cũng là vì nguyên nhân này sao? Đường tỷ, chuyện này chị là người biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Năm đó, chính mẹ cô ta cố gắng ôm bụng chạy đến tranh đoạt chồng cùng mẹ chị mà, chẳng lẽ đại bá mẫu không có nói qua cho chị biết hay sao? Con hoang! Tần Lạc đầu tiên là sửng sốt, hắn không hiểu người bị ghép cho cái từ kinh khủng đó là ai.
Đến khi hắn cẩn thận suy nghĩ và hiểu ra, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên tối sầm lại. Tôi nghĩ, nếu cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ yêu cầu ở cậu một lời xin lỗi, Tần Lạc Thanh âm lạnh như băng nói. Đừng có mơ. Nhưng vì hôm nay chính tai tôi nghe được cậu nói những lời đó. Chưa nói hết câu, Tần Lạc đã nhảy đến tóm lấy ngực áo Cửu Trọng Mưu. Vì không chuẩn bị trước nên Cửu Trọng Mưu không kịp phòng thủ, bị Tần Lạc kéo chúi xuống. Đầu gối hắn cũng giơ lên, thúc mạnh vào bụng trên của Cửu Trọng Mưu. Tần Lạc vừa thu mình lui lại phía sau một chút, thân thể Cửu Trọng Mưu đã đổ sụp xuống mặt đất. Hắn nói tiếp câu nói còn đang dở dang, tôi sẽ không yêu cầu cậu xin lỗi, bởi vì điều đó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chương 218, đánh người và giết người.